Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 111. Thật ra, nói thật với cậu, trước cậu đã có người tới đây. Ồ, Cung Khai Hà hơi sửng sốt, nói. Tôi nghĩ, người này không ai khác ngoài lão Lý. Có lẽ, một là tới khoe thành tích, hai là, có phải đến xin chút lợi ích. Ha ha ha, Chủ tịch Đường bật cười sang sảng, nói. Cậu đấy Khai Hà à? Không ngờ châm biếm lão Lý chúng ta thành gã bán hàng rong rồi. Có điều, cậu đoán chúng rồi. Không biết chủ tịch có suy nghĩ gì, đương nhiên, tôi chỉ là cảm thấy có chút tò mò. Cung Khai Hà khẽ mỉm cười, hỏi. Chương 1997, điều đến văn phòng chính phủ. Tiểu tử đó đúng là có chút năng lực, thành phố Đông Cống cũng làm cho ra ngô ra khoai. Xây dựng toàn diện đã ổn định được tình hình chung. Nghe nói cậu ấy đã là quyền bí thư hai thành ủy. Lại làm quyền tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có điều, tuổi tác cậu ta đúng là có hơi trẻ một chút. Tuy nói có năng lực, nhưng hiện giờ đề bạt quả là không thích hợp. Cho nên, còn phải rèn luyện thêm. Ngọc phải được cẩn thận mài giũa phẩm chất mới có thể càng ngày càng cao. Yêu cầu của chúng ta chính là tinh phẩm, mà không phải làm ẩu lấy số lượng trọng. Chủ tịch Đường mỉm cười nói. Ha ha. Là muốn tiếp tục mài giũa thêm. Đồng chí Cung Khai Hà đã ngửi thấy ra một chút mùi vị nào đó, cũng không hỏi lại nữa. Cùng cười với Chủ tịch Đường. Thứ năm ngày 15 tháng 1 năm 2004, bởi vì cửa ải cuối năm sắp đến gần, Diệp Phàm đang mở hội nghị ban thường vụ thành ủy. Lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Sau khi nhận được trả lời, đồng chí phó trưởng ban thư ký thành ủy vệ giao thông bước nhanh tới bên cạnh Diệp Phàm. Ghé vào tai anh thì thầm vài câu. Các đồng chí, tạm dừng cuộc họp, chúng ta cùng đi nghênh tiếp một lãnh đạo trong ban tổ chức cán bộ. Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười nói với mọi người. Soạt, trong phòng hội nghị lập tức vang lên âm thanh kéo ghế, Nùng Cao Vân với Thái Phi có lẽ nhất thời nóng lòng một chút, hai người động tác nhanh chóng, đã bước nhanh đến cửa. Khụ, trong phòng hội nghị đột nhiên vang lên một tiếng ho khan vô cùng vang dội, hẳn là quyền bí thư Diệp phát ra. Nùng Cao Vân cùng Thái Phi đã bước tới cửa kia bước chân cứng đờ, hai người có chút ngượng ngùng lập tức dừng bước. Trong phòng hội nghị toàn thể ủy viên thường vụ lập tức hiểu ra, đây là Diệp Phàm đang cảnh cáo hai người không hiểu phép tắc. Tiếp đón lãnh đạo cũng phải là quyền bí thư Diệp đi đầu, chưa đến lượt Nùng Cao Vân và Thái Phi hai người dẫn đầu. Thấy Diệp Phàm vững bước đi lại, Nùng Cao Vân với Thái Phi vẻ mặt có hơi đỏ. Vội vàng nghiêng mình nhường đường. Nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Diệp Phàm dùng ánh mắt liếc nhìn hai người một cái, thốt một câu có vẻ khá thân thiết. Sau đó lộp cộp đi ra bên ngoài, các đồng chí khác, tất cả đều nhìn chăm chú hai người này, vẻ mặt phức tạp. Đương nhiên, phỏng chừng, các đồng chí vui vẻ vì người khác gặp họa khá nhiều. Dù sao, bản thân không thể dẫn đầu, ai cũng không muốn thấy đồng chí khác được dẫn đầu. Mới vừa ra đến ngoài cửa, phát hiện trong sân có đỗ mấy chiếc Audi. Diệp Phàm nheo mắt. Thiếu chút nữa cười ra tiếng, bởi vì, phó trưởng ban Thiết Hậu Sơn và trưởng ban Lôi Thường Thạch của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đang đứng hai bên một đồng chí trẻ tuổi, người đó không phải cục phó cục hai ban tổ chức cán bộ trung ương Nhạc Nhất Thành thì còn ai vào đây? Đương nhiên cũng là bạn học cũ của Diệp Phàm. Uy phong Nhạc Nhất Thành tương đối lớn, ngay cả Lôi Thường Thạch ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng tự mình tới tiếp. Xem ra, đồng chí trong ban tổ chức cán bộ trung ương kia, chức vụ không phải là bình thường. Trưởng ban Lôi, chào ngài. Diệp Phàm mỉm cười tiếp đón theo cấp bậc, Nhạc Nhất Thành, tuy nói là ban tổ chức trung ương xuống, tự nhiên, trước tiên bị Diệp Phàm xem nhẹ. Đồng chí Diệp Phàm, vị này chính là cục trưởng Nhạc Nhất Thành từ ban tổ chức cán bộ trung ương tới. Lôi Thường Thạch không đưa tay bắt tay với Diệp Phàm trước, mà vẻ mặt niềm nở giới thiệu Nhạc Nhất Thành trước. Tuy nói Lôi Thường Thạch là cán bộ cấp phó tỉnh. Hơn nữa còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tương đối có thân phận. Nhưng trong mắt một cục trưởng ban tổ chức trung ương cũng không tính là cái gì. Bởi vì, sát hạch là bọn họ làm, cho nên, Lôi Thường Thạch phải nhường lễ mấy phần. Đưa Nhạc Nhất Thành vào vị trí nhân vật chính hôm nay. Lôi Thường Thạch cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay Nhạc Nhất Thành xuống cũng không nói rõ nhiệm vụ chủ yếu lần này là gì. Mà chỉ nói là phó trưởng ban ban tổ chức trung ương Ninh Chí Hòa chỉ thị đến thành phố Đông Cống công bố điều chỉnh nhân sự. Chuyện này, Lôi Thường Thạch lúc ấy lập tức kinh ngạc.
Thân phận người nào ở thành phố Đông Cống không ngờ có thể khiến một cục phó ban tổ chức cán bộ trung ương thân chinh đến tuyên bố điều chỉnh nhân sự. Hơn nữa là Ninh Chí Hòa phó trưởng ban tự mình dặn dò. Thường thường đồng chí cấp bậc như vậy xuống tuyên bố đều ít nhất là điều chỉnh quan lớn đại loại cấp phó tỉnh bộ. Điều chỉnh kiểu này, có lẽ còn chưa tuyên bố xuống, ở trong tỉnh đã sớm hò hét ầm ĩ rồi. Cho nên, Lôi Thường Thạch trong lòng có chút băn khoăn. Bởi vì, trong lòng ông ta đều đã điểm qua một lượt. Thành phố Đông Cống quả thật không có đồng chí phù hợp có thể đề bạt làm quan lớn cấp phó tỉnh bộ được. Diệp Phàm quá trẻ, Nùng Cao Vân ngay cả nhân vật số 1, số 2 thành phố cấp 3 cũng chưa đảm nhiệm qua thì càng không cần nhắc tới. Về phần các đồng chí khác trong thành phố Đông Cống, toàn bộ đều dẹp sang bên. Không có kinh nghiệm, lý lịch làm quan nhất định, thì không có khả năng đề bạt làm cán bộ cấp phó tỉnh. Lôi Thường Thạch đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội có thể làm thân với quan chức ban tổ chức cán bộ trung ương, cho nên, cung cúp tự mình tới tiếp. Mà phó trưởng ban thường trực Thiết Hậu Sơn này cũng không chịu thua kém, cũng đi theo đến đây. Đương nhiên, đồng chí Thiết Hậu Sơn với Lôi Thường Thạch kinh ngạc và nghi hoặc khó hiểu. Hai người thật ra chỉ là hai con lật đật. Ngay cả đồng chí Tăng Cửu Thiên phó bí thư quản lý đảng viên cũng muốn tới, tuy nhiên, quá hưng sư động chúng. Nếu là Ninh Chí Hòa đồng chí cỡ này đến, Tăng Cửu Thiên phó bí thư tỉnh ủy quản lý đảng viên nhất định tới. Cuối cùng, Tăng Cửu Thiên cũng kiềm chế sự kích động lại, đứng ở tỉnh ủy tĩnh lặng chờ tin tức. Chủ yếu là sợ người ta nói ông ta quá tư lợi. Miệng lưỡi thế gian mà. Ha ha, bí thư Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không thể ngờ được sự việc khiến Lôi Thường Thạch và Thiết Hậu Sơn, cùng với các cán bộ liên can của thành phố Đông Cống được mở rộng tầm mắt đã xảy ra rồi. Nhạc Nhất Thành không ngờ bước ba bước lớn tới trước mặt Diệp Phàm. Hơn nữa, đồng chí Tiểu Nhạc từ xa đã đưa tay trên không trung, đưa ra rất niềm nở. Loại tình huống này thường thường chính là thân phận người ta cao hơn hắn mới như thế. Tỏ vẻ tôn trọng với đối phương thôi. Là cục trưởng Nhạc à, xin chào. Diệp Phàm đành phải bắt tay với Nhạc Nhất Thành trước. Hai bên bốn tay cùng nắm, nắm rất chặt. Trưởng ban Lôi, trưởng ban Hậu Sơn, các anh có thể còn chưa biết. Bí thư Diệp là bạn học cũ của tôi. Nhạc Nhất Thành vẻ mặt tươi cười thân mật, không ngờ bỏ tay xuống trước, còn nhiệt tình ôm Diệp Phàm. Chỉ kém người yêu có một nụ hôn. Làm Diệp Phàm có hơi không hiểu ra sao cả. Cho dù là Nhạc Nhất Thành biết được mình có chút quan hệ với Phí Gia đi chăng nữa cũng không đến mức nịnh bợ đến mức lộ liễu như thế chứ. Hơn nữa, chính mình cũng không có khả năng có thể ảnh hưởng đến Nhạc Nhất Thành. Tuy nhiên, người ngoài còn cho rằng hai người bọn họ là bạn học cũ rất thân thiết, vừa thấy mặt là thể hiện thân mật, cũng không nghĩ tới những chuyện khác. Kỳ thật, quan hệ hai người chẳng ra sao cả, thuần túy chỉ là quan hệ bạn học năm xưa thôi, thậm chí, còn ẩn chứa chút manh nha đối đầu. Lần trước có gặp qua một lần ở tiểu khu vui chơi Hoàng Thị Thủy Châu. Tuy nói thái độ của Phí Gia với Diệp Phàm khiến Nhạc Nhất Thành cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng còn chưa khiến đồng chí Nhạc Nhất Thành tới mức lập tức tự nguyện nhận thua. Hơn nữa, tình hình hôm đó, đồng chí Tiểu Nhạc mất hết thể diện. Còn phía bên kia, nở mày nở mặt chính là Diệp Phàm rồi. À, hai người các vị là bạn học cũ, thật không ngờ à, tình cảm tốt lắm, bạn cũ gặp mặt, buổi trưa phải uống với nhau mấy chén chứ. Lôi trưởng ban cũng cười theo. Trong mắt đồng chí Nùng Cao Vân với Thái Phi cũng lộ ra sự ghen tức hừng hực. Không thể ngờ được người này lại chó ngáp phải ruồi, không ngờ còn có một bạn học cũ có thân phận ở ban tổ chức trung ương. Tình cảm còn thân thiết như thế, chả trách được đề bạt mau như thế. Cũng có thể giải thích vì sao Thiết Hậu Sơn vì sao thể hiện thiện ý như thế với Diệp Phàm, chắc hẳn, lão già Thiết Hậu Sơn này đã sớm biết được mối quan hệ này của người ta. Vẫn nên tuyên bố trước một chút quyết định điều chỉnh nhân sự của ban tổ chức trung ương. Nhạc Nhất Thành hoàn toàn xứng đáng là nhân vật chính hôm nay, y khoát tay nói. Thư ký trưởng Lý, lập tức triệu tập toàn bộ cán bộ cấp thành phố trở lên đến họp. Lúc này, Lôi Thường Thạch vẻ mặt nghiêm túc nói. Bên ban tổ chức trung ương không cần nhiều người vậy đâu, trực tiếp đến phòng họp tuyên bố một chút là được. Lúc này, Nhạc Nhất Thành nói. Một đám người lại đi vào phòng họp. Thông qua sát hạch của ban tổ chức trung ương, quyết định điều đồng chí Diệp Phàm đến văn phòng chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đảm nhiệm vụ trưởng vụ đôn đốc giám sát phụ một kiêm phó chủ nhiệm văn phòng đồng chí Đường Hạo Đông. Theo một câu tuyên bố Nhạc Nhất Thành thốt ra, Nùng Cao Vân vừa mừng vừa lo.
vui đương nhiên là vì Tăng Cửu Thiên hôm qua đã gọi điện thoại cho mình, thông báo mình được thăng nhiệm vị trí thị trưởng thành phố Đông Cống đã được quyết định xong. Phỏng chừng sắp tới sẽ có người xuống dưới tuyên bố việc này. Lo chính là không thể ngờ được Diệp Phàm tay này đã một bước lên trời, bay đến văn phòng chủ tịch Đường. Hơn nữa còn là phó chủ nhiệm. Chuyện này, canh cửa tể tướng cũng là thất phẩm, tuy nói cấp bậc của Diệp Phàm mới là chủ nhiệm văn phòng, nhưng vị trí khác biệt rất lớn. Tầng diện tiếp xúc với con người giao tiếp căn bản là không hề cùng đẳng cấp. So sánh với quyền bí thư thành phố Đông Cống, khác nhau một trời một vực. Một tia hối hận trong lòng Nùng Cao Vân bắt đầu nóng lên. Trong lòng Thái Phi cũng là chua chát rối bời, tuy nhiên, ngay khi hai người phát ngây ra, trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Chủ nhiệm Diệp, chúc mừng thăng chức. Không thể ngờ được trưởng ban Lôi Tranh trước mở miệng chúc mừng Diệp Phàm, xưng hô lập tức đổi thành chủ nhiệm Diệp. Không dám không dám, chỉ thay đổi chỗ làm thôi mà, đều là vì công việc thôi, mọi người, chung vui chung vui. Diệp Phàm khiêm tốn cười nói. Sau đó đến căn tin, mới biết được tỉnh ủy Tây Lâm biến động rất lớn. Chẳng những bổ nhiệm Nùng Cao Vân làm phó bí thư thành ủy thành phố Đông Cống, quyền thị trưởng thành phố Đông Cống. Hơn nữa, bổ nhiệm Thái Phi làm quyền bí thư thành ủy thành phố Đông Cống. Trong lòng Nùng Cao Vân chua xót thiếu chút nữa chửi bới tất cả mọi người. Không thể ngờ được Thái Phi mới đến chẳng bao lâu, đã lại trèo lên đầu mình. Nùng Cao Vân chua xót đồng thời cũng là cắn răng phẫn nộ. Hắn hiểu được, Thái Phi là người của bí thư tỉnh ủy Phó Quốc Vân. Cho nên, mặc dù Nùng Cao Vân tức giận, có điều, trên mặt vẫn mỉm cười bắt tay với Thái Phi. Hơn nữa tỏ thái độ phải phối hợp với quyền bí thư Thái làm tốt công việc của thành phố Đông Cống. Mà tâm trạng được đề bạt làm thị trưởng thành phố giờ phút này đương nhiên không còn. Tuy nhiên, khi Thái Phi bày tỏ thái độ cũng nhiều lần nhắc tới phải tiếp tục dựa theo phương châm trước đây của đồng chí cựu bí thư, Diệp Phàm, xây dựng tốt trung tâm thành phố Đông Cống. Mở rộng toàn diện tình hình phát triển tốt của thành phố Đông Cống. Tuyệt đối nhất định làm tốt công trình dự án thành ủy đã định ra. Hơn nữa, còn khiêm tốn nói là phải xin chỉ thị của chủ nhiệm Diệp, vân vân. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chủ nhiệm Diệp còn chưa nhậm chức đương nhiên cũng thả một ít giám. Chẳng qua là xoay quanh tâm nguyện của lão bí thư Vi Lý Quốc mà chỉ thị rõ thêm. Đương nhiên, Diệp Phàm nói như thế, cũng có mục đích vạch đường đi nước bước cho Thái Phi và Nùng Cao Vân. Đến lúc đó, hai người các ngươi thực sự dám trong ngoài bất nhất không, vậy Diệp Phàm cũng sẽ không khách khí. Chương 1998, khắp nơi tới chúc mừng. Ý tứ trong lời nói của Diệp Phàm, tin rằng Nùng Cao Vân với Thái Phi hai người đều hiểu. Đương nhiên, trước khác nay khác, kêu hai người lại chống đối Diệp Phàm, hai người căn bản là không có cái gan đó. Buổi tối, tại chỗ ở của Diệp Phàm vị khách đầu tiên là Nhạc Nhất Thành. Bạn học cũ, nghe nói cậu không lâu nữa cũng sắp thăng chức rồi, ha ha. Diệp Phàm vừa tiếp đón, vừa cười nói. Thăng chức, quá khó rồi. Có điều, tôi còn phải chúc mừng lần nữa bạn học cũ cậu đã thành giường cột của lớp chúng ta rồi. Nhạc Nhất Thành thật ra khi nói lời này miệng có chút ngậm đắng. Bởi vì, từ trước tới nay, Nhạc Nhất Thành tự nhận mình mới là lão đại của lớp hồi đại học. Không thể ngờ được Diệp Phàm đứa ít tuổi nhất này cũng không biết có phải chó ngắp phải ruồi không, không ngờ leo còn nhanh hơn mình rất nhiều. Trước kia nghi ngại hắn chỉ là chủ tịch thành phố nhỏ, tuy nói cũng là cấp sở, nhưng thời điểm đó còn chưa ảnh hưởng tới đồng chí Tiểu Nhạc đang công tác ở ban tổ chức trung ương. Đồng chí Tiểu Nhạc vào lúc đó tất nhiên có một cảm giác về sự ưu việt. Cho nên, tại cuộc tụ hội nhỏ ở khu giải trí Hoàng Thị Thủy Châu mới thể hiện vẻ cao giá như thế, nghiễm nhiên tự coi mình là lão đại của cả lớp. Tuy nhiên, trước khác nay khác, mới mấy tháng, không thể ngờ được người này đã đánh tới văn phòng chính phủ rồi, hơn nữa, còn thân cận chủ tịch Đường. Địa vị hai bên, giống như treo từng người một. Đồng chí Tiểu Nhạc gần đây cũng thấy rất phiền muộn, đi khắp nơi chạy trọt. Bởi vì, ban tổ chức trung ương đang có một vị trí phó cục trưởng thường trực cấp giám đốc sở đang bỏ không. Trong ban hễ là đồng chí có tư cách đều như bát tiên quá hải, mỗi người đều tự thể hiện thần thông của mình. Đồng chí Tiểu Nhạc hôm nay cũng 36-37 rồi, nếu không phấn đấu thì có khả năng bị đóng băng. Tuy nhiên, đồng chí có thể bước vào ban tổ chức trung ương phần lớn đều có chút lai lịch. Mà người có thể cạnh tranh vị trí cục trưởng cấp giám đốc sở, ai lại không có chỗ dựa vững chắc. Chỉ có điều, chỗ dựa của đồng chí Tiểu Nhạc hiện giờ đã về hưu.
người đi trà liền lạnh. Đồng chí Tiểu Nhạc cũng rất đau xót. Gần đây tuy nói vẫn đang chạy trọt, nhưng lãnh đạo có thể tiếp cận đều nói, không thể sắp xếp được. Thật ra, là lãnh đạo chỉ có thể nói vài câu thối đó, không có khả năng đưa ra quyết định. Ánh mắt đồng chí Tiểu Nhạc tự nhiên dõi vào Ninh Chí Hòa nhân vật cứng rắn được phân quản lý nhân sự trong ban tổ chức cán bộ chung trung ương. Chỉ có điều, đồng chí Tiểu Nhạc muốn trông mong người ta, nhưng người ta lại không để hắn. Cho nên, đồng chí Tiểu Nhạc rất buồn bực. Lần này nghe nói đồng chí Diệp Phàm bạn học cũ không ngờ một bước lên trời bước vào văn phòng chính phủ, hơn nữa còn kiêm phó chánh văn phòng chủ tịch Đường. Chuyện này với Tiểu Nhạc đến mà nói vang dội giống như sét đánh ngang tai. Lúc ấy đồng chí Tiểu Nhạc thiếu chút nữa là hôn mê. Sau khi chua xót khôn cùng, đồng chí Tiểu Nhạc quyết định sau này lấy thân phận thấp mà nói theo đồng chí Diệp Phàm, có lẽ. Nếu người bạn cũ này có thể giúp đỡ, vẫn còn có chút hy vọng. Đây là cái phao duy nhất cứu mạng đồng chí Tiểu Nhạc. Từ từ sẽ đến thôi, luôn có cơ hội phải không nào? Diệp Phàm cũng cao ngạo hẳn lên, không ngờ lên giọng tiểu quan. Chắc chắn là muốn trả thù lần đó trong buổi gặp gỡ bạn học cũ ở Thủy Châu. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng thôi. 2. Cơ hội, không đợi người. Đồng chí Tiểu Nhạc mặt dày mày dạn rõ ràng muốn làm cho rõ. Ồ, chẳng lẽ thực sự còn có cơ hội đang chờ bạn học cũ cậu à? Vậy phải nắm chặt nha, cậu xem, sắp cuối năm rồi, còn không đi chỗ này chỗ nọ đi. Vẻ mặt Diệp Phàm giả bộ kinh ngạc, nói. Đi này nọ. Tôi cũng đi rồi. Tuy nhiên, có lẽ, là hết kịch diễn rồi. Nhạc Nhất Thành vẻ mặt buồn bực nhấp ngụm trà. 2. Việc này, lão Nhạc, chức vụ này của cậu lên nữa là phó cục trưởng thường trực cấp giám đốc sở. Vị trí như vậy trong ban tổ chức trung ương là vị trí sát hạch quan to cấp tỉnh bộ, quả thực quan trọng. Quan viên khắp nơi chăm chăm nhìn vào, người ứng cử đều là kẻ mạnh, quả thật rất khó. Cậu xem một thị trưởng nhỏ nhoi phía dưới chúng ta. Cạnh tranh cũng rất tàn khốc. Cậu có thể lên đến cái vị trí kia, cạnh tranh càng kịch liệt hơn phía dưới chúng ta. Diệp Phàm cố ý thở dài, tỏ vẻ quan tâm, nhưng bộ dạng bất lực. Không phải là vậy sao? Nhạc Nhất Thành gật gật đầu, sau đó liếc nhìn Diệp Phàm. Có hơi nhăn nhó, tuy nhiên, Diệp Phàm hiểu được người này không về thủ đô mà đặc biệt lưu lại nói phải tụ hội cùng bạn học cũ. Chắc chắn là có chuyện muốn tìm mình giúp đỡ. Cho nên, Diệp Phàm giống Khương Thái Công ngồi im không hé răng. Chờ Nhạc Nhất Thành tung ra quân bài còn úp mặt. Bạn học cũ, ngày đó ở Thủy Châu, Phí Hướng Phi của Phí gia quan hệ với cậu hẳn là không đơn giản. Nhạc Nhất Thành rốt cục không nhịn được, tung ra chủ đề. Bình thường thôi, trước kia gặp qua vài lần, thật ra cũng không có gì. Hơn nữa, ngày trước, hai người chúng tôi còn đấu với nhau một lần. Cậu không thấy. Cậu ta không nóng không lạnh với tôi chả khác gì với người thường. Diệp Phàm thản nhiên nói. Chuyện này lại à, đấu nhau một lần cậu ta còn như vậy. Nhạc Nhất Thành nhất thời có chút mơ hồ. Ha ha, có một số việc, không đánh nhau thì không quen nhau thôi. Diệp Phàm không ngờ cười thần bí. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhạc Nhất Thành gật gật đầu, ngẫm nghĩ một chút nói. Chính là cái cô Ninh Hòa Hòa đó. Cha cô ấy là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Bạn cũ cậu hẳn là quen biết Ninh Hòa Hòa. Quen biết, đương nhiên là quen. Tuy nhiên, tôi với cô ấy là oan gia đối đầu. Cậu không thấy, vừa gặp mặt cô nàng đã nổi bão với tôi rồi. Nếu không có Phí Hướng Phi ngăn cản, có lẽ muốn ăn tôi mất. Cô nàng này, tính tình rất thối. Diệp Phàm cố ý nói. Hình như, cũng đúng. Nhạc Nhất Thành vê cằm, nói. Tuy nhiên, ít nhất chứng minh, cô ấy với cậu cũng không bình thường phải không? Nhạc Nhất Thành vẫn hoài nghi, Diệp Phàm dựa vào cái gì mà tranh với Phí gia lớn mạnh. Kiểu như cô nàng Ninh Hòa Hòa vậy, có gia thế như vậy. Nếu thật sự muốn tìm Diệp Phàm gây phiền toái, chắc hẳn, mũ ô sa của Diệp Phàm bay từ sớm rồi. Chỉ vậy thôi. Diệp Phàm ha hả cười nói, chính là không lọt thông tin, chuyện tào lao với Nhạc Nhất Thành mấy chuyện không đâu phía ngoài. Bạn học cũ. Tôi hiện nay đã bước tới thời khắc quan trọng rồi. Lớp chúng ta chỉ cậu có thực lực nhất, vốn là, tôi muốn trong năm tập hợp mấy bạn học có chút thân phận, chúng ta lập thành hội tương trợ bè bạn. Đến lúc đó, ở trên quan trường, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Cho đến hiện tại, đã trải qua hơn một năm chuẩn bị, cũng đã hình thành sơ bộ. Đến lúc hoàn thành, cậu hoàn toàn xứng đáng chức hội trưởng.
Nhạc Nhất Thành ha hả cười nói. Việc này sao có thể, hội tương trợ này là cậu lập ra, đương nhiên để cậu làm hội trưởng. Diệp Phàm vội vàng thoái thác, tất nhiên, tiếp tục giả ngu. Nhạc Nhất Thành cậu không lấy chút hàng thật ra, Diệp Phàm quyết sẽ không mở mồm tương trợ. Không thể nói như vậy, tôi chỉ là người tổ chức, chân chạy việc. Bạn học có năng lực, ví như cậu mới có thể đảm nhiệm chức hội trưởng. Đến lúc đó, hy vọng cậu để cái chức hội phó là tôi thỏa mãn rồi. Yên tâm, đều là bạn học cũ cả, Nhạc Nhất Thành tôi tuyệt đối phối hợp với hội trưởng cậu làm tốt hội tương trợ. Bình thường những việc cụ thể như liên lạc vân vân đều do tôi làm. Khi phải quyết định làm việc gì thì do cậu quyết định. Giống hồi trước, cậu đảm nhiệm chức lớp trưởng, còn tôi là lớp phó. Chúng ta ở trường không phải cũng phối hợp ăn ý đấy sao? Tin rằng hiện tại tham gia công tác, càng có thể như thế. Nhạc Nhất Thành ra mặt không phải dày bình thường, dần ra từng chút nói ra suy nghĩ của mình. Tin rằng Diệp Phàm có thể hiểu, Nhạc Nhất Thành đây là mượn danh nghĩa bạn học lập thành cái thế, đồng đội. Cái gì gọi là, phối hợp, thật ra chính là có ý cam tâm làm cấp dưới. Ha ha ha, nếu bạn đã có tâm như vậy, tôi cứ từ chối cũng ngại. Tuy nhiên, chức hội trưởng này phải để mọi người chọn ra mới đúng. Bằng không, có người không phục, chúng ta ngay có làm cũng không thoải mái có phải không? Diệp Phàm cười nói, trong lòng cũng có chút động tâm. Bởi vì, lúc trước trong mấy ngàn người khóa 95 Đại học Hải Giang chỉ có vài người có thân phận. Tuy nói trong những người này cấp bậc cao nhất không vượt qua một giám đốc sở như mình. Nhưng cục trưởng phó phòng lại không ít. Hơn nữa, kinh doanh phát tài cũng không ít. Còn có rất nhiều danh nhân giới thể thao, giới thông tin. Những bạn học đó, qua 10 năm 20 năm nữa chính là lực lượng nòng cốt của nước Cộng Hòa. Đến lúc đó, hẳn là có vài nhân tài leo lên giám đốc sở thứ trưởng. Có thể liên kết mọi người lại bổ sung thêm các thành viên bên ngoài, cũng là một lực lượng không nhỏ. Người nào dám, Nhạc Nhất Thành tôi là người đầu tiên không đồng ý, lập tức rút ra ngoài, chống lại ý chúa à. Nhạc Nhất Thành đột nhiên biểu lộ khí phách, tất nhiên là biểu diễn cho Diệp Phàm xem, ý là cam tâm làm tay chân kiêm tiên phong cho Diệp Phàm. Ha ha! Diệp Phàm cười cười, liếc nhìn Nhạc Nhất Thành, nói. Thật ra, chuyện của cậu, cũng không nhất định phải tìm trưởng ban Ninh đâu. Ồ! Nhạc Nhất Thành trên mặt hiện lên một tia vui vẻ bất ngờ, hỏi. Chẳng lẽ còn có cách khác, bạn cũ, không, chủ nhiệm Diệp, lần này cậu nhất định phải giúp anh em một tay. Nhạc Nhất Thành lập tức đặt mình vào vị trí cấp dưới, phong cách làm việc vô cùng quả quyết cay độc. Thế này đi, sau khi đến thủ đô cậu mời khách là được. Đến lúc đó, giới thiệu cậu làm quen một người bạn, có lẽ, anh ta có cách. Diệp Phàm nói. Được được. Đến lúc đó địa điểm do chủ nhiệm Diệp chọn. Nhạc Nhất Thành vẻ mặt tươi cười, trong lòng đây hy vọng cáo từ ra về. Vị khách thứ hai tới là Thiết Hậu Sơn trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lão già này toàn nói những chuyện tào lao, để lại hai túi đặc sản địa phương cao cấp rồi về. Nhờ lão Thiết giải thích, Diệp Phàm hiểu được, vị trí mình sau này, chính là có cơ hội tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao. Đến lúc đó không cần nói gì khác. Giới thiệu vài người cho Thiết Hậu Sơn làm quen là đủ ông ta dùng không hết rồi. Nhóm thứ ba tới đương nhiên là thân tín của Diệp Phàm, như trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Cam Thủy Hưng, trưởng ban tuyên giáo Lý Tinh Tinh, Diệp Phàm động viên bọn họ. Đêm khuya tới mới là Lam Tồn Quân và Vương Triều. Tồn Quân, sau khi tôi đi rồi tình hình của cậu e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, tôi hy vọng cậu có thể an tâm, làm tốt chuyện nhà máy đường. Chúng ta không thể làm nửa chừng có phải không? Cùng lắm 2 năm nữa, cậu phải chịu ủy khuất một chút. Diệp Phàm nói. Yên tâm, làm không ra nhà máy đường tôi quyết không rời khỏi Đông Cống cái nơi hẻo lánh này. Lam Tồn Quân nói, nhìn liếc Diệp Phàm, nói. Chính là, có thể đưa tôi vào ủy ban thường vụ thành phố hay không? Nếu không, cá nhân từ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tới đều là, lãnh đạo của tôi, đến nhà máy đường vung tay múa chân. Nhìn cũng khó chịu có phải không? Thái Phi với Nùng Cao Vân đều được đề bạt rồi, ban thường vụ thành ủy thành phố Đông Cống hiện tại sẽ chống một số danh sách. Thật ra, cậu hoàn toàn có thể kiêm chức phó bí thư, tỷ như, vị trí Long Vi Quốc. Vừa khéo quản kinh tế, thích hợp để cậu làm. Nếu bảo cậu làm quản lý đảng viên, cậu có lẽ không có thời gian. Tinh lực của cậu chủ yếu ở nhà máy đường. Nhà máy đường có được thành tích,
chính là lúc cậu nhảy ra khỏi Đông Cống. Diệp Phàm nói. Chương 1999, mi mắc bẫy rồi, hắc hắc. Ừ, xem chừng, Long Vi Quốc sớm đã ngắm vị trí mà Nùng Cao Vân rời bỏ rồi. Tôi có thể thế chỗ anh ta thế là quá đủ. Chỉ cần là kế sách giúp nhà máy đường tồn tại, có lợi cho sự phát triển của nhà máy thì tôi đều tình nguyện làm. Lam Tồn Quân nói. Việc này, mai lên tỉnh tôi sẽ bàn với Chủ tịch Trúc và Bí thư Phó Quốc Vân. Tôi nghĩ, vấn đề chắc cũng chẳng có gì to tát cả. Xét quá trình phát triển của bản thân nhà máy, cũng nên cho cậu chút quyền tự chủ phải không? Mà nhà máy đường là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Cống, thế nên, cho cậu kiêm chức Phó Bí thư Thành ủy, cắm chân vào đội ngũ lãnh đạo, đó cũng là điều tất sẽ phải làm. Huồng hồ, cái mà cậu tham chiếu lại là chức Giám đốc Sở. Diệp Phàm nói một cách dứt khoát, kiên quyết. Vương Triều, xem ra thời gian cậu ở lại đây không còn nhiều nữa. Tôi nghĩ, đợi anh Thiết về tới Bộ Công an thì cậu về đi. Ổn định xong cái chức Phó Giám đốc Sở đã rồi tính tiếp. Diệp Phàm nói. Tôi hiểu rồi anh Diệp, việc này, anh Diệp bảo sao tôi nghe vậy. Vương Triều đáp lễ phép. Hai, thực có chút không nỡ xa các anh đi rồi, còn lại mình tôi, thấy cô đơn lẻ loi thế nào ấy. Lam Tồn Quân hơi nhăn mặt. Ha ha ha. Diệp Phàm và Vương Triều phá lên cười khi người khác gặp họa. Đêm đã khuya, ba người kiếm giam bình rượu nhâm nhi ở phòng khách nhỏ. Rồi Diệp Phàm nói chuyện điện thoại không ngớt. Ha ha ha, người anh em, rốt cục thì trốn kinh kỳ vẫn là tốt nhất nhỉ, chúng ta lại có thể uống rượu hết mình bằng bát rồi. Thiết Chiếm Hùng cười nói. Anh Thiết, bên anh có động tĩnh gì không? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là có rồi. Thiết Chiếm Hùng cười đắc ý. Ý gì vậy, động tĩnh gì? Diệp Phàm hỏi. Tôi đã trở về Bộ Công an rồi, cái này thì dễ. Tôi chỉ là làm cán bộ giảng dạy tạm thời ở trường Đảng Trung ương thôi. Nhận được điều lệnh từ bên Ủy ban Tổ chức Trung ương là tôi về ngay. Thiết tôi đây lại được phục chức rồi. Chỉ có ba đứa đồ đệ của tôi. Mẹ kiếp, tất cả đều cứ ép hỏi tôi, thực phiền phức quá đi. Thiết Chiếm Hùng nói. Thế hóa ra lại tốt, có người ép cũng tốt chứ sao. Hơn nữa, anh Thiết thật giỏi. Ba đồ đệ đã là đội viên chính thức. Đến lúc đó, anh thành lão đại rồi. Diệp Phàm cười giòn. Giỏi cái gì mà giỏi, ba đứa nó ngày nào cũng đến ỉ xèo, muốn nghe ngóng nội tình chuyện của cậu. Vì cậu là cao nhân mà, trên quan trường có người khâm phục đồng chí có bản lĩnh, có thân thế. Trong giới võ thuật cũng không thoát khỏi phạm trù này. Kẻ thấp kém thì sùng bái cao thủ, muốn kết giao với cậu, cũng là chuyện thường. Có thể quen cậu, điều tốt đẹp tất nhiên là nhiều, song ba đứa tiểu tử này thực không biết tí quy củ nào. Cuối cùng bị tôi mắng cho một trận mặt nhăn nhó ra về rồi. Nhưng mà, sau khi cậu đến thủ đô thì thêm được ba đứa nha đầu sai vặt. Thiết Chiếm Hùng cười nói. Thì cũng hay mà, ba tên nha đầu sai vặt, lại còn là đội viên chính thức của tổ A nữa, xem ra đến chủ tịch cũng chẳng được thế ấy chứ. Diệp Phàm cười đắc ý. Thế thì việc của Vương Triều Anh có cơ hội giải quyết rồi. Diệp Phàm hỏi. Đừng nóng, tôi điều tra rồi. Một phó cục trưởng cục trinh sát hình sự tháng sau là đến hạn về hưu. Trên bộ đã tổ chức tuyển người rồi, nhưng việc này bộ có quyền cất nhắc, tuy nhiên vẫn phải thông qua Ủy ban Tổ chức Cán bộ Trung ương mới được. Thiết Chiếm Hùng nói, bên đó để em lo. Diệp Phàm trả lời không chút suy nghĩ. Được, việc này để tôi. Thiết Chiếm Hùng lại lấy lại khí phách đội trưởng Thiết của đội báo săn. Không lâu sau, Trương Vệ Thanh cũng gọi tới. Cũng lại nói những lời chúc mừng ấy. Ha ha, đại ca, chúng ta sau này có thể kề vai sát cánh tác chiến rồi. Lang Phá Thiên nói oang oang trong máy làm cho màng nhĩ của Diệp Phàm như muốn thủng. Nói nhỏ hơn tí không được à lão lang, làm tai tôi sắp điếc đến nơi rồi đấy. Diệp Phàm cằn nhằn. Chết chết, thất kính. Lang Phá Thiên cười như nắc nẻ, rồi chợt thở dài và nói. Nhớ năm xưa. Khi anh chỉ mới là một tên trưởng phòng thì tôi đã làm cục trưởng cục cảnh vệ văn phòng chính phủ rồi. Bây giờ thì anh làm trưởng ban thanh tra văn phòng chính phủ, chức vị ngang với tôi rồi, tôi vẫn chỉ là cục trưởng quen, ôi cái cuộc đời này, sao mà ngang trái thế? Anh bao nhiêu tuổi mà ham muốn ngồi lên cái ghế phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ? Hơn nữa, ở bên đó tính ra anh còn là thuộc hạ của tôi nhỉ? Diệp Phàm nói với giọng điệu mỉa mai. Cái đó, tôi chả có hứng.
đương nhiên, cũng không thể lên được, mà tôi cũng chả lợi hại được như Diệp đại soái. Đường đường là tổ phó rồi, hoành tráng quá đi, nếu tính theo cấp bậc bên này thì lại càng đáng nể. Lão cung là ủy viên quân ủy, đãi ngộ theo cấp phó chủ tịch nước. Còn tổ phó thường vụ tổ A thì ít ra cũng được hưởng đãi ngộ cấp bộ trưởng nhỉ. Ôi cái ghế đó của lão Nghiêm, tiếc cho lão Nghiêm quá. Nhưng anh là tổ phó, chức vụ tương đương thấp nhất cũng cùng cấp với thứ trưởng. Chính phủ thật không thỏa đáng khiến anh chịu thiệt rồi. Nếu không thì đi tìm họ mà đòi ít ra cũng được cái chức ngang hàng đấy, phải không? Lang Phá Thiên vừa nói vừa cười gượng. Đòi cái con khỉ ấy, thế có được ngang hàng không? Bên đó là đặc biệt đề bạt vượt cấp. Hơn nữa, bản lĩnh bên đó cao không đồng nghĩa với năng lực bên này cũng giỏi. Tiêu chuẩn xét duyệt và tiêu chuẩn đề bạt đều khác nhau. Đưa tôi lên làm thứ trưởng, thì Diệp Phàm tôi lại chẳng bị chết sặc trong bãi phỉ nhổ của tất cả quan chức trên cái đất Trung Quốc này ấy chứ. Ngay cả cái chức hiện nay, xem chừng là cũng có bao nhiêu người mắc bệnh đau mắt đỏ đấy. Chúng ta phải ăn ở khiêm tốn, nếu không sẽ làm người khác đỏ mắt. Diệp Phàm hừ giọng. Cũng phải, một cán bộ cấp giám đốc sở tròn 27 tuổi. Hơn nữa lại là một trợ thủ đắc lực của một phòng ban quan trọng trong văn phòng chính phủ. Quả khiến không ít kẻ ghen ăn tức ở, điều đó là cái chắc rồi. Lấy danh nghĩa trưởng ban thanh tra văn phòng chính phủ của anh thì cho dù xuống đến địa phương những quan viên cấp phó tỉnh kia cũng không dám khinh thường cậu. Hơn nữa, anh đường đường đảm nhiệm phó chủ nhiệm, cái này, chắc hẳn còn tốt hơn so với chức chủ nhiệm phòng điều tra tránh văn phòng trung ương. Thêm vào đó anh làm phó phòng văn phòng chủ tịch đường, xem chừng còn oai hơn là trưởng ban thanh tra văn phòng chính phủ đấy. Cứ lấy danh nghĩa ấy mấy lão bí thư tỉnh ủy cũng không dám coi thường anh đâu. Vì anh là đại diện anh đường mà, cáo mượn oai hùm. Lang Phá Thiên giọng đùa cợt. Cái đó cũng không chắc, người ta nhiệt tình với anh ngoài mặt, thực ra trong lòng thì coi rẻ anh. Anh chẳng phải là cái micro nói lại lời của chủ tịch đường sao. Hơn nữa, nghe nói ban thanh tra văn phòng chính phủ cũng chẳng qua chỉ là miếng gân gà ăn thì khó gặm mà bỏ thì tiếc. Chẳng phải có người đồn nói rằng ban thanh tra văn phòng chính phủ cử người đi chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, việc gì cũng không làm nổi sao. Ngay cả việc khởi tố của một bà lão mua trứng vịt muối cũng giải quyết không nổi. Diệp Phàm nói, thế thì phải xem anh có muốn làm hay không, tuy nói rằng ban thanh tra cử người đi chỉ là thanh tra, thông báo tình hình tìm hiểu được cho lãnh đạo văn phòng chính phủ. Nhưng cũng có một số việc không quan trọng lắm anh có thể tự quyết được. Đương nhiên những việc của ban thanh tra văn phòng chính phủ đều là việc quan trọng. Mà quan trọng là ở chỗ khi quay về anh báo cáo thế nào. Cùng cái miệng, anh nói tốt thì là tốt, nói xấu thì là xấu. Cho nên những cán bộ bên dưới vẫn phải tôn trọng anh. Nếu không thì cạnh mở miệng thôi là việc dưới cơ sở coi như hỏng bét. Huống hồ đâu phải anh không hề có quyền quyết định. Mà chúng ta thì ai ai cũng hiểu, những trợ thủ bình thường thì không dám tự ý giải quyết. Việc gì cũng phải xin phép, sợ tự quyết thì hỏng việc. Sau khi xin phép cho dù có hỏng việc thì cũng là do lãnh đạo chỉ đạo sai lầm. Mà huống hồ mọi thứ đều phải hợp với ý lãnh đạo. Cho nên mới gây nên tình trạng nhân viên ban thanh tra văn phòng chính phủ xuống cơ sở không dám làm gì to tát. Chẳng phải không có quyền mà là có quyền cũng không dám dùng. Song anh chắc chắn là khác họ, anh có tính cương trực, tôi tin ban thanh tra sẽ có kết quả thanh tra hoàn toàn khác nhờ anh. Lão Lang tôi sẽ đợi tin vui. Lang Phá Thiên tung ra một mớ lý luận, cười cười rồi chợt hỏi. Khi nào đến thủ đô? Ngày mai ghé qua tỉnh ủy Tây Lâm tí rồi tối đến Bắc Kinh. Cấp trên dục quá, lệnh cho tôi 8 giờ sáng ngày kia phải báo cáo đúng hạn. Sắp Tết rồi, báo cáo thì cũng làm ăn được gì đâu. Sắp Tết mà cũng không để cho người ta yên, thật phiền phức. Diệp Phàm nói vẻ bất mãn. Tìm hiểu chút tình hình mà. Nếu không, đợi sang năm ABG mới báo cáo, chẳng phải là phải kéo dài đến năm sau sao. Hơn nữa, cuối năm bên cựu chủ tịch còn có hoạt động tiếp đón khách nước ngoài. Xem chừng anh đến rồi còn phải lo cả bên đó nữa. Có cái mà bận rồi nhé đồng chí Diệp. Lang Phá Thiên không ngờ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Hoạt động tiếp đón khách nước ngoài thì liên quan gì đến tôi, xem ra cái chức phó phòng chủ tịch chỉ là bù nhìn. Địa bàn chính của tôi là ở bên ban thanh tra văn phòng chính phủ cơ. Có lẽ họ cũng biết tôi là người hay đắc tội người khác, nóng tính, cho nên mới giao cho tôi công việc dễ làm phật lòng người khác trong văn phòng chính phủ. Đến khi đi cơ sở, giám sát cũng mạnh tay hơn,
số cán bộ đắc tội cũng nhiều hơn. Diệp Phàm lạnh lùng hừ giọng. Chả liên quan gì đến anh. Anh là phó văn phòng chủ tịch Đường, đương nhiên là liên quan đến anh rồi. Nếu như tôi đoán không lầm. Xem chừng cái chức phó văn phòng chủ tịch Đường của anh công việc chủ yếu phải là phụ trách mảng an ninh đặc biệt cho chủ tịch Đường khi đón tiếp khách nước ngoài. Bởi vì anh là cao thủ siêu cấp mà. Anh không bảo vệ chủ tịch thì ai bảo vệ. Nếu không thì cứ chọn đại một người trong văn phòng chủ tịch Đường hắn ta cũng hơn hẳn anh về năng lực. Hơn nữa, theo cách nhìn của tôi, về căn bản anh không hợp với việc ngồi lì trong văn phòng chủ tịch Đường. Lang Phá Thiên cười ngặt nghẽo. Ồ, tôi bị anh hạ thấp đến chẳng đáng một xu thế sao? Diệp Phàm tôi kém cỏi đến thế ư, tuy tính hơi khó chịu tí nhưng mà năng lực vẫn có đấy. Diệp Phàm vẻ buồn bực hừ giọng. Không phải là vấn đề năng lực, ví dụ nhé. Cho dù cái tính cậu không ổn cho lắm, nếu ở cấp cơ sở thì cùng lắm anh cũng chỉ đắc tội đến cấp tỉnh thôi. Nhưng mà bây giờ khác rồi, anh ở trong văn phòng chủ tịch Đường. Cái văn phòng này hễ có động tĩnh gì là động chạm đến những nhân vật chóp bu của nước Cộng Hòa. Ví dụ, sau này anh tiếp xúc với các đồng chí cấp trưởng ở tỉnh dễ như ăn cơm. Đôi khi cũng được gặp gỡ các đồng chí cấp phó quốc gia. Thậm chí chín ủy viên thường vụ cũng có khả năng được tiếp xúc. Đến lúc đó cậu nhớ miệng đắc tội đồng chí nào trong ban thường vụ. Chủ tịch Đường chắc chắn không vui, đồng chí ủy viên thường vụ nào đều là những nhân vật có thể gây chấn động đối với đất nước chúng ta. Cho nên, ngay cả chủ tịch Đường cũng phải suy xét kỹ càng. Còn anh, chắc là xong đời rồi. Lang Phá Thiên cười ha hả không ngừng. Cũng có lý, theo sự phân tích của anh, lẽ nào tôi sang bên văn phòng chủ tịch Đường chỉ để làm chân phụ trách an ninh. Chủ tịch Đường coi trọng nắm đấm của tôi chăng? Diệp Phàm nói, rồi chợt rằng. Đây lẽ nào là âm mưu do anh sắp đặt, tôi nghĩ, điều đó cũng có lý đấy. Chương 2000, Trần Thế Mỹ phiên bản mới. Không phải, tôi nào có chuyện như thế. Đây là cấp trên xem xét trên tất cả các phương diện. Anh nghĩ xem, tổ đặc nhiệm A của chúng ta sau khi trải qua cuộc chiến Sahara giảm sút nhân tài, giờ chẳng còn lại ai có thể dùng được. Chính tôi là người trong nội bộ cục cảnh vệ mà cũng khó khăn lắm. Trước kia còn có hai người hoạt động tốt có thể dùng được, họ cũng xuất ngoại cùng vị lãnh đạo kia rồi. Hiện tại không còn nữa rồi, ngay cả một cái lỗ như củ cải cũng chẳng chám lại được. Làm một so sánh đơn giản, ủy viên Bộ Chính trị, nước ta cao nhất là 9 người, có phải là mỗi người có một vệ sĩ chính thức thì cũng đã mất 9 người. Vậy thì tìm ở đâu ra? Toàn tổ đặc nhiệm A chúng ta hiện tại nhân viên chính thức không đến 30 người. Xếp cung không thể điều 10 người cho tổ vệ sĩ Trung Nam Hải được. Vừa rồi đây tôi cũng suýt chút nữa bị chết dở đây. Chúng tôi đau đầu vì cùng một lúc hai vị lãnh đạo ra nước ngoài làm việc. Ít nhất mỗi người phải có hai người theo bảo vệ, một lúc đi 4 người, vậy còn lại tính cả tôi nữa cũng không quá 5 người. Thế nhưng lãnh đạo ở nhà lại còn đến 7 người, vậy phải phân công thế nào đây? Chúng ta không thể phân thân một thành hai người được, vì thế, tôi nghĩ, sếp cung có lẽ cũng rất đau đầu bởi điều này. Nếu bảo anh trực tiếp chuyên trách bảo vệ Đường chủ tịch, anh chắc cũng khó khăn. Bởi vì Diệp lão đại của anh tính khí cũng rất khó chịu, sếp cung cũng chẳng dám dùng nhiều đến anh. Bởi lẽ đó, sếp cung đã tìm ra một cách làm thay đổi một chút về phương thức. Anh kiêm luôn chức phó tránh văn phòng chủ tịch, lúc đó bảo anh phụ trách sự an toàn của chủ tịch. Anh còn có thể trốn tránh đi đâu được, đây là sếp cung đang vận dụng một cách tối đa, anh không phải là không muốn chính thức phục vụ tổ đặc nhiệm A sao? Như thế đã là biến anh trở nên hợp pháp, anh không phục vụ chủ tịch như cũ nữa, cũng không phải giải quyết vấn đề đau đầu của tổ đặc nhiệm A nữa. Đương nhiên, có lẽ cũng phải suy nghĩ đến việc thiếu người ở giai đoạn này của tổ đặc nhiệm A, vì thế mới điều động anh quay trở lại hỗ trợ. Chờ sau này đủ người rồi. Anh có thể quay trở lại vị trí cũ, thực ra như bây giờ cũng là một cơ hội cho anh. Rèn luyện mấy năm, vừa mới đến đó đã là một quan to rồi. Những lời Lang Phá Thiên nói ra thực sự cũng có chút lý lẽ. Mẹ kiếp, lão cung lợi dụng tôi đã trở thành vệ sĩ siêu cấp rồi. Lão Lang, lời anh nói có lẽ cũng thực sự có lý. Tôi thực sự có cảm giác bị rơi vào bẫy. Diệp lão đại mắng một câu và nghĩ có lẽ là đã trúng phải bẫy của lão cung rồi. Có lẽ phòng thanh tra văn phòng trung ương cũng chỉ là cái vỏ bọc, mà phó chủ nhiệm bên cạnh chủ tịch Đường mới chính là mục đích. Chắc chắn là bị rơi vào bẫy rồi. Nếu không tin tôi với anh đánh cược,
Khâu Hoa, lão này chẳng phải là phó chủ nhiệm thường trực của văn phòng trung ương, lại kiêm thêm chức chủ nhiệm chánh văn phòng, là cấp trên trực tiếp của anh. Có lẽ, anh vừa đến Bắc Kinh ông ta đã nói với anh về nhiệm vụ ở bên chủ tịch rồi. Lang Phá Thiên nói, lão già này tôi luôn muốn xem ông ta làm thế nào để chụp lên đầu tôi nhiệm vụ vệ sĩ cao cấp. Diệp lão đại lạnh lùng hừ một tiếng. Lang Phá Thiên vừa đặt điện thoại xuống. Chuông điện thoại lại reo lên. Diệp Phàm biết rõ là ngoài việc tắt máy nếu không thì đêm nay không thể nào ngủ được. Bởi vì bạn bè quá nhiều, mọi người nghe tin gọi điện đến chúc mừng cũng là chuyện bình thường. Diệp lão đại, anh thật là uy phong đấy. Diệp Phàm biết rằng đó đều là những bạn bè tốt nên không nhìn số điện thoại. Vì thế vừa mở máy đã nghe một giọng phụ nữ pha chút châm chọc nói. Hi hi, là Viên Viên hả, chúng ta đều thực hiện nhiệm vụ, có gì đâu mà uy phong. Em đừng châm biếm anh mà. Diệp lão đại vội vàng muốn nói cho qua chuyện. Còn không uy phong sao? Chủ nhiệm phòng thanh tra trung ương, phó chánh văn phòng bên cạnh chủ tịch Đường. Hai chức vị sáng giá như vậy rơi vào đầu lão đại của chúng ta chẳng phải bây giờ đã uy phong, nở mày nở mặt rồi sao? Muốn vứt bỏ người vợ quê mùa để đi tìm niềm vui mới, là một phiên bản mới thời hiện đại của Diệp Thế Mỹ phải không? Những lời nói của Kiều Viên Viên như hàng loạt phát pháo bắn qua, tiếp tục nói. Tuy nhiên, Diệp lão đại, tôi không phải là Tần Hương Liên của anh, hừ. Anh cũng không thể là Diệp Thế Mỹ được, đương nhiên, em cũng không thể là Tần Hương Liên. Chúng ta là Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, một đôi đồng mệnh nguyên ương đấy. Diệp lão đại nói. Hứ, em không phải là Trúc Anh Đài. Em muốn sống thoải mái, chết thì có ý nghĩa gì? Muốn chết thì anh chết một mình đi, con bướm đẹp nhưng chẳng có tác dụng gì. Kiều Viên Viên cười châm biếm. Biết Kiều đại tiểu thư tâm tình không tốt, Diệp lão đại nói. Thời gian này thực sự là rất bận. Lần trước đi thực hiện nhiệm vụ không kịp nói với em, đi một mạch 2 tháng liền. Thực tế, thời gian ở lại thành phố Đông Cống tính ra cũng không quá 4 tháng. Hơn nữa, lúc đó mới bị Đàm Tiếu không tốt, anh cũng không có mặt mũi nào để nói với em chuyện này, sau đó em cũng biết rõ sự việc thế nào. Anh còn có gì để mà nói nữa? Việc này ba cũng thật là, không có một chút động tĩnh gì. Em đã cãi nhau vài lần với ông ấy luôn nói từ từ rồi tính. Cái gì mà Ngọc bất trác bất thành khí? Anh giỏi như vậy, tự mình lăn lộn đến được Bắc Kinh. Hôm qua ba nói với em chuyện này, em vẫn cho là do ba làm. Nhưng ba lắc đầu nói là ông ấy không can thiệp chuyện này. Hơn nữa dự định của ba là để cho anh ở lại thành phố Đông Cống thêm 1 năm nữa rồi quay lại làm ở Ủy ban Trung ương. Không ngờ có người nâng anh lên nhanh như vậy. Hơn nữa chức vụ đảm nhiệm lại là trung tâm của một số phương diện. Cũng là vấn đề mà ba luôn suy nghĩ, bởi vì chức vụ của anh quá nổi bật, cũng không biết bọn họ có ý gì. Kiều Viên Viên nói, trung tâm, ý là thế nào? Diệp Phàm hỏi, em cũng không rõ lắm, anh trở lại Bắc Kinh thì hỏi ba xem sao. Kiều Viên Viên nói, và hỏi, hay là, năm mới đến nhà em ăn Tết? Không được rồi, Tết năm nay anh phải về Cổ Xuyên. Bố mẹ anh đều đã già, bảo họ đến Thủy Châu cũng không quen. Lần này về anh muốn khuyên họ đến biệt thự lá đỏ sống, ở đó vẫn không có ai ở. Hay là em cũng chuyển đến đó ở cùng, dù sao cũng đã cái ca yêu hồi phải không? Diệp Phàm không suy nghĩ nói ra. Anh nói lung tung cái gì chứ, cái gì mà đã thế này, đã thế kia. Kiều Viên Viên không thể ngăn nổi mục đích trong lời nói của Diệp lão đại. Anh nói sai rồi sao? Chúng ta đã đính hôn, hơn nữa việc này có gì là sai? Hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc là chuyện bình thường của con người. Diệp lão đại cố ý giả vờ ngây ngô. Diệp lão đại, anh không sai, Kiều Viên Viên tôi mới sai. Kiều Viên Viên hừ lên giận dữ. Thôi được rồi, cả hai chúng ta đều sai. Tối mai đến Bắc Kinh rồi hãy nói. Anh ở biệt thự lá đỏ, em có đến không? Diệp Phàm hỏi. Đó là nhà của tôi, làm sao tôi có thể không đến được chứ? Kiều Viên Viên nói rồi muốn cúp điện thoại. Vậy tốt rồi, nữ chủ nhân xinh đẹp của anh, chờ anh quay về vui vẻ nhé. Diệp Phàm nói bằng vẻ đáng khinh. Anh đừng có mà nằm mơ. Kiều Viên Viên đáp lại. Không phải chứ, đã lâu lắm rồi chúng ta không thế kia rồi. Ngay một chút yêu cầu như thế cũng không được sao. Lẽ nào cũng cấm, để chúc mừng chồng của em thăng chức thì em cũng nên có chút quà gì chứ phải không?
Diệp Phàm vừa cười vừa hỏi. Tôi cũng muốn chúc mừng anh, nhưng đồng chí Diệp ạ, số anh không tốt rồi. Kiều Viên Viên đắc ý mỉm cười. Chẳng lẽ là, bà gì gì đó đã đến rồi. Diệp Phàm trong lòng trở nên buồn bực hỏi nhỏ. Ha ha, anh đoán đúng rồi đấy. Kiều Viên Viên cười to và cúp điện thoại. Con mẹ nó, thói đời kiểu gì thế, thời khắc quan trọng luôn hỏng việc. Diệp Phàm buồn bực ngửa mặt lên trần nhà hét lên, trong lòng nghĩ giờ thực sự không còn mục tiêu gì ở Bắc Kinh nữa rồi. Hiện tại Triều Tứ bộ dạng như thế không nỡ ra tay. Tuy nhiên, trong đầu Diệp Phàm chợt hiện lên hình ảnh một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đó là Phụng Khuynh Thành. Cô ấy năm nay có lẽ mới chỉ 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học rồi. Nhưng Phụng gia địa vị rất cao, nếu làm không tốt, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Buổi sáng ngày hôm sau, vì để chuẩn bị cho chuyện bàn giao công việc Diệp Phàm phải làm thêm cả buổi tối. Vì thế mà 2 rưỡi sáng Diệp Phàm đã phải lặng lẽ đeo ba lô lái xe đi rồi. Tuy nhiên, vẫn nhìn thấy bóng của Lam Tồn Quân và Vương Triều đang vẫy tay chào phía sau xe. Tạm biệt anh, em. Diệp Phàm thầm nói và lái xe lao vù đi. 9 giờ 30 đã đến tỉnh ủy. Trước hết là đến phòng tổ chức tỉnh ủy, sau đó đến chào tạm biệt bí thư Phó Quốc Vân. Không ngờ anh mới đến có mấy tháng mà lại chuyển đi rồi. Phó Quốc Vân nét mặt tươi cười chào Diệp Phàm đang ngồi đối diện. Tôi cũng không ngờ, nói thật một câu, tôi thực sự chưa muốn chuyển đi. Tỉnh Đông Cống vừa mới triển khai xây dựng toàn diện, cơ sở mới của nhà máy đường Nguyên Dương Xuân còn chưa xây lên. Khu du lịch Ngũ Long Sơn cũng mới ở bước đầu, lại còn phố đi bộ Lư Thị, hàng loạt việc như vậy tôi thực sự muốn nhìn thấy ngày mà họ hoàn thành. Diệp Phàm có chút tiếc nuối nói. Không sao, nhiệm vụ cách mạng ở bất cứ nơi đâu cũng phải làm. Lần này anh có thể trở về Bắc Kinh là rất tốt. Từ nay về sau sẽ có một khoảng trời mới đang chờ đón anh. Người hướng lên cao, nước hướng chỗ trũng. Việc xây dựng tỉnh Đông Cống bất kỳ lúc nào anh cũng có thể ghé thăm mà. Phó Quốc Vân cười nói. Cảm ơn những lời tốt đẹp của ông. Diệp Phàm biểu thị sự cảm ơn, sau đó nhìn Phó Quốc Vân nói. Việc tôi không yên tâm nhất của tỉnh Đông Cống đó là nhà máy đường Nguyên Dương Xuân. Nhà máy mới bước đầu phục hồi phát triển, có rất nhiều khó khăn đang bày ra trước mắt giám đốc nhà máy Lam. Nhưng giám đốc Lam tuy là giám đốc nhà máy nhưng lại hưởng đãi ngộ của giám đốc sở. Nhưng phạm vi quản lý của anh ta chỉ hạn chế ở nhà máy đường mà bên trên thì có quá nhiều bảo mẫu, bất cứ đồng chí nào của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tỉnh Đông Cống cũng là bảo mẫu của nhà máy đường. Mà Tồn Quân ngay cả ủy viên thường trực tỉnh ủy cũng không phải nằm trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh Đông Cống, vì thế rất nhiều quyết định của các vị trên ủy ban nhân dân và tỉnh ủy đều ảnh hưởng đến việc phục hồi phát triển của nhà máy đường. Đồng chí Tồn Quân một đồng chí có năng lực, mấy tháng nay, việc của nhà máy đường trên thực tế một bí thư đảng ủy như tôi đây cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn còn thực sự đều là anh ta làm. Hiện tại bước đầu cũng đã được hình thành cụ thể hơn. Tôi rất không muốn nhìn thấy cục diện tốt như vậy bị phá hỏng, vì thế tôi có thể đề xuất với ông một thỉnh cầu được không? Thỉnh cầu, hình như trước kia anh cũng đã từng nói rồi, có phải là muốn đưa đồng chí Lam Tồn Quân vào trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy phải không? Phó Quốc Vân vẫn còn nhớ việc này. Chứng tỏ ông ta cũng để tâm đến chuyện này. Vâng, hiện tại thường vụ tỉnh ủy tỉnh Đông Cống cũng đang khuyết vài vị trí. Nếu đồng chí Lam Tồn Quân có thể giữ chức phó bí thư trong thường vụ tỉnh ủy, việc này chắc chắn có lợi đối với sự phát triển của nhà máy đường. Ông cũng hiểu rõ, bảo mẫu quá nhiều sẽ gây ra rất nhiều trở ngại. Đương nhiên, không có cũng không được, sẽ tạo ra không nắm giữ được phía dưới. Việc này phải có một mức độ. Hơn nữa, đồng chí Tồn Quân có quyết tâm rất lớn, không tạo ra được thành tích thì không rời Đông Cống. Diệp Phàm nói một cách rõ ràng. Chương 2001, tìm Diệp Phàm kiếm chuyện. Ha ha ha, thực ra tỉnh ủy sớm cũng đã chú ý đến một điều. Tập đoàn nhà máy đường thành phố Đông Cống không chỉ nói ở thành phố Đông Cống, mà đó chính là nhà máy với mô hình lớn ảnh hưởng đến toàn tỉnh. Giờ đây đã có đầy đủ về tài chính để bảo đảm cho sự vận hành và phát triển. Nó thực sự có thể phát triển, đối với người dân thành phố Đông Cống và cả người dân toàn tỉnh đều là chuyện vui lớn. Tỉnh ủy cũng rất chú ý đến sự phát triển của tập đoàn nhà máy đường. Một người lãnh đạo giỏi của tập đoàn có liên quan quan trọng đối với sự phát triển của tập đoàn. Phó Quốc Vân không trả lời trực tiếp, Diệp lão đại cười mỉm và hơi chút thất vọng,
chép miệng nói. Đúng vậy thưa ông, tuy nhiên, nói là tôi rời tỉnh Đông Cống nhưng tôi sẽ luôn quan tâm đến sự phát triển của nhà máy đường. Bởi vì nhà máy giống như là đứa con của tôi vậy, tôi làm sao có thể bỏ nó. Diệp Phàm bóng gió nói với Phó Quốc Vân, nếu thực sự không giúp cho Lam Tồn Quân được thì ở Bắc Kinh Diệp Phàm cũng sẽ làm. Bây giờ Diệp Phàm đã có thực lực này rồi, chẳng cần nói nhiều, chỉ cần đến Tây Lâm thanh tra một chuyến, lẽ nào lại không điều tra được lỗi gì? Ha ha, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh chủ nhiệm Diệp quan tâm đến sự phát triển của tỉnh chúng tôi. Đây là một việc tốt, có sự quan tâm của chủ nhiệm Diệp ở Bắc Kinh chắc chắn nhà máy đường sẽ phát triển càng tốt hơn. Tuy nhiên, chủ nhiệm Diệp là người từ tỉnh Đông Cống đi, anh cũng vừa nói rồi, nhà máy giống như là đứa con của anh. Vì thế, người làm cha là anh đây làm sao có thể vứt bỏ đứa con của mình được? Nhà máy đường không phải chỉ muốn lớn mạnh, còn muốn phát triển cả nước ngoài nữa sao? Anh ở trên phải chiếu cố cho chúng tôi một chút, nếu có cơ hội hy vọng anh có thể tạo cho nhà máy một không gian phát triển rộng hơn nữa. Về việc của đồng chí Tồn Quân, bây giờ tôi có thể nói với anh. Tỉnh ủy đã có quyết định rồi. Đồng chí Lam Tồn Quân không những vẫn tiếp tục đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy tập đoàn nhà máy đường, giám đốc nhà máy, mà còn kiêm chức phó bí thư thành ủy thành phố Đông Cống, phụ trách một mảng công tác phát triển kinh tế của toàn thành phố. Phó Quốc Vân nói, nét mặt cười nhạt. Đến bây giờ Diệp Phàm cảm thấy hình như mình lại trúng kế rồi. Phó Quốc Vân không nói sớm chuyện này, thực tế là muốn ép mình lúc nào cũng phải quan tâm đến nhà máy đường. Sau này ở kinh thành đường đi rộng lớn hơn, cũng phải bỏ ra một chút sức lực cho nhà máy đường. Đã nói rõ ràng rồi, Diệp Phàm ngươi đã đi rồi nhưng cũng vẫn phải sát vai cùng nhà máy đường. Lão già này quả thực rất lợi hại, Diệp lão đại bực tức cào nhau trong lòng. Thăm hỏi chủ tịch tỉnh phải tỏ ra dáng vẻ của công việc, Diệp Phàm biết rõ. Đồng chí Trúc bởi vì đường quốc lộ Ngũ Long Sơn mà tâm lý không thoải mái. Ông đã không vui thì Diệp Phàm cũng chẳng cần phải đổ thêm dầu vào lửa làm gì. Hơn nữa bây giờ Diệp lão đại cũng bay cao rồi. Lão Trúc cũng còn có thể làm gì được hắn chứ. Buổi tối Diệp Phàm đã đến Bắc Kinh. Vừa đến cổng biệt thự lá đỏ, nhìn thấy một người cô gái khoác áo choàng dài màu vàng, bên trong là áo lông màu trắng, chân đi một đôi giày bốt màu hồng, tóc dài đang nhìn chăm chú ngoài cổng, không phải chính là bà xã Kiều Viên Viên nhà mình thì còn là ai? Anh! Cuối cùng thì anh cũng trở về rồi. Nhìn thấy Diệp lão đại, Kiều Viên Viên khóe mắt đỏ lên, hơi chút oán trách nói. Viên Viên. Diệp lão đại gọi to và bước một bước dài đến, đưa tay ra ôm lấy Kiều Viên Viên đi vào trong nhà. Đừng lộn xộn, quản gia nói có việc muốn tìm anh, ông ta đang đứng bên kia. Kiều Viên Viên đỏ mặt vội vàng nói. Quản gia Cổ Bang là người nhà, ông ta đã làm quản gia cho nhà ta mấy năm rồi, sợ gì chứ? Diệp lão đại không muốn buông tay, đưa mắt nhìn, thấy Cổ Bang đang đứng dưới bức tường cao hơn chục mét. Có lẽ nhìn thấy hai người đang như vậy nên không muốn đến quấy rầy. Cổ Bang, vào đây nói chuyện đi. Diệp lão đại vẫn ôm Kiều Viên Viên và đi đến trước cửa nói. Cổ Bang vội vàng chạy đến mở cửa. Trong phòng khách mọi thứ vẫn không thay đổi, Diệp lão đại ôm Kiều Viên Viên ngồi xuống chiếc ghế bành từ đời nhà Thanh. Chiếc ghế này là của người chủ đầu tiên của biệt thự lá đỏ chế tác phỏng theo ngai vàng của hoàng đế, là phiên bản nhái ghế của vua. Hơn nữa, người châu Âu chú trọng hưởng thụ, vì thế chiếc ghế này được thiết kế rất dài, tương đương chiếc giường. Có thể nằm ở đây ngủ, lúc đó trên ghế còn lót một tấm da trồn mềm mại, nghe nói là da trồn chính tông ở trường Bạch Sơn Sâm. Đương nhiên, đối với những người có thể đến biệt thự lá đỏ làm việc thì đều là những người thân thiết nhất của Diệp Phàm. Vậy những người đó làm sao có thể nói năng lung tung được? Em sẽ làm cho anh thoải mái ngồi máy bay, ngồi xe lâu như thế anh cũng mệt rồi. Kiều Viên Viên cũng không ngượng ngùng nữa, quỳ xuống phía sau và đấm lưng cho Diệp lão đại. Đúng là dịu dàng như nước chảy, làm cho Diệp lão đại cảm thấy trong lòng thật dễ chịu. Cổ Bang đứng bên với nét mặt cung kính, hơi khom lưng xuống. Cổ Bang có lẽ cũng đã 60 tuổi rồi, lưng hơi gù một chút. Tuy nhiên, mấy năm nay ông ta quản lý rất tốt biệt thự lá đỏ. Quản gia, ông ngồi đi, có chuyện gì ông cứ nói. Diệp Phàm chỉ chiếc ghế bên cạnh nói. Tôi đứng quen rồi, ngồi xuống có lẽ không thoải mái. Cổ Bang giữ vững một nguyên tắc, trước mặt chủ nhân của biệt thự ông quyết không ngồi, đây là phong cách nhất quán của một quản gia tốt. Bởi vì,
là quản gia, địa vị đương nhiên thấp hơn chủ nhân. Anh ngồi xuống chẳng phải là bằng vai phải lứa với chủ nhân hay sao, tuy chủ nhân không nói ra nhưng trong lòng nhất định sẽ không bằng lòng. Chủ nhân không bằng lòng, vậy thì anh có lẽ cũng nên nghỉ việc đi thôi. Tuy nói bây giờ khởi xướng bình đẳng giữa người với người, nhưng thực sự phải làm công bằng như vậy thì không thể. Có địa vị con người là có đẳng cấp. Thế cũng được, ông nói đi. Diệp Phàm khách khí nói. Việc này là như thế này, tôi đã 60 tuổi rồi, gần đây cảm thấy cơ thể đã già yếu đi rất nhiều. Trong biệt thự tuy nói là việc không nhiều, nhưng nếu sức lực không đủ thì sợ là khó gánh vác được công việc. Vì thế việc của quản gia trong biệt thự có thể tìm kiếm, chọn người khác hay không? Cổ Bang cẩn thận hỏi. Nói cũng đúng, ông cũng nên trở về nhà bế cháu hưởng hạnh phúc gia đình rồi. Thế này đi, vấn đề này tôi không quen ông hãy giới thiệu một người xem sao. Diệp Phàm rất tín nhiệm ông ta nên mới nói thế. Chọn người tôi cũng đã chọn được một người rồi. Chỉ là phải chờ xem anh có hài lòng hay không mới được. Không thích hợp với anh thì nhất định không được. Cổ Bang nói. Hãy nói qua cho tôi nghe xem. Diệp Phàm nói. Anh ta họ Lý, tên là Lý Sâm. Năm nay 30 tuổi. Xuất thân từ gia tộc họ Lý đời nhà Thanh. Là một người rất có tâm trong việc chăm sóc người. Hơn nữa, đã được hun đúc từ nhỏ. Sau đó lại học ngành quản gia hoàng gia tại một trường đại học ở nước ngoài. Biệt thự lá đỏ là sự kết hợp Đông Tây, người này rất quen thuộc tập tục của Trung Quốc. Lại được học cách quản lý của phương Tây, đúng là một người tài. Không giấu gì ông, người này cũng có quan hệ thân thích với tôi. Vì thế, tôi đã sớm chú ý đến anh ta. Hơn nữa, bởi vì là thân thích, cho nên cũng không phải lo lắng người được chọn có vấn đề gì hay không. Là một quản gia, nhất định phải biết rõ thân phận của anh ta. Cổ Bang vừa giới thiệu vừa đưa ra tài liệu có liên quan đến Lý Sâm. Dòng họ Lý thời nhà Thanh, lẽ nào xuất thân từ gia tộc nổi tiếng đó? Kiều Viên Viên chớp mắt, bỗng thấy hứng thú. Đối với thái giám, người của Tứ Cửu Thành đều cảm thấy hứng thú, bởi vì nó quá thần bí. Không sai, chính là xuất thân từ gia tộc của Lý Liên Anh. Tổ tiên của anh ta cùng tông đường với Lý Liên Anh. Sau đó Lý Liên Anh làm đại tổng quản, thỉnh thoảng cũng trở về quê hương, hậu duệ của họ Lý cũng đã học được rất nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế từ ông ta. Kỳ thực, xã hội lúc đó, có thể chăm sóc tốt cho người cũng là một nghệ thuật. Đối với quản gia mà nói thì cần phải làm cho chủ nhân thoải mái mới được. Hơn nữa, công việc của quản gia cũng liên quan đến nhiều phương diện. Ví dụ như đối nhân xử thế, giải quyết quan hệ. Cổ Bang đối với vấn đề này rất có tâm huyết. Liên tục nói ra. Diệp Phàm và Kiều Viên Viên nghe đến say mê, cảm thấy rất thú vị. Thế này nhé, ông dẫn dắt anh ta một thời gian. Đến khi có thể độc lập quản lý thì ông hãy về nhà. Còn nữa, ông cũng đã vất vả vì biệt thự lá đỏ nhiều năm rồi. Hai ngày nữa tôi sẽ thưởng cho ông 1 triệu, coi như là tiền để ông ổn định gia đình. Diệp Phàm nói, đối với những người trung thành với mình Diệp Phàm luôn rất rộng rãi. Hơn nữa, nghề quản gia đối với người trong nhà mình mà nói thì rất quan trọng, một người quản gia trung thành không phải dễ dàng mà có được. Cảm ơn, như vậy là quá nhiều rồi ạ. Mấy năm lại đây, anh trả lương cho chúng tôi đều nhiều hơn so với những người đồng nghiệp khác. Chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Cổ Bang vội nói, ông hiểu rõ, những người như Diệp tiên sinh đây là một người rất giỏi và rộng lượng, đối với những người này rất coi trọng tình cảm, sau này có lẽ khi cần giúp đỡ cũng có thể đến tìm anh ta. Không có gì, ông nên nhận lấy. Còn những thứ khác, ông hãy huấn luyện cho Lý Sâm quen việc là được. Diệp Phàm nói. Tôi sẽ làm. Cổ Bang nhìn Diệp Phàm đáp, rồi bỗng nhiên nhíu mày. Còn việc gì nữa sao? Diệp Phàm nhận ra bộ dạng khác thường của Cổ Bang liền hỏi. Thực sự còn một việc, tôi không thể giải quyết được. Gần đây có người tìm đến biệt thự lá đỏ của chúng ta, luôn tìm tôi nói là muốn mua lại. Tuy nhiên, công tử đã từng nói với tôi là ai cũng đều không bán, vì thế tôi từ chối người đó. Nhưng người đó vẫn cứ quấy rầy. Hơn nữa, gần đây lại còn nghiêm trọng hơn, lúc nào cũng có người xuất hiện quấy rầy. Sau đó tôi đã chú tâm để mắt, lặng lẽ điều tra một chút. Mới biết được có người muốn xây dựng tòa cao ốc Quốc Đông cao 50 tầng bên cạnh, và đất xung quanh đều đã bị họ ép bán lại hết rồi. Có người không muốn bán, họ liền cho người nửa đêm quấy rối. Hơn nữa, đối với những nhà bị cưỡng chế, họ thậm chí họ còn dùng thủ đoạn đe dọa.
có nhiều người đã bị đánh rồi, đồ vật trong nhà đều bị đập phá hết. Mà biệt thự lá đỏ của chúng ta lại là điểm trung tâm trong quy hoạch tòa nhà Quốc Đông của họ, họ quyết phải lấy cho bằng được. Tuy nhiên, nhìn thấy phong cách biệt thự cổ của chúng ta như vậy, họ cũng biết rằng chủ nhân của nó cũng không phải bình thường. Vì thế, trước kia còn có chút do dự. Gần đây thì không ổn rồi, càng ngày họ càng ngang ngược. Thậm chí thường xuyên có vài tên lưu manh lang thang trước cổng. Nhưng may là có cao thủ Lý Tùng Anh tìm về, anh ta tức giận chạy ra ngoài cổng đạp gãy một tảng đá xanh ở bên cạnh, bọn chúng mới bỏ đi. Tuy nhiên không lâu sau chúng lại đến, hơn nữa lại là bọn khác, trong đó có tên cũng có thể đá đạp gãy tảng đá đó thì uy trước cổng nhà chúng ta. Và khẩu khí của người chạy đến đàm phán với tôi cũng càng ngày càng cứng rắn hơn, vừa mới hôm qua, chúng nói 10 triệu bán lại cho chúng tôi biệt thự lá đỏ. Một tháng sau nếu vẫn không chuyển đi thì sẽ phải thế này, thế kia. Tôi vốn muốn báo cáo lại với anh chuyện này, nhưng thời gian trước lại không liên lạc được. Cổ Bang nói, chẳng phải là tôi đã lưu lại số điện thoại của Thứ trưởng Thiết ở Bộ Công an cho ông rồi sao? Khi có việc gì thì tìm ông ta. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, một cơn lửa giận lại dần bốc lên. Chương 2002, gặp lại Nhị Kiều. Chẳng phải Thứ trưởng Thiết đã đi Học viện Trung ương Đảng rồi sao, vì thế tôi ngại không dám đến làm phiền ông ta. Cổ Bang khéo léo nói. Hai, đúng là thế, nhưng bây giờ anh ta lại trở về Bộ Công an rồi. Diệp Phàm gật gật đầu. Người đó là ai mà có thể mua được địa bàn rộng như vậy, lại có thể kiêu ngạo như thế ở Tứ Cửu Thành, nhất định lai lịch cũng không vừa. Lúc này, Kiều Đại Tiểu Thư đang đấm lưng cho Diệp Lão Đại cũng tức giận. Người dám lấy biệt thự lá đỏ, chính là muốn đấu với Kiều Viên Viên ta, dĩ nhiên cô ta tức giận. Kiều Đại Tiểu Thư đã xem biệt thự lá đỏ như nhà của mình rồi, làm sao có thể để người khác đến quấy rối. Người đến đàm phán mang họ Hứa, tên là Hứa Thiệu Đông. Hình như là giám đốc một hạng mục của bên công ty Đông Pha, nhưng cụ thể hơn thì tôi điều tra không ra. Cổ Bang nét mặt ưu tư nói. Không sao, việc này cứ để cho tôi đi. Diệp Phàm hơi chút giận dữ mỉm cười nói. Sau khi Cổ Bang đi, Diệp Phàm ngồi thẳng lại, mắng. To gan lắm. Anh xem anh kìa, đường đường là cao thủ cửu đẳng, chỉ mấy thằng hề mà cũng làm cho anh giận như vậy sao? Tự làm mình bị thương thì không tốt đâu. Nếu là chính quyền quy hoạch thì chúng ta thương lượng, còn là tư nhân làm trái pháp luật thì chúng ta có gì mà phải tức giận. Kiều Viên Viên dịu dàng xoa dịu hắn. Buổi tối em còn bất lực thì nói chuyện này làm gì? Diệp Lão Đại lầm bầm. Ai nói em bất lực? Kiều Viên Viên tức buột miệng nói ra. Khà khà khà. Diệp Lão Đại bỗng nhiên cười vang lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ dần lên của Kiều Viên Viên. Vừa rồi là mưu kế của Diệp Phàm, không ngờ vừa răng ra Kiều Viên Viên đã để lộ bản thân. Đáng ghét, em không quan tâm đến anh nữa. Kiều Viên Viên xoay người đi vào trong phòng. Các anh em, cuộc sống hạnh phúc đến rồi. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời hét lên, theo sát phía sau Kiều Đại Tiểu Thư. Tuy nhiên, khi Diệp Phàm vừa đuổi theo đến đẩy cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa. Viên Viên em làm gì thế? Diệp Lão Đại tỏ vẻ buồn bực gọi to, và thi triển chiêu âm bạo công. Bởi vì đây là phòng cách âm, nếu không dùng chiêu này, người bên trong sẽ không nghe thấy gì. Anh chờ một chút. Nói xong Kiều Viên Viên cũng đóng luôn cả cái lỗ quan sát phía trên cửa lại. Làm cái gì thế? Diệp Lão Đại hừ một tiếng. Khoảng 5 năm phút sau vẫn chưa mở cửa, Diệp Phàm tỏ ra khó chịu, nhưng nghĩ hay là cô ấy đang muốn trang điểm một chút cho Diệp Phàm thưởng thức. Bỗng nhiên Diệp Phàm trong lòng hưng phấn trở lại. Hắn liền vào một phòng khác tắm rửa. Nửa tiếng sau Diệp Phàm tắm xong ra đẩy cửa, lần này cửa đã không khóa, vừa vặn cửa đã mở. Một ánh sáng màu hồng bao trùm toàn phòng. Trên người khoác một chiếc áo choàng hết sức mỏng, có thể mờ mờ nhìn thấy hết bên trong. Diệp Phàm bỗng nhiên cứng đơ, hắn thi triển đôi mắt chim ưng nhìn lại và mọi thứ hiện ra. Tuy nhiên, phía trên vẫn còn bị che bởi một lớp áo mỏng, làm cho người nhìn cũng nhìn không rõ hết, càng căng mắt ra thì ánh sáng nhạt của màu điện hồng càng tăng thêm cảm giác kích thích. Ôi thần vệ nữ! Diệp Lão Đại trong lòng thầm thốt lên, nhẹ nhàng bước đến đưa tay nâng cằm của Kiều Viên Viên lên. Sau mấy tháng xa cách cuối cùng hai đôi môi đã được quấn lấy nhau. Hai người hôn nhau say đắm. Tay của Diệp Phàm cũng không để yên,
vuốt từ cổ dọc theo đường cong sau lưng xuống đến dưới và dừng lại ở nơi có cặp mông hút hồn người kia. Khuôn mặt của Kiều Viên Viên cũng dần đỏ căng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Anh, có thể được rồi. Kiều Viên Viên giống đang mơ màng. Diệp Phàm cũng cảm thấy được những giọt sương từ trong bụi cỏ thơm. Chiếc áo dài bay xuống giống như chiếc khăn voan, lộ ra rõ hơn một thân hình mà có thể làm cho trái tim của mọi đàn ông trên thế gian đều muốn đấu tranh để sở hữu nó. Tiểu Diệp Phàm nhẹ nhàng mở cửa thiên đường và tiến vào bên trong. Không lâu sau, nghìn trống vang lên, như những cơn sóng cuộn trào trong mưa bão, khiến cho những con chim lớn hung hãn của trời xanh phải run rẩy trên ngọn sóng, tràn vào thung lũng, và... Thật lâu sau, tất cả đã dừng lại. Vừa nãy em la hét thật là to đấy. Diệp Phàm cười nói, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài rối tung của người đang nằm trên ngực mình. Nói bừa, Kiều đại tiểu thư nét mặt ngượng ngùng, trừng mắt nhìn kẻ vừa hưởng thụ lại muốn trêu chọc mình. Không sao, chẳng có ai nghe thấy, là em kêu cho anh nghe mà. Nam nữ yêu nhau có gì mà không thể nói cho nhau biết. Hơn nữa, âm thanh của Viên Viên nhà chúng ta kêu lên rất đặc biệt. Cái này có lẽ có liên quan với công phu em đã luyện. Âm thanh đó, vừa ngắn vừa dài, mùa xuân đã bị em gọi về rồi. Diệp Phàm mặt dày nói, ý của hắn là nói gọi xuân. Anh còn nói, Kiều đại tiểu thư nhảy lên đấm, cô cũng là cao thủ cấp cao tam đẳng, cú đấm đó cũng không phải là nhẹ nhàng. Được rồi, anh không nói nữa. Diệp Phàm cười tươi, hai mắt lại lướt trên người Kiều Viên Viên. Cô nàng vội vàng lôi tấm chăn che đi thân thể của mình. Ôi! Diệp lão đại có chút tiếc nuối, nhưng tay của hắn thì không ngoan ngoãn, lại luồn tay vào trong chăn mà đùa nghịch, khiến cho Kiều Viên Viên không thể ngăn cản được nữa mà chỉ có thể dương mắt nhìn. Em dạy âm nhạc ở trường đại học có tốt không? Chắc là cũng có người theo đuổi em phải không? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Đương nhiên rồi, những anh chàng đẹp trai theo đuổi bổn cô nương đây có thể xếp thành một hàng dài rồi. Kiều Viên Viên nói rồi liếc mắt một cái. Vậy thì em để ý đến ai rồi, anh đây sẽ tự động rút lui. Diệp Phàm cười nói tiếng. Anh! Sau lúc ngẩn ra, mắt của Kiều Viên Viên lập tức đỏ lên. Anh chỉ trêu em thôi chứ có phải thật đâu. Diệp Phàm vừa nhìn phải vội vàng giải thích. Em không thích nghe những câu như thế, đùa cũng không được nói. Kiều Viên Viên nức nở lên. Được rồi. Sau này anh sẽ không nói nữa. Viên Viên nhà chúng ta là vợ duy nhất suốt đời của đồng chí Tiểu Diệp. Diệp Phàm mặt tươi cười. Hừ, anh nhớ là được rồi. Kiều Viên Viên hừ một tiếng, rồi cười. Sáng hôm sau, anh nhìn anh kìa, vừa thắt xong cà vạt cho anh đã sộc sạch rồi. Kiều Viên Viên trách móc, vừa chỉnh lại cà vạt cho Diệp lão đại vừa nói. Có bà xã ở đây, sộc sạch thì lại thắt lại. Nếu không lấy vợ để làm gì? Diệp lão đại cười nói, thơm lên má Kiều Viên Viên một cái. Nghiêm chỉnh đi, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, cần phải để lại một ấn tượng tốt cho lãnh đạo chứ. Kiều Viên Viên lườm một cái, nói. Yes. Diệp Phàm chào một cái theo kiểu hành lễ của cảnh sát, trêu đùa làm cho Kiều Viên Viên cười rạng rỡ. Ở thủ đô, Diệp Phàm quyết định phải khiêm tốn với mọi người. Tuy nhiên, bởi vì hắn là phó đội trưởng của tổ đặc nhiệm A cho nên đương nhiên được bố trí xe có gầm rất cao. Nhưng lãnh đạo của tổ đặc nhiệm A đều không thích những cái thùng xe, toàn là những chiếc xe Việt dã với một màu xanh rất thô. Diệp Phàm cũng được phân một chiếc xe Jeep Grand Cherokee, nhưng Diệp Phàm yêu cầu bạn ở bên tổ khoa học năng lượng đặc chế chiếc xe này thành đã qua sử dụng. Nhìn cho thật bình thường, để tránh sự soi mói của lãnh đạo lại cho rằng mình là phần tử tham ô gì đó thì phiền phức. Hơn nữa, ở văn phòng trung ương, Diệp Phàm vẫn còn xa lạ. Ngoài hai người bạn thân, một chính là phó chủ nhiệm văn phòng Trương Vệ Thanh, một là Lang Phá Thiên. Tuy nhiên, Lang Phá Thiên là trưởng phòng cảnh vệ của văn phòng trung ương lại rất ít người biết đến. Bởi vì anh ta phụ trách là sự an toàn của cửu thường thực tế, công việc bảo vệ chính thường là do phó trưởng phòng đảm nhiệm, Lang Phá Thiên rất ít khi đích thân thực hiện. Lái chiếc Grand Cherokee đi. Trước tiên Diệp lão đại phải đưa Kiều Viên Viên về Kiều gia. Đi vào sau đại viện của Kiều gia thì nhìn thấy hai anh em Kiều Viễn Sơn và Kiều Hoành Sơn đang ngồi trong phòng khách. Có lẽ vì còn sớm, mới 6 giờ hơn cho nên họ vẫn chưa phải đi làm. Bước vào mấy bước để ta nhìn xem nào tiểu tử. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm ở ngoài cổng bước vào,
còn chưa kịp để hắn chào hỏi, Kiều Hoành Sơn đã tranh nói trước. Hai anh em của Kiều gia được người thủ đô gọi là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Đại Kiều đương nhiên là chỉ Kiều Hoành Sơn rồi, người này trước giờ thô lỗ, phong cách làm việc có chút giống với Lỗ Chí Thâm của Lương Sơn. Là một quân nhân có cơ thể cường tráng. Còn Tiểu Kiều Kiều Viễn Sơn lại rất điềm tĩnh, nét mặt luôn luôn lầm lì, ông rất hợp với nhân vật trưởng ban tổ chức trung ương. Diệp Phàm cũng nghe lời, bước thêm vài bước, nhìn Kiều Hoành Sơn cười nói. Bác thế nào ạ, đã đủ số bước chưa ạ? Tên tiểu tử, đúng là có tiến bộ lắm, có tiến bộ lắm. Kiều Hoành Sơn gõ gõ tàn thuốc, cười nói. Tiến bộ, vẫn chưa đủ. Kiều Viễn Sơn bê tách trà lên uống một ngụm, hạ ấm trà xuống nói. Ba, việc này cũng cần phải có quá trình chứ phải không? Diệp Phàm mới trở lại thủ đô, ba làm sao vừa nói đã công kích anh ấy. Người ta cũng là một người có năng lực, có bản lĩnh, ba xem, ba không ra tay mà người ta không những sớm trở về thủ đô mà còn rất nổi tiếng. Kiều Viên Viên không đồng ý bĩu môi phản bác lại ba cô một câu. Cô gái hướng ngoại à, còn chưa kết hôn mà đã bênh người ta rồi. Viễn Sơn, cậu đã mất công nuôi dạy nó rồi. Kiều Hoành Sơn cười nói trêu đùa. Đúng đấy, đúng đấy. Anh hai của Kiều Viên Viên là Kiều Thanh Dương rung đùi đắc ý, cười nói. Bác à, có lẽ bác không biết rồi, cháu bị nó ăn hiếp quen rồi. Động một tí là tung nắm đấm, một cô gái suốt ngày như vậy thì có được không? Bây giờ thì tốt rồi, tìm được một người còn biết dùng nắm đấm hơn, chúng ta sau này chắc không có ngày bình yên rồi. Kiều Thanh Dương nói giọng trách móc. Nhưng nhìn thấy Kiều Viên Viên giơ nắm đấm lên dọa vội vàng không dám hé răng nữa. Em đến giờ đã nửa năm chưa vận động, anh còn nói nữa sau này có còn chịu được nắm đấm này của em không? Kiều Viên Viên nói. Được rồi, mọi người lên lầu đi, tôi có việc muốn nói với Diệp Phàm. Kiều Viễn Sơn nói, hai anh em Kiều ra cùng đi lên lầu. Tí nữa con đến báo cáo ban tổ chức trước, sau đó đồng chí Ninh Chí Hòa sẽ dẫn con đi. Con phải chú ý. Ta biết con có chút bản lĩnh. Hơn nữa ở dưới con cũng đã thoải mái quen rồi. Nhưng văn phòng trung ương là gì? Đó là một nơi để phục vụ lãnh đạo của đất nước. Vì thế con không được có thói quen như ở dưới nữa. Nhất cử nhất động luôn luôn không được đắc tội với bất cứ vị lãnh đạo nào. Kiều Viễn Sơn nói đến đây mặt nghiêm túc nhìn Diệp Phàm. Chương 2003, phạm vào đại kỵ. Con phải quan sát, học hỏi. Lắng nghe nhiều và nói ít hơn, phải cân nhắc ý tứ của lãnh đạo. Cần phải giỏi về đoán ý tứ của lãnh đạo, chỉ có nói đúng thì người ta mới sẽ thích con. Nếu không, những thành tích đã có của con cũng không có tác dụng, hơn nữa lại sẽ gây tác dụng ngược. Ở dưới, việc Yến Xuân Lai đã làm với con thì phải lấy đó là một bài học. Vì sao không chịu nổi một chút mạo hiểm mà Yến Xuân Lai lại ra tay với con? Đó chắc chắn là vì hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Con đã nghĩ được ra chưa, con đã đắc tội với hắn ở đâu? Cho dù đa số lãnh đạo cũng là con người, người cũng có thất tình lục dục, đều có sở thích của mình, đều có tật xấu. Vì thế, con phải chú ý, khiêm tốn, chăm chỉ làm việc. Hơn nữa nhất định phải nhớ rằng, không được quá thể hiện chủ trương của mình, cần phải xin chỉ thị của lãnh đạo. Ví dụ con đang đảm nhiệm một chức vụ của phòng thanh tra, khi phải đi giải quyết việc ở phía dưới con có thể đưa ra chủ trương của mình. Ba muốn nói với con, điều đó là tuyệt đối không được. Một vài việc nhỏ con có thể có chủ ý của mình, nhưng những mặt liên quan tương đối lớn thì con nhất định phải xin chỉ thị của lãnh đạo phòng thanh tra của con. Tuy nhiên, nói đi nói lại bây giờ lại từ lấy bài học Yến ra thì con có thể hiểu được rồi. Lãnh đạo trực tiếp của con chính là người có quan hệ với Yến gia Trần Thiên Hòa. Người này cũng là một phó chủ nhiệm lão làng. Con phải tôn trọng ông ta, đừng có nghĩ gì đến việc đối đầu với ông ta. Nếu làm như thế thì hậu quả sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, quan hệ của hai người càng căng thẳng, người ta là lãnh đạo nhất định sẽ có cách để đối phó với con có phải không nào? Tuy nói ông ta cũng biết rõ con là con rể của Kiều Viễn Sơn ta, sẽ không nặng tay đối với con. Nhưng lúc nào cũng gây khó khăn làm ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của con. Nếu vì một vài phiền phức mà xảy ra chuyện lớn thì có thể sẽ hủy hoại con. Vì thế đối diện Trần Thiên Hòa con phải nhẫn nại. Kiều Viễn Sơn giảng giải. Không nhịn được cũng phải nhịn, con phải học được cách nhẫn nhịn đối với những việc không thể nhẫn nhịn. Con nhẫn nhịn rồi, Trần Thiên Hòa không tìm được cơ hội gây phiền phức cho con, tự nhiên ông ta sẽ dần dần chấm dứt chiến tranh.
Đương nhiên, nhẫn nhịn cũng không đồng nghĩa là con yếu đuối, trong một số việc có tính nguyên tắc, con có thể thẳng thắn. Kiều Hoành Sơn cũng ở bên cạnh cũng nói thêm vài câu. Con không hề làm gì đồng chí Yến Xuân Lai, tất cả đều là vì công việc, có vài việc, muốn làm được phải đắc tội với người khác. Nếu cứ nhận nhiệm vụ mà không làm được thì đó không phải là phong cách của Diệp Phàm con. Đương nhiên, đối diện với Trần Thiên Hòa, con sẽ xem tình hình mà nhẫn nhịn. Nhưng có điều, nếu ông ta thực sự muốn khiêu chiến, khi con không được nhẫn nhịn được nữa cũng phải phản công lại. Con tuy còn trẻ, không bằng được hai người phải không nào? Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng nói. Con không đắc tội thì ông ta làm sao có thể nặng tay chứ? Con à, con vẫn chưa để ý đến một số tình tiết đâu. Có những việc, tình tiết quyết định sự thành bại. Thực ra không phải bảo con không được làm việc nhưng ít nhất khi làm việc phải giải quyết tốt các mối quan hệ. Người làm quan phải làm việc, nhưng cũng phải học cách cân bằng giữa công việc và giải quyết các mối quan hệ, đó mới là đạo làm quan. Nếu không, con có thành tích đi nữa mà lãnh đạo không công nhận thì chẳng phải là công cốc, đừng có nói là gặp phải sự thù ghét của người ta. Khi con có thành tích đồng thời có thể làm cho lãnh đạo công nhận và coi trọng con, thì đó mới là thực sự làm được. Kiều Viễn Sơn nhìn Diệp Phàm nhẹ nhàng nói tiếp. Đặc biệt là ở văn phòng trung ương này, có thể tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, chỉ cần có thể làm cho một vị lãnh đạo nào đó công nhận con, thì cả đời con có thể hưởng thụ không hết. Hơn nữa văn phòng trung ương cũng không yên ổn đâu. Có người địa phương thì có giang hồ, đây chẳng phải là thanh niên các anh nói sao. Ba cũng tán thành quan điểm này, có người địa phương thì nhất định không tránh khỏi tranh đấu. Chỉ là phương thức, phương pháp tranh đấu không giống nhau. Hơn nữa, chẳng phải là tranh đấu bình thường cũng có lợi cho thúc đẩy sự phát triển của xã hội hay sao? Huống chi là ở văn phòng trung ương này bề ngoài có vẻ hòa bình, nhưng thực tế trong hòa bình lại ẩn chứa những mối bất hòa đáng sợ. Luôn có một câu có thể quyết định hướng đi của con. Bởi vì văn phòng trung ương là một nơi tốt, là nơi phục vụ cho lãnh đạo. Là lãnh đạo đều có sở thích của mình, vì thế những đồng chí khẩu vị không giống nhau trong văn phòng trung ương sẽ hợp với khẩu vị của một vị lãnh đạo. Con sẽ chú ý. Diệp Phàm gật gật đầu. Con dán đánh không chết. Bốp một tiếng, quyển binh pháp tôn tử trong tay đồng chí Yến Xuân Lai bị ông ta biến thành cái vợt đập ruồi bỏ trên bàn. Tuy nhiên, điều làm cho Yến Xuân Lai tức giận đó là quyển sách dày như vậy mà không đập chết được một con kiến nhỏ. Bởi vì quyển sách đã bị Yến Xuân Lai lật cong hết lên, rồi bỏ tránh vào chỗ cong đó, thế là không chết được. Yến Xuân Lai tức giận, di di ngón tay xuống dưới bàn. Đến khi con kiến kia nát ra rồi ông ta vẫn quan sát xác của nó trên đầu ngón tay. Hai, mày vẫn còn là hình dạng này hả? Phó Thủ tướng Yến Vân ngồi bên trái Yến Xuân Lai nhìn em trai mình rồi thở dài. Anh, em không hiểu, rốt cuộc là do ai làm? Nhất định là Đại viện Kiều gia. Bọn họ cũng có thế lực lắm, nếu luận về thực lực, chúng ta không hề thua Đại viện Kiều gia. Kiều Viễn Sơn là ủy viên Bộ Chính trị. Hơn nữa, nếu luận về lực lượng cũng tương đương nhau. Chỉ là tính chất công việc không giống nhau mà thôi. Cục tức này thực sự em không thể nuốt xuống được. Em đã làm rất tốt ở tỉnh Nam Phúc, sao lại về Bộ Giáo dục, ngay cả chức phó trưởng ban thường trực cũng không giao cho em. Lăn lộn khắp nơi mới lên được chức phó trưởng ban, được hưởng các chính sách đãi ngộ cho cấp bộ, như thế là ức hiếp người quá đáng, ức hiếp người quá đáng. Yến Xuân Lai chút nữa thì hét lên. Chú thì hiểu cái gì? Yến Vân mặt nghiêm lại, đột nhiên trầm xuống. Em không hiểu, ngoài Đại viện Kiều ra ra, em thực sự không nghĩ được ra còn có ai có thể đối với em như thế. Yến Xuân Lai giận dữ nói. Nói thật với chú có thể ngồi lên chức thứ trưởng Bộ Giáo dục đã là một kết cục không tồi rồi. Bằng không chú không hiểu đâu. Yến Vân lại lắc đầu. Lẽ nào trước kia còn muốn đem em ra đùa đến cùng, cứ đến trông cửa cho Trung Viên Hải. Làm một chức bảo an cho Nhàn Hạ. Yến Xuân Lai vẫn chưa hiểu, ông ta muốn làm rõ căn do. Chú hai, tôi nói với chú, việc này mấy tháng nay chú đều như vậy, luôn luôn dao động, một chút khó chịu cũng không chịu được. Được rồi, hôm nay tôi sẽ nhắc nhở chú một chút. Yến Vân nói đến đây dừng lại một chút mới nói tiếp. Chú đã phạm đại kỵ rồi, đại kỵ chú có biết không? Yến Vân nhấn mạnh. Đại kỵ, em tự hỏi không có đàm thiếu gì, hoặc làm một việc gì đó động trời, làm sao có thể phạm vào đại kỵ chứ? Trái tim của Yến Xuân Lai không khỏi run lên,
thực sự có chút lo sợ. Từ đại kỵ mà anh trai nói có lẽ nào đã đụng chạm đến nhân vật cấp cao trong cửu thường của nước Cộng Hòa. Nếu không, anh Yến Vân là ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, được hưởng các chính sách đãi ngộ của cấp phó nhà nước, cũng không kém mấy so với lãnh đạo cấp cao. Làm sao đến anh ấy cũng phải có điều cấm kỵ này chứ? Đương nhiên, gọi là kém một chút nhưng cũng phải cả nghìn dặm. Đồng chí được hưởng và làm theo sự đãi ngộ của nước Cộng Hòa cũng không ít, cộng thêm những đồng chí đã nghỉ hưu ít nhất cũng phải hơn 100 đồng chí. Mà người được hưởng đãi ngộ cấp phó nhà nước thì lại quá ít, đếm không quá 4 bàn tay. Chú vẫn chưa đến lúc được vào Trung ương đâu, cần phải học thêm nhiều cách thông khí nữa mới được. Nếu chú không thông khí mà bị bế tắc thì chú phạm phải đại kỵ lúc nào mình cũng không biết được đâu. Yến Vân nói, Yến Xuân Lai nghe xong tự nhiên thấy mơ hồ thiếu chút nữa là phát loạn rồi. Anh, việc này, về vấn đề đại kỵ không thể không nói rõ hơn một chút được sao? Yến Xuân Lai vẫn muốn làm rõ vấn đề này. Lão Yến lúc nói câu này giọng nói có chút run run, xem ra, có lẽ hơi chút chột dạ. Bởi vì, hai chữ đại kỵ phát ra từ miệng Yến Vân tuyệt đối không phải là bình thường. Thực tế Yến Xuân Lai đã cân nhắc được một chút, bây giờ như thế này, chỉ cần nghĩ một chút là được rồi. Nhìn anh trai một cái rồi hắn nói. Nếu có thể làm cho em hiểu rõ việc này, về sau em có thể chú ý hơn phải không nào? Nếu không, mơ hồ đắc tội với người ta thì thật là không tốt. Diệp Phàm đến thành phố Hải Đông nhậm chức chủ tịch, đó là quyết định của lãnh đạo cao nhất lúc đó. Hơn nữa, giải thích là Diệp Phàm quá trẻ, thì phải quan sát trong thời gian 2 năm để cho cậu ta cân nhắc. Vì thế, Diệp Phàm xuống dưới chẳng phải luôn là một quyền chủ tịch hay sao? Bình thường thì quyền chủ tịch sẽ trở thành chính thức sau khi Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân kết thúc. Vậy tại sao sau đại hội cậu ta không chuyển thành chính thức? Cái này chính là nguyên do, chẳng lẽ chú ở tỉnh Nam Phúc không hề xem xét qua việc này hay sao? Chú à, một việc lớn đi ngược nguyên tắc bình thường như vậy mà cũng không thu hút được sự chú ý của chú. Việc này tôi lúc đầu cũng không biết. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện của chú tôi mới suy xét ra. Chú quá hồ đồ rồi. Chú là chủ tịch của một tỉnh việc như thế mà cũng không suy xét đến sao. Điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ nhãn quang của chú vẫn chưa đủ cao. Độ nhạy cảm chính trị vẫn chưa đủ nhanh. Yến Vân vẻ mặt nghiêm túc nói. Lãnh đạo cao nhất lúc đó chẳng phải là Trấn sao. Vậy việc này về sau phải làm thế nào? Liệu anh ta có để ý việc này hay không? Thế này không phải nói trước sau, em. Yến Xuân Lai thực sự tỏ ra lo lắng. Nếu cứ bị Trấn Sơn Hà cựu chủ tịch nước chú ý, thế cũng đủ làm cho người ta đau đầu rồi. Nếu ông ta không để Yến Xuân Lai lên thì cả đời gã cũng chỉ có vậy mà thôi. Không cần phải quá lo lắng, lúc này khác lúc kia khác. Chú vô ý đi ngược lại chỉ thị của lãnh đạo cao nhất, vì thế chú đến Bộ Giáo dục nhậm chức thứ trưởng như thế cũng xem như là sự trừng phạt rồi. Tuy nhiên, sau khi trừng phạt thì việc này cũng coi như xong rồi. Việc nhỏ thế lãnh đạo cao nhất đâu cần phải để ý mãi. Hơn nữa, việc này cũng có nguyên do của nó. Cũng không đồng nghĩa với việc lãnh đạo cao nhất lúc đó thích Diệp Phàm. Anh nghĩ, lãnh đạo cao nhất làm như vậy cũng chỉ là muốn dạy dỗ, nhắc nhở những đồng chí cấp dưới đã qua mặt ông ta thôi, ví dụ như là trường hợp của chú. Hơn nữa, chú và anh không thể so sánh với trí tuệ của lãnh đạo cao nhất được. Lần này là một bài học, chú cố gắng làm tốt công việc. Chờ sóng gió yên rồi, 2 năm nữa anh sẽ điều chỉnh lại một chút cho chú. Ở dưới chú vẫn còn có cơ hội, biết đâu chú lại xuống dưới làm bí thư tỉnh ủy. Vì thế, trước mắt mà nói, chịu khó làm tốt chức trách công việc của mình. Khiêm tốn đó mới là những việc chú cần phải làm. Nét mặt Yến Vân đã giãn một chút. Em hiểu rồi. Yến Xuân Lai như người tìm được đường đi ngồi thẳng người lên, gã lúc này đã có lòng tin trở lại. Chương 2004, đến ban tổ chức trung ương lại đánh người. Như vậy mới đúng chứ, Xuân Lai, Yến gia đều dựa vào hai chúng ta. Hai anh em ta bất kể người nào cũng không được thất bại. Tuổi chú còn trẻ. Lại có tiềm lực thăng chức rất cao. Anh thì không như thế, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đã là bến cuối cùng của anh rồi. Đến lúc anh về hưu, chú phải gánh vác được mọi việc mới được. Chú sắp là người gánh vác việc lớn rồi, nếu cứ như bây giờ, một chút chuyện nhỏ cũng đã làm cho chú suy sụp, nổi giận, thì anh rất nghi ngờ chú có khả năng gánh vác ngọn cờ của Yến gia. Trọng trách trên vai chú rất lớn,
Hơn nữa, chú cũng đã trải qua kinh nghiệm chủ tịch của một tỉnh. Cái đầm chính trị này sâu khó lường lắm đấy. Một chút sơ ý rất có thể sẽ chìm xuống mà muôn đời không thể nổi lên được. Lấy việc lần này của chú mà nói chính là như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ, cuộc đời của chú xem như hết rồi. Yến Vân ý tứ sâu xa nói. Tuy nhiên, anh, tên nhãi nhà Diệp gia cũng đáng ghét lắm. Khi em ở tỉnh Nam Phúc, tốt xấu cũng là chủ tịch tỉnh. Hắn chẳng qua chỉ là quyền chủ tịch thành phố cấp dưới, vậy mà lại ngang tàng như thế, ngay cả lời nói của em hắn cũng chẳng coi ra gì, việc này có phải cũng có thể nói là đại kỵ. Chỉ là đại kỵ tương đối mà thôi. Yến Xuân Lai vẫn nói với giọng bất bình. Hắn, ha ha, anh cũng đã gặp qua rồi. Yến Vân bỗng nhiên cười nhạt. Gặp rồi, lúc nào thế? Yến Xuân Lai trợn tròn mắt lên. Năm đó hắn đơn thương độc mã đến bộ giao thông khẩu chiến với ông Bang. Tên này cũng giỏi mồm mép lắm, hắn lúc đó chẳng qua cũng chỉ là chủ tịch của một huyện nghèo. Hắn đã dựa vào ba tấc lưỡi mà làm cho lão Bang không nói nổi lời nào. Hắn đúng là có chút năng lực, tuy nhiên, tính cách của hắn cứng hơn sắt. Mà sắt cứng quá thì cũng dễ gãy. Hắn không gãy dưới tay của chú, nhưng anh tin sẽ có một ngày sẽ gãy dưới tay của một đồng chí khác, ai, đúng là tiếc cho một nhân tài. Yến Vân thở dài, dường như cũng có chút ngưỡng mộ đối với Diệp Phàm. Hắn cũng được gọi là nhân tài sao, không hiểu ý tứ của cấp trên, dưới thì chỉ làm bừa, có lúc còn thô lỗ dùng nắm đấm đánh người khác, căn bản không giống như một đảng viên. Một cán bộ của đất nước mà chỉ bôi nhọ danh tiếng của các quan chức của nước Cộng Hòa, như vậy cũng gọi là nhân tài sao? Người ta chỉ có thể gọi đó là một chủ tịch bạo lực. Yến Xuân Lai nói lạnh lùng. Chú vẫn chưa phục à? Yến Vân nhìn Yến Xuân Lai nói. Thực ra, là người ai cũng có tính hai mặt. Hắn đắc tội với chú bởi vì chú chỉ nhìn thấy mặt trái của hắn. Năng lực của hắn chú hoàn toàn không để ý đến. Là một lãnh đạo đủ tư cách, chú không thể chỉ nhìn mặt trái, mà cần phải nhìn cả hai mặt. Có đồng chí có năng lực chú phải tin dùng anh ta, đương nhiên, đối với những trường hợp như Diệp Phàm, có năng lực nhưng lại không nghe lời có thể sử dụng nhưng không thể tin tưởng. Tuy nói chúng ta là xã hội hiện đại, không phải là xã hội phong kiến nữa. Nhưng sự nghe lời ở một mức độ nhất định cũng vẫn là cần thiết. Nếu không chú không dễ gì điều khiển được những nhân tài trong tay của chú, ngược lại sẽ làm hỏng việc. Vì vậy, chú cần phải học được và lựa chọn mới được. Như Diệp Phàm, chú hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn dụ dỗ. Làm cho hắn cam tâm làm việc vì chú phải bỏ qua những khuyết điểm của hắn để làm hắn làm việc cho chú. Làm việc và cả tín nhiệm chú phải tự mình nắm bắt được. Vì sao khi ở tỉnh Nam Phúc Phí Mãn Thiên có thể chịu đựng Diệp Phàm, cùng là một người, điều này nói lên cái gì, chú thử nghĩ xem. Yến Vân bình thản nói. Anh muốn nói Phí Mãn Thiên có thể bao dung hơn em. Yến Xuân Lai có chút không bằng lòng nói. Chú nói xem có phải không, đối đãi với Diệp Phàm như mọi người, Phí Mãn Thiên có phải là hơn chú về bao dung người khác? Hơn chú về thủ đoạn làm cho hắn cam tâm làm việc cho mình. Vì sao ra tay để đưa hắn xuống thành phố Đông Cống chính là chú chứ không phải là Phí Mãn Thiên? Hơn nữa, chú cũng hiểu rõ Phí Mãn Thiên một mắt mở to một mắt nhắm, thực ra là hắn ngầm ủng hộ cách làm của chú. Vì sao Phí Mãn Thiên không ra tay, điều này chứng tỏ, sự độ lượng, nhẫn nhịn của chú không cao bằng hắn. Phí Mãn Thiên ngầm ủng hộ cách làm của chú, chứng tỏ hắn cũng không thích Diệp Phàm. Hai người các chú, người giải quyết cuối cùng là chú. Chứng tỏ chú vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Về vấn đề Diệp Phàm, thực ra cũng là cuộc đọ sức giữa hai người các chú đã thua. Đó chính là nguyên nhân vì sao người ta đã là bí thư tỉnh ủy, còn chú chỉ đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Yến Vân nói. Yến Vân vừa đi khỏi thì phó chủ nhiệm văn phòng trung ương Trần Thiên Hòa đến thư phòng của Yến Xuân Lai. Hôm nay tên khốn kia đi làm buổi đầu tiên. Nhất định sẽ có một vị lãnh đạo nào đó của ban tổ chức trung ương đưa hắn xuống. Đến lúc đó, chú ý làm cho hắn mất đi uy phong, làm cho hắn vừa vào văn phòng trung ương đã phải hạ thấp mình. Tôi vẫn muốn xem, ở nơi kinh thành này, một tên nhãi nhép có thể gây nên sóng gió gì. Yến Xuân Lai lạnh lùng nói với Trần Thiên Hòa. Tôi đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc lớn, đủ để cho hắn nếm. Trần Thiên Hòa nhìn Yến Xuân Lai cười khẩy đáp. Lão Yến, anh đừng vội. Chờ đó tôi sẽ giúp anh chút giận. Ở văn phòng trung ương, hắn là cấp dưới trực tiếp của tôi, ha ha.
cách trừng phạt hắn không được 10 phần thì cũng phải 8 phần. Nếu không trực tiếp đá hắn ra khỏi đây chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ có như thế mới có thể chút giận được. Đối với loại thanh niên kiêu ngạo này, chúng ta phải chỉ thật nặng tay. Phải làm cho hắn tự rút lui mới hay, lúc đó, còn mặt mũi đâu nữa, lãnh đạo không tin tưởng hắn nữa, chính là đã thành công rồi. Yến Xuân Lai nói, cũng đúng, tự mình cảm thấy xấu hổ và rời khỏi đây, như thế chẳng phải là càng nhanh hơn. Trần Thiên Hòa cũng cười nói, Diệp Phàm đến ban tổ chức trung ương. Bạn học cũ Nhạc Nhất Thành đã đứng đợi ngoài cổng, vừa nhìn thấy Diệp Phàm vui vẻ nói. Bạn học cũ, vẫn là anh có khả năng đấy chứ. Ý anh là gì lão Nhạc, tôi vẫn chưa hiểu lời anh nói. Diệp Phàm giả bộ như đang mơ hồ, nhìn Nhạc Nhất Thành hỏi. Vừa rồi nhận điện thoại của trưởng ban Ninh, dặn dò tôi, anh đến là bảo anh qua đó một chuyến. Chúng ta đi nào, trưởng ban Ninh vẫn ở trong phòng làm việc. Nhạc Nhất Thành cười tủm tỉm nói và đi về phía trước. Tuy nhiên, chợt Nhạc Nhất Thành dừng bước, rồi nhẹ nhàng lách người qua một bên, hành động này Diệp Phàm cũng hiểu, đó là ý để cho mình đi trước. Đây luôn là biểu hiện của cấp dưới tôn trọng cấp trên. Nhạc Nhất Thành đã đặt mình ở vị trí phía dưới. Lão Nhạc, tôi vẫn chưa biết rõ phòng làm việc của trưởng ban Ninh. Chẳng may lại vào nhầm phòng làm việc của lãnh đạo nào đó thì chẳng phải là phiền phức sao? Diệp Phàm cười nhẹ. Nhạc Nhất Thành vừa nghe đã cảm thấy cảm kích, biết là Diệp Phàm nể mặt mình, thế là anh ta cười nói. Vậy để tôi dẫn đường. Hai chúng ta còn phân biệt như thế để làm gì, cảm ơn lão Nhạc. Diệp Phàm cười nói. Hai người cùng bước đi. Xin chào trưởng ban Thái. Đang đi nhìn thấy trước mặt có một người tuổi trung niên dáng vẻ của một lãnh đạo, phía sau còn có mấy đồng chí mang theo cặp tài liệu. Nhạc Nhất Thành lập tức tiến lên một bước. Hơi cúi người về phía trước chào. Trưởng ban Thái nhìn Nhạc Nhất Thành, không thay đổi sắc mặt, một tiếng. Lão già này tràn đầy quan uy. Xin chào trưởng ban Thái. Diệp Phàm cũng tiến lên và sao chép lại động tác chào một tiếng, nhưng thái độ thì lại không tỏ ra kiêu ngạo, xiểm nịnh. Khác hẳn so với Nhạc Nhất Thành. Trưởng ban Thái nhìn Diệp Phàm một cái, trong mắt thoáng qua một tia khó hiểu. Có lẽ cảm thấy người thanh niên này có phần cao ngạo. Đối với ở ban tổ chức trung ương uy thế của mình cũng tương đương như một phó trưởng ban vậy mà ngay cả cúi lưng một chút cũng không có. Thế là, phó trưởng ban Thái lạnh lùng nói. Người này ở phòng nào? Thưa trưởng ban Thái, anh ta đến ban tổ chức để báo cáo. Nhạc Nhất Thành có lẽ cũng cảm thấy được điều gì đó, vội vàng trả lời. Đến báo cáo mà dáng vẻ như thế hả? Thái trưởng ban lạnh lùng nói. Đồng chí Diệp Phàm. Ông ấy là trưởng ban Thái Vĩnh Định trong ban chúng tôi. Nhạc Nhất Thành vẻ mặt cứng đơ, vội vàng tỏ vẻ cười nói để giải thích cho Diệp Phàm. Và còn vừa giải thích vừa quay đầu lại nháy mắt với Diệp Phàm. Có lẽ là muốn Diệp Phàm hạ thấp người xuống một chút. Bởi vì trưởng ban Thái trước giờ vẫn thích ra oai, mọi người trong ban đều biết điều này, luôn tỏ ra nể mặt ông ta. Một chút phép tắc cũng không hiểu, còn đến báo cáo cái gì chứ? Lúc này một người trung niên cao gầy đứng sau Thái Vĩnh Định hừ một tiếng. Đồng chí này, tôi không hiểu tôi đã sai ở chỗ nào. Tôi không hiểu phép tắc ở chỗ nào, mong anh chỉ bảo. Diệp Phàm sớm đã không nhẫn nhịn được nữa. Hắn nhìn tên kia một cái, lạnh lùng hỏi lại. Ông xem kìa trưởng ban Thái, tên nhãi này còn già mồm. Nhìn thấy lãnh đạo một chút cũng không tôn trọng, thật là không ra gì, không ra gì. Lại còn cố tỏ ra như thế. Làm loạn hết rồi. Người đàn ông cao gầy có lẽ đã nắm được một cơ hội tốt để tâng bấc, nịnh nọt lãnh đạo, liền trừng mắt, trợn mũi giáo huấn Diệp Phàm. Anh tên gì vậy? Diệp Phàm trừng mắt nhìn hắn. Tôi thấy đủ rồi đấy Diệp Phàm. Nhạc Nhất Thành nhận ra không ổn, vội vàng nói, nhìn trưởng ban Thái nói. Trưởng ban Thái, anh ta là người ở dưới lên, cũng là lần đầu tiên đến ban tổ chức. Có chút không ổn còn phải mong ông lượng thứ. Cái gì không ổn, cơ bản là kiêu ngạo. Trưởng ban Thái, ông xem, tên nhãi này còn già mồm. Tôi thấy có phải hỏi cho ra nhẽ hay không? Nếu không xử lý cũng không được. Người đàn ông cao gầy cũng biết cách ra oai, có lẽ muốn điều tra hộ khẩu của Diệp Phàm, muốn tính sổ với Diệp Phàm ngay. Lão Nhạc, anh đứng sang một bên. Diệp Phàm tôi tự hỏi không làm sai điều gì, cũng không thấy không ổn chỗ nào và nói gì sai. Đồng chí này, anh phải xin lỗi tôi. Khẩu khí của Diệp Phàm nặng hơn,
Xin lỗi, Bảo Từ Ngôn, tôi phải xin lỗi anh là cái rắm gì? Chẳng là gì cả, ở dưới lên lại còn kiêu ngạo như thế. Đồng chí Từ Ngôn mặt cao gầy có lẽ quan hệ rất tốt với trưởng ban Thái, mặt nghiêm lại, nghiêm khắc giáo huấn Diệp Phàm. Thực tế, gia thế của Từ Ngôn ở Kinh Thành cũng rất lớn. Hơn nữa, bản thân ông ta cũng là phó trưởng phòng của một phòng trong ban tổ chức trung ương. Bình thường cũng mắt cao hơn trán, đi xuống dưới lãnh đạo các cấp ở tỉnh nhìn thấy ông ta cũng phải niềm nở. Không ngờ Diệp Phàm một thanh niên mà lại không nể mặt mình. Đương nhiên là ông ta giận dữ rồi, hơn nữa đây cũng là cơ hội rất tốt để nịnh bợ lãnh đạo. Tự nhiên gã phê bình Diệp Phàm càng gay gắt, trưởng ban Thái trong lòng càng cảm thấy sảng khoái. Trưởng phòng Từ, nói thì nói, cũng không cần phải mắng người có phải không nào. Nhạc Nhất Thành một mình đứng lên, từ bên cạnh nói một câu và bước ra. Anh đứng sang một bên cho tôi, không sai. Đứng ở vách tường đó đừng có nói chen vào, có tin tôi phạt cả anh không Nhạc Nhất Thành. Từ Ngôn tức giận, biết Nhạc Nhất Thành không có gì với mình, lập tức tức khí lên. Chương 2005, cuộc nói chuyện của trưởng ban Ninh. Anh, Nhạc Nhất Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc, đỏ phừng phừng của trưởng ban Thái. Muốn đứng dịch sang bên vách tường nhưng lại không muốn bị mất mặt. Muốn đấu khẩu nhưng tự nghĩ không có thực lực. Bởi vì trưởng ban Thái đứng bên cạnh nhưng như hổ rình mồi. Chỉ mình thế gia của Từ Ngôn cũng khiến cho Nhạc Nhất Thành chống cự lại được. Vì thế tiểu Nhạc nhất thời cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mẹ nó, hôm nay không phải cái thứ gì ta đây cần phải dạy cho cái gì ngươi một trận. Nhìn Nhạc Nhất Thành muốn can thiệp nhưng lại bị lão già kia làm nhục. Cũng thật quá kiêu ngạo, Diệp Phàm chưa từng chịu đựng quá như thế. Một tiếng bóp truyền đến bên tai. Tự nhiên Từ Ngôn dựa vào Diệp lão đại một chút. Gương mặt đột nhiên sưng đỏ lên. Mày dám đánh tao, tao sẽ làm cho mày không ra nổi nơi này. Từ Ngôn thiếu chút nữa thì ngất đi, sau một hồi sửng sốt chợt tỉnh trở lại. Nắm đấm của hắn lập tức hướng về phía Diệp Phàm, mọi người bên cạnh nhìn thấy cũng đồng loạt lao vào đánh hội đồng Diệp lão đại. Lùi cả xuống. Phó trưởng ban Thái nghiêm mặt nhìn mọi người một lượt, nói. Gọi đồng chí của đội bảo vệ đến giải quyết một chút. Đây là ban tổ chức trung ương, không phải là nơi đánh nhau của đám côn đồ. Còn ra thể thống gì nữa, nhao nhao ồn ào. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên truyền đến từ phía sau. Những người này của ban tổ chức trung ương sợ hãi vội vàng đứng lại, hướng về phía tiếng nói phát ra. Xin chào trưởng ban Ninh. Ninh Chí Hòa ở ban tổ chức trung ương chỉ xếp sau Kiều Viễn Sơn và phó trưởng ban thường trực. Về đảng thì xếp cao hơn Thái Vĩnh Định nhiều. Tuy nói là đồng cấp, nhưng vì sự phân công và trong thường vụ xếp thứ không giống nhau, địa vị cũng khác nhau nhiều. Sau này có cơ hội đề bạt thì người ta nhất định ưu tiên Ninh Chí Hòa hơn. Hơn nữa, anh vợ của Ninh Chí Hòa lại là Phí Nhất Hoàn. Quan hệ này mới là nguyên nhân lớn nhất khiến mọi người phải cung kính ông ta. Trưởng ban Ninh, vừa rồi đồng chí Diệp Phàm này từ dưới lên báo cáo, đã đánh đồng chí Từ Ngôn. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến ông, tôi lập tức sẽ phê bình anh ta, nghiêm túc xử lý. Phó trưởng ban Thái nhìn Ninh Chí Hòa mặt nghiêm túc nói. Đánh người, đồng chí Diệp Phàm, anh không đi đến văn phòng chủ tịch báo cáo đi làm, đến ban tổ chức trung ương lại đánh người cái gì chứ? Vừa rồi chẳng phải tôi gọi anh đến phòng làm việc của tôi có việc cần dặn dò, không ngờ anh lại ở đây đánh nhau có phải vậy không? Tuy nói anh làm việc ở văn phòng chủ tịch. Nhưng cũng không thể kiêu ngạo như thế được có phải không? Anh cần phải chú ý sự ảnh hưởng có hiểu không? Ninh Chí Hòa nói đến đây rồi nhìn Thái Vĩnh Định nói. Phó trưởng ban Thái, việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý anh ta như thế nào thì phiền anh. Tôi có việc phải đi trước, anh làm việc đi. Vừa nói xong, Ninh Chí Hòa đi trước. Mấy người còn lại cứ ngẩn người nhìn Diệp Phàm. Những người vừa muốn đánh hội đồng Diệp Phàm lập tức phản xạ theo điều kiện lùi lại phía sau mấy bước. Bởi vì một người đến văn phòng chủ tịch báo cáo đi làm đã làm cho họ sợ. Việc này cũng là do đồng chí Ninh cố ý tự nhiên nói để lộ ra. Ninh Chí Hòa vừa đi vừa cười trong lòng, luôn nghĩ đến sự bẽ mặt của lão Thái. Việc này, đồng chí Nhất Thành, anh còn không dẫn đồng chí Diệp Phàm đến phòng làm việc của trưởng ban Ninh đi, không lại làm lỡ thời gian đến văn phòng chủ tịch báo cáo. Thái Vĩnh Định xoa xoa cằm nói, khẩu khí đã thay đổi 180 độ so với lúc vừa nãy. Việc đó, nhưng việc ở đây vẫn chưa.
Nhạc Nhất Thành cũng tương đối ghê gớm, cố ý nói úp mở, ý muốn nói việc này xử lý thế nào. Không phải ông muốn xử lý nghiêm túc sao? Không thể không nói, Nhạc Nhất Thành rất giỏi trong việc thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, lập tức nhận ra chân tướng từ trong lời nói của Ninh Chí Hòa. Dường như, thái độ của trưởng ban Ninh đối với Diệp Phàm rất tốt. Nhạc Nhất Thành chỉ vì mệnh không tốt nên không tìm được cơ hội để dựa dẫm mà thôi. Hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi, căn bản là không có chuyện gì có phải không nào. Thái Vĩnh Định đúng là lão cáo già, biết cách bỏ qua. Nói xong còn liếc nhìn Từ Ngôn một cái, ý muốn nói anh nên thể hiện ra một chút. Không có gì, vừa rồi không cẩn thận nên va phải thôi. Đây là lối đi, mời các anh. Từ Ngôn hết sức uất ức nhưng dưới ánh mắt vừa rồi của trưởng ban Thái thì anh ta đành phải cố gắng nuốt cục hận này. Xoay người nhường đường. Cảm ơn trưởng ban Thái. Diệp Phàm còn cố ý thể bày tỏ cảm ơn. Ha ha, không có gì, nên thế mà. Thái Vĩnh Định nói ra những lời này, Từ Ngôn rất kích động muốn lao lên đánh lão Thái một trận nhưng tiểu tử không dám như vậy, y dám nghĩ nhưng không có gan làm. Diệp Phàm bước đến trước mặt, Nhạc Nhất Thành đang muốn đi cùng, nhưng bị trưởng ban Thái kéo nhẹ lại nói nhỏ. Đồng chí Diệp Phàm đến văn phòng chủ tịch, ha ha. Anh ấy được điều động từ dưới lên văn phòng trung ương nhậm chức chủ nhiệm phòng thanh tra, kiêm phó chánh văn phòng chủ tịch Đường. Vừa rồi trưởng ban Ninh muốn trực tiếp nói chuyện với anh ấy, cho nên tôi dẫn anh ta đi. Phó trưởng ban Thái, ông có lẽ không biết, anh ta là bạn học của tôi. Ha ha! Nhạc Nhất Thành không giấu nổi sự đắc ý. Thế thì tình cảm rất tốt, nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng, tiểu Nhạc, sau này anh sẽ được thoải mái rồi. Nhạc Nhất Thành cảm thấy con người trước giờ mắt cao hơn trán như trưởng ban Thái hôm nay hình như bất ngờ lại thân mật với mình. Anh ta nhìn rõ trong mắt trưởng ban Thái lộ ra sự ngạc nhiên. Nhạc Nhất Thành hiểu rõ, đó là do chức vụ của người bạn học Diệp Phàm đã làm cho lão Thái thay đổi thái độ. À bạn học của tôi, trưởng ban Thái có thể không rõ về anh ấy. Khi đó anh ấy là người nhỏ tuổi nhất lớp tôi, còn tôi lại là người lớn tuổi nhất. Chúng tôi một lớn một nhỏ lại hợp nhau. Anh ấy là lớp trưởng, tôi là lớp phó. Không ngờ, năm nay vừa mới tròn 27 tuổi, anh ấy đã ngồi lên vị trí làm tôi rất ngưỡng mộ. Nhạc Nhất Thành tỏ vẻ hạ thấp mình, thực ra là đang mở rộng mối quan hệ của mình. Muốn mượn oai của Diệp Phàm để có thể làm cho trưởng ban Thái sau này khách khí với mình một chút. Nhân tài ưu tú thì nên nhận được sự trọng dụng, đảng chúng ta chẳng phải là luôn trong chế độ cải cách trọng dụng nhân tài, cần phải đề bạt một lớp cán bộ thanh niên. Tôi thấy như thế là tốt, làm cho thanh niên hết lòng phát huy năng lực, như vậy mới xây dựng tốt hơn tổ quốc chúng ta. Thái Vĩnh Định cười tủm tỉm nói. Hay quá, ha ha ha. Nhạc Nhất Thành lại không chịu nổi cười lên vài tiếng. Ha ha, có lẽ lão Từ Ngôn kia hận tôi chết mất. Diệp Phàm vẻ mặt nhẹ nhàng, từ từ nói, vốn là không muốn che giấu dáng vẻ đó. Hận cũng vô ích, hắn dám làm gì anh? Anh không gây phiền toái cho hắn cũng là tốt rồi. Trước kia hắn ỷ vào sự tin tưởng của trưởng ban Thái, và thế ra cũng có chút phân lượng. Ở trong ban cũng tương đối kiêu ngạo, xem hắn từ nay về sau còn dám to mồm với tôi nữa hay không. Nhạc Nhất Thành vô cùng thỏa mãn. Đến rồi, anh vào đi, tôi đi trước đây. Buổi tối chúng ta làm gì bạn học cũ? Nhạc Nhất Thành nhìn phía trước và nói. Buổi tối, có lẽ không rỗi. Để qua vài ngày xem thế nào tôi sẽ chiêu đãi nhé. Diệp Phàm cười nói, phát hiện Nhạc Nhất Thành tuy nói có chút nịnh bợ nhưng con người khi đồng ý mình giúp đỡ mình, khi gặp chuyện vẫn bằng lòng đứng ra. Việc hôm nay chính là sự chứng minh rất rõ, về nịnh bợ, con người đều nịnh bợ, chỉ là có rõ ràng hay không mà thôi. Nhạc Nhất Thành đi rồi Diệp Phàm bước vào phòng làm việc của Ninh Chí Hòa. Việc này, trưởng ban Ninh, cháu xin lỗi, vừa rồi không nhịn được. Cháu thực là không nên ra tay như thế. Diệp Phàm xoa xoa cằm, vẻ mặt hối lỗi, bắt đầu kiểm điểm khuyết điểm của mình. Ha ha ha, đánh hay lắm. Bỗng nhiên Ninh Chí Hòa bật cười lên, lời nói ra làm cho Diệp lão đại suýt nữa thì ngất đi, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Ninh Chí Hòa, nói. Đánh hay lắm, như vậy, chú Ninh đừng đùa cháu. Không đùa, ta nói thật đấy. Ninh Chí Hòa không cười nữa, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Nhìn Diệp Phàm vẫn còn đang đứng, chỉ tay vào chiếc ghế nói. Ngồi đây đi, chúng ta tự nhiên một chút. Có phải là tên đó rất nhiều người ghét hay không, cháu đánh hắn, có lẽ là thay mọi người chút giận.
Diệp Phàm hơi chút hiếu kỳ, nhìn Ninh Chí Hòa hỏi. Từ Ngôn, Từ gia bọn họ ở Tứ Cửu Thành cũng có nền tảng nhất định, và người này rất gần gũi với trưởng ban thái. Nhưng lại làm cho hắn trở hình thành thói quen xấu, kiêu ngạo. Đương nhiên, hắn chỉ dám như thế trước mặt những người đồng cấp hoặc những người cấp dưới mà thôi. Tuy nhiên, trong ban rất nhiều cán bộ đều có chút bất mãn đối với hắn. Chỉ là mọi người đều sợ hắn, không dám đắc tội với hắn. Chú vốn muốn phê bình hắn sớm rồi, nhưng trước mặt trưởng ban thái cũng không tiện nói. Không ngờ hôm nay cháu đánh hắn, làm cái việc mà chú muốn làm nhưng không làm, còn giúp mọi người chút giận nữa. Ninh Chí Hòa mỉm cười nói. Việc này, là do cháu tính cách không tốt, chỉ có như thế, mà tiếng tăm truyền ra có lẽ sẽ rất không tốt. Nếu mà để cho lãnh đạo văn phòng trung ương biết được, có lẽ sẽ phê bình cháu. Vì thế chú Ninh, chú hãy phê bình cháu trước đi. Diệp Phàm nói. Phê bình, vì sao lại phải phê bình cháu? Buổi sáng không xảy ra chuyện gì mà. Cháu xem, có người đến tố cáo không? Không có tố cáo thì chứng tỏ không có gì mà. Vì thế cháu không có việc gì hết. Ninh Chí Hòa vẻ mặt bình tĩnh nói. Đúng là không có gì, Từ Ngôn cũng tự mình nhận là bị đụng vào tường nên bị thương. Trưởng ban thái thì nói là hiểu nhầm, đã giải quyết rồi. Diệp Phàm nói. Vậy thì đúng rồi. Ninh Chí Hòa đáp. Cháu cảm ơn chú Ninh đã quan tâm. Diệp Phàm hơi vẻ cảm kích nói. Không cần cảm ơn đâu, chúng ta là người một nhà mà. Ninh Chí Hòa vẻ thân thiết, nhìn Diệp Phàm nói tiếp. Bây giờ cháu đã vào một môi trường mới, môi trường này khác rất nhiều so với môi trường làm việc, sinh sống trước kia của cháu. Văn phòng trung ương là trung tâm của đảng, cơ quan trực thuộc là cơ quan các bộ ngành và các tổ chức đảng các cấp, làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của trung ương đảng. Có người gọi đùa tránh văn phòng trung ương đồng chí Điền Giang là tổng quản đại nội. Quyền lực của tổng quản đại nội thời cổ chúng ta có thể thấy được từ trong phim ảnh, TV. Mà cháu đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng thanh tra, chức vụ này nói thế nào nhỉ? Ninh Chí Hòa nói đến đây dừng lại và suy nghĩ. Chương 2006, Lang Phá Thiên Phát Huy. Ninh Chí Hòa vừa mới nói. Chức vị này nói về mặt quyền lực thì nó rất lớn. Chuyện của cả nước đều có thể đốc thúc, nói nó không lớn thì ắt nó không lớn lắm, chỉ là có rất nhiều việc đại sự cụ thể ở địa phương, anh cũng quản không nổi. Tuy nhiên, mấu chốt ở chỗ thái độ của anh thế nào? Thái độ của anh không phải là thái độ của cá nhân anh mà là thái độ của người lãnh đạo. Việc phòng đốc tra văn phòng trung ương phải xuống điều tra đều là việc đại sự, thông thường mà nói những việc mà đã để lãnh đạo chú ý tới đều là chuyện chẳng ích lợi gì. Cho nên anh xuống chính là đại diện cho lãnh đạo trung ương, đối với việc còn đắn đo, điểm mấu chốt là độ nắm chắc được bao nhiêu phần trăm. Tin là những chuyện này ủy viên Kiều bố vợ anh đã nói qua với anh. Tôi sẽ không dài dòng. Hôm nay tôi đi với anh đến văn phòng trung ương một chuyến, nhân tiện công bố việc bổ nhiệm anh. Ninh Chí Hòa nhìn thời gian nói. Không còn sớm nữa, chúng ta lên đường thôi. 10 giờ thì đến văn phòng trung ương. Nhìn tòa nhà trụ sở có chút thần bí này, Diệp Phàm trong lòng một hồi lâu không thể bình tĩnh. Không thể tưởng được không đến 10 năm, mình từ một nhân viên nhỏ ở đập nước Thiên Thủy trưởng thành đến ở thủ đô này, cũng giữ lấy một vị trí nhỏ nhoi trong bộ máy hiển hách đó. Trong thời gian đó có bao nhiêu chua xót, trả giá bao nhiêu? Diệp Phàm vì đó mà thở dài. Nhìn đi, nhìn vài lứa đi. Ninh Chí Hòa V lòng Diệp Phàm có chút cảm xúc. Cũng không thúc giục hắn, mà là cùng hát giục hắn, mà là cùng hắn ngắm tòa nhà. Văn phòng trung ương là làm gì? Nó là cơ quan phụ trách vấn đề nhân sự cho mỗi cơ quan trực thuộc trung ương, và mỗi cơ quan tổ chức đảng các cấp của địa phương. Làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của trung ương đảng. Cơ quan này thời kỳ đầu thành lập gọi là văn phòng thư ký trung ương. Công việc chủ yếu là phụ trách công tác văn kiện mật, tổ chức hội nghị của trung ương đảng. Công việc quan trọng của phòng trung ương là công tác bố trí, quán triệt, chứng thực, đốc thúc, kiểm tra, chỉ thị của trung ương, lời truyền đạt và nhắc nhở thực hiện được hướng dẫn bởi lãnh đạo trung ương. Nắm quyền phụ trách hệ thống liên lạc bằng mật mã và việc quản lý mật mã của cả nước, phụ trách văn kiện của trung ương và điện tín bảo mật, công tác chuyển phát thư tín. Gánh vác công tác quản lý những việc như nghiên cứu khoa học, thu hoạch, sản xuất liên quan tới việc sử dụng mật mã trong thương mại. Phụ trách công tác bảo mật mật mã của cả nước, phụ trách bảo vệ an toàn,
bảo vệ sức khỏe cho lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, chịu trách nhiệm bảo vệ các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Trung ương Đảng, Quốc vụ viện và Trung ương, phụ trách tiếp nhận hồ sơ tài liệu của Trung ương, thu thập, chỉnh lý, bảo quản, sử dụng và nghiên cứu, phụ trách quản lý hồ sơ hành chính sự nghiệp của cả nước. Thư ký số 2 quy về quản lý phục vụ hậu cần của các cơ quan trực thuộc Trung ương Đảng, liên lạc, xử lý công tác sự vụ xã hội có tính cộng đồng của các cơ quan của Trung ương, gánh vác xử lý các hạng mục công việc khác của Trung ương giao cho. Mà phòng làm việc của văn phòng Trung ương cũng tương đối nhiều, xếp hạng thứ nhất đương nhiên phải kể tới cục thư ký. Chỉ riêng phòng làm việc của cũng không ít, bao gồm, văn phòng, phòng nhân sự đảng, phòng tổng hợp điều tra nghiên cứu, phòng văn thư thông tin, phòng pháp quy, phòng hồ sơ, phòng đôn đốc kiểm tra, phòng kỹ thuật, phòng sách báo tư liệu, phòng ghi âm và ghi hình, nhà máy in ấn vân vân. Mà phòng làm việc của cục nhân sự cũng lại càng không ít, bao gồm, văn phòng, phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, đến phòng 11. Bên dưới còn có phòng đôn đốc, cục cơ yếu, cục cảnh vệ, cục cán bộ lão thành, cục điều tra nghiên cứu, phòng kế toán đặc biệt, nhà lưu niệm, cục quản lý cơ quan hành chính trực thuộc Trung ương, văn phòng tiếp đãi Bác Đới Hà và nhiều phòng khác. Những người làm việc trong những phòng này thường là giám đốc cấp sở nhưng chủ nhiệm hay cục trưởng của phòng chưa chắc giữ chức vụ giám đốc sở. Nhưng ít ra cũng phải là giám đốc sở, cũng nhận được sự đãi ngộ của chủ nhiệm phòng hoặc cục trưởng. Phó chủ nhiệm văn phòng thường trực Trung ương đích thân tiếp đãi đoàn của Ninh Chí Hòa. Đồng chí Khâu Hoa không những là nhân vật thứ hai của văn phòng Trung ương hơn nữa còn kiêm chức chủ nhiệm văn phòng chủ tịch Đường. Tính ra chính là lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm. Không lâu sau, những người phụ trách các phòng chủ yếu và các cục của văn phòng Trung ương đều tới. Lang Phá Thiên con người thủ đoạn này cũng tới rồi. Nhìn thấy con người cao ngạo này đi vào chuyển cái ghế nhựa cũng phát ra thứ âm thanh chói tai mới chịu ngồi xuống. Điều này chính Khâu Hoa cũng không ngờ tới. Bởi vì về cơ bản Lang Phá Thiên không tham gia vào một số việc của văn phòng Trung ương. Chính ở cái quầy hàng của bản thân cũng chỉ là một tay chủ tiệm bỏ đi, thì đừng nói đến những việc khác của văn phòng Trung ương. Đương nhiên Khâu Hoa hiểu nhiệm vụ của Lang Phá Thiên thực ra còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ của những người khác. Là người phụ trách an toàn của trực hệ cửu thường còn kiêm chức trưởng đoàn cảnh vệ Trung ương. Do Bộ trưởng Ninh Chí Hòa đích thân đọc quyết định và bổ nhiệm của Ban tổ chức Trung ương cùng với tràng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng của mọi người. Rất nhiều chủ nhiệm, cục trưởng của các ban cục khá là kinh ngạc bởi Diệp Lão còn trẻ quá. Trong số những chủ nhiệm cấp cục ban của cấp thứ trưởng của Văn phòng Trung ương, ngoại trừ Lang Phá Thiên chưa ngoài 40 tuổi, các đồng chí khác đều 45 tuổi trở lên. Không biết ở đâu ra một chủ nhiệm chưa đến 30 tuổi, đương nhiên làm người ta đố kỵ. Hơn nữa, một người thanh niên trẻ tuổi như vậy, không ngờ là một nhân vật của phòng đốc tra thuộc văn phòng Trung ương tương đương có phân lược, hơn nữa, còn kiêm chức chủ tịch phó chánh văn phòng. Kỳ thật, chức chủ tịch phó chánh văn phòng của Diệp Phàm so với chức chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng Trung ương còn khiến người ta ngưỡng mộ hơn. Vị trí đó mới là nơi tiếp cận chân chính tiếp cận với trung tâm quyền lực của nước Cộng Hòa, ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn thấy đường chủ tịch mặt. Đây mặc dù là nói đến chủ nhiệm mấy cục ban này và mấy quan to cấp thứ trưởng phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương, cũng là tương đương chọc người đỏ mắt. Cho nên tiếng vỗ tay mới nhiệt liệt đến thế, bởi mọi người đều muốn quan hệ tốt với con người này. Mà đo thứ trưởng Ninh Chí Hòa tự mình cùng đi đến tuyên bố bổ nhiệm một cán bộ cấp giám đốc sở, việc này lại khiến các vị lãnh đạo của văn phòng Trung ương tròn mắt ngạc nhiên. Từ đó có thể thấy, mấy tên giảo hoạt này đã đánh hơi thấy cái gì đó, đó chính là người thanh niên này, không tầm thường. Bằng không sao có thể để Ninh Chí Hòa, một thứ trưởng khá có phân lượng trong ban tổ chức trung ương của thứ trưởng đến công bố việc này, bình thường giống như chức vị của Diệp Phàm, cục trưởng ban tổ chức trung ương đến công bố có nghĩa là rất coi trọng bạn. Ninh Chí Hòa tuyên bố xong thì liền đi ngay. Đồng chí Diệp Phàm, trước tiên anh nên nói chuyện với Bộ trưởng Trần về công tác phân công quản lý của văn phòng trung ương. Buổi chiều anh đi gặp mặt trước một số các đồng chí ở văn phòng đốc tra để làm quen với công việc. Ngày mai đến văn phòng chủ tịch tôi sẽ nói cụ thể cho anh biết nhiệm vụ ở bên đó. Xem ra thái độ của đồng chí Khâu Hoa không gần gũi lắm. Khi nói vẻ mặt có vẻ rất trầm tĩnh giống như tất cả chỉ là vì công việc, sau khi nói xong thì đi trước. Bên này mọi người cũng sắp đến giờ tan tầm nên khó có thể tụ tập lại nói chuyện phiếm tán gẫu được. Cũng có đồng chí đến chỗ Diệp Phàm bàn về chuyện gia đình, những người đồng chí như vậy thường rất ít. Dù sao thì mọi người đều không quen biết Diệp Phàm.
mặc dù là nơi như văn phòng trung ương, cũng không thể đạt tới mức toàn bộ đều thanh khiết. Cũng chia bè kết đảng, ví dụ, vài đồng chí cùng chí hướng thì quan hệ với nhau tốt hơn, mặt ai cũng tươi cười niềm nở. Nhưng ai cũng mang trên mình cái vỏ bọc giả tạo. Diệp Phàm Giang chuẩn bị cùng Trần Thiên Hòa đi tới văn phòng của hắn. Lúc này, một người tiến vào, cầm túi văn kiện mặt đầy ưu phiền. Người đàn ông này vừa mới đến liền đi thẳng tới chỗ thủ trưởng Trần Thiên Hòa. Thế nào rồi quý phát? Trần Thiên Hòa đang ra nói chuyện phiếm với một ông bạn già, nhìn người kia đi tới liền quay đầu lại nhìn rồi thuận miệng hỏi. Bộ trưởng Trần, việc này nếu vẫn không giải quyết sợ sẽ xảy ra chuyện mất. Tôi đã giục từ lâu rồi nhưng giờ mới lại nhận được chỉ thị của lãnh đạo, bởi giờ là cuối năm mọi người đều bận cả, nhất thời lại không có nhân sự, làm sao bây giờ? Người trung niên tên quý phát này vẻ mặt đầy lo lắng, vừa nói vừa lấy văn kiện đưa cho cấp trên. Những điều anh nói có phải đều là vấn đề tam nông của tỉnh Giang Tô không? Trần Thiên Hòa tay ấn ấn, không có ý định cầm lấy túi văn kiện, trực tiếp hỏi. Đúng đúng, đúng là việc này. Năm ngoái lãnh đạo đi Giang Tô khảo sát rồi nhưng việc này có gì đó vẫn ẩn khuất, lãnh đạo dục văn phòng đốc tra chúng tôi xuống đốc thúc. Hơn nữa chỉ thị, nhất định phải xử lý xong trước cuối năm. Quý Phát nói, anh phụ trách phái người xuống là được. Trần Thiên Hòa nói, việc này, tôi, đã không làm chủ được. Chủ nhiệm của văn phòng đốc tra chúng tôi về hưu cũng sắp được 2 tháng rồi mà mãi không thấy cử lãnh đạo mới đến, công việc của phòng đốc tra thì ngập bù đầu. Hơn nữa giờ lại là thời điểm cuối năm, riêng mấy cái báo cáo linh tinh đã làm tôi sứt đầu mẻ chán rồi. Việc này tôi không đảm nhiệm nổi, hơn nữa, nghe khẩu khí của cấp trên đối với việc này có vẻ rất nặng. Vu Quý Phát nói, người này tên là Vu Quý Phát, Diệp Phàm biết anh ta là phó chủ nhiệm văn phòng đốc tra, cấp giám đốc sở. Từ lúc anh ta vào, Diệp Lão mặc dù nói chuyện phiếm với Lang Phá Thiên nhưng một bên tai vẫn đang nghe bên kia nói. Đúng rồi. Quên nói cho anh một tiếng, tân chủ nhiệm phòng đốc tra đồng chí Diệp Phàm hôm nay đến nhận chức, việc này anh trực tiếp báo cáo cho anh ấy là được rồi, Trần Thiên Hòa hình như nhớ ra cái gì đó liền hướng về phía Diệp Phàm nói to. Chủ nhiệm Diệp, đây là phó chủ nhiệm phòng đốc tra Vu Quý Phát. Anh ta có việc quan trọng muốn báo cáo với anh qua đây một lát. Trần Thiên Hòa nói vậy, rất nhiều đồng chí hướng đều chăm chú hướng về phía Diệp Phàm. Hơn nữa trong mỗi ánh mắt đều có chút gì đó khác thường. Bởi theo lý, Vu Quý Phát chỉ là phó chủ nhiệm thường trực, phải báo cáo, anh ta cũng phải qua báo cáo cho Diệp Phàm. Sao lãnh đạo có thể đi tới nghe báo cáo của cấp dưới, cái này có chút đảo lộn đầu đuôi, mưu hạ đoạt chủ. Những tên giảo hoạt này, hình như đều đánh hơi thấy cái gì đó rồi. Mà có đồng chí, còn lộ ra suy nghĩ muốn xem sự náo nhiệt. Đều muốn nhìn một chút chủ nhiệm trẻ tuổi phòng đốc tra này làm thế nào xử lý việc này. Việc này rất khó xử lý, hắn không qua, thứ trưởng Trần nhất định sẽ tức giận, lãnh đạo gọi hắn qua hắn không qua thì thật mất mặt rồi. Sau khi Diệp Phàm khẽ hoảng một chút, nháy mắt ra hiệu cho Lang Phá Thiên một cái. Người này ở bên cạnh lãnh đạo lâu cũng trở nên thông minh. Ý Diệp lão đại, anh ta hiểu. Khuôn mặt kia lập tức nghiêm lại mắng. Sắp năm mới rồi, còn xử lý cái gì? Phòng đốc tra có chút chuyện nhỏ mà cũng phải lo lắng đến thế sao? Tôi cũng không dễ dãng mới nói chuyện phiếm với chủ nhiệm Diệp vài câu, anh đến tự dưng nói này nói nọ, đúng là làm phiền người ta. Cút cút cút. Chương 2007, mặt xám, mày cho. Vì Lang Phá Thiên từ trước đến nay tính thổ phỉ, nên ở văn phòng trung ương không có bằng hữu, luôn cô độc làm việc. Mọi người đều rõ cả. Hơn nữa tính cách cổ quái, muốn mắng thì mắng. Những lão già ở văn phòng trung ương, ai cũng hiểu, cũng biết cục cảnh vệ là nơi như thế nào. Người ta mới là người thân thiết gần gũi nhất với cửu thường, nếu đắc tội với những người này, anh ta mang những chuyện này ra thì anh phiền to rồi. Huống chi, Lang Phá Thiên vẫn là lãnh đạo của những người này, cho nên mọi người trong văn phòng trung ương tỏ thái độ gần mà như xa với Lang Phá Thiên, tuyệt đối không làm sứt mẻ tình cảm. Song Lang Phá Thiên rất ít khi trách mắng ngay tại trận như vậy. Thường thì nói rất hững hờ. Việc như hôm nay thuộc trường hợp đặc biệt hiếm gặp. Cục trưởng Lang, anh nói như thế hơi quá rồi, văn phòng trung ương là nơi như nào cơ chứ, chúng ta nên ăn nói có văn minh một chút, có phải không? Vu Quý Phát vốn không dám tranh luận, thế nhưng vì có phó bộ trưởng Trần Thiên Thạch ở đây, chí ít thì cũng có lãnh đạo. Hơn nữa, việc này vốn đã có sự sắp đặt từ trước.
sao có thể để lão già Lang Phá Thiên làm hỏng việc. Cho nên anh ta cũng là đụng phải tên lá gan để trên miệng rồi. Hiển nhiên cũng là cơ hội để tiếp tục kéo quan hệ lại gần hơn Thứ trưởng Trần. Tuy nhiên, khẩu khí của Vu Quý Phát còn yếu, không dám làm cục Trương Lang nổi giận. Cái gì, văn phòng trung ương là nơi nào, Lang Phá Thiên tôi phải cần tời một người chẳng ra gì như anh đến dạy đời. Người văn minh, ý gì vậy, hôm nay anh phải giải thích rõ ràng. Lang Phá Thiên đã nắm bắt được điểm yếu của ai đó, đôi mắt trừng to, liền nổi giận. Mà Diệp Lão Đại tự nhiên lại ngồi nghiêm trang xem cảnh tượng náo nhiệt này. Vì Diệp Lão Đại đã nhìn ra cách giải quyết cho sự việc. Vu Quý Phát là phó chủ nhiệm thường trực phòng đốc tra. Thực ra anh ta rất có hy vọng ngồi vào vị trí này của mình. Nhưng bị mình lấy mất vị trí này, Vu Quý Phát nhất định trong lòng bất mãn. Mà xét từ thái độ của anh ta và Trần Thiên Thạch, người này đích thị là con cháu của Trần Thiên Thạch. Từ chỗ bố vợ biết được Trần Thiên Thạch và Yên Xuân là bằng hữu, trò chơi ngày hôm nay là do Yên Xuân đứng đằng sau sắp đặt. Quý Phát chỉ là một quân cờ mà Trần Thiên Thạch xuất ra diễn trò mà thôi. Ý tôi chỉ là nói chuyện phải văn minh một chút, chứ không phải nói người ta thế này thế kia, anh đừng hiểu lầm. Vu Quý Phát còn chút rụt rè. Bởi, Lang Phá Thiên là cục trưởng cục cảnh vệ thì thân thủ khẳng định rất cao, chọc giận người như thế thì một cái tát cũng khiến mặt mình tách hai rồi. Hơn nữa, chỉ sợ đến lúc đó nhiều nhất là cấp trên phê bình hai người kia vài câu liền xong việc. Muốn cho người đó bị trừng phạt một chút, quả là rất khó. Dù sao thì lãnh đạo văn phòng trung ương cũng vì cửu thường phục vụ. Sao có thể không thể nhìn mặt lãnh đạo mà làm việc được? Muốn thành thổ phỉ như Lang Phá Thiên tôi phải không? Vu Quý Phát anh là người văn minh, tôi là thổ phỉ, được, 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 thổ phỉ thì bảo vệ được ai cơ chứ? Đương nhiên là, Sơn Đại Vương, không nói nữa, không nói nữa, tôi đi. Lang Phá Thiên nói rồi định đi. Lão Lang đúng là điên mất rồi, đem cửu thường ví với Sơn Đại Vương. Đồng chí Quý Phát vừa nghe, trên trán mồ hôi tứa ra. Sắc mặt của người này chuyển sang nhợt nhạt, Lang Phá Thiên nói ra những lời này, chính lão cũng không sợ. Bởi Lang Phá Thiên tính cách là vậy, lãnh đạo có thể kết tội là vì tính cách, nhưng những lời này mà đến tai lãnh đạo cấp cao thì mình xác định là xong đời rồi. Cục trưởng Lang, tôi không có ý đó. Vu Quý Phát nói to như thể sắp khóc. Hai chân thì run rẩy, trông đáng thương vô cùng. Lúc đó ngay cả những đồng chí đang vui vẻ cũng bị dọa cho một phen. Tiếng chuyển ghế nhựa truyền đến. Chưa đến 10 giây, vốn phòng họp của văn phòng trung ương còn lại gần 10 người, giờ phút này còn lại vài người đám Diệp Lão Đại. Bởi vì, ví von của Lang Phá Thiên khiến người ta rất sợ. Tới tai lãnh đạo, các đồng chí có mặt tại hiện trường đều không tránh khỏi can hệ. Các lãnh đạo của văn phòng trung ương này, có người nào không lăn lộn trên quan trường mấy chục năm rồi? Đồng chí Quý Phát, anh hét cái gì? Có việc gì buổi chiều chờ chủ nhiệm Diệp tới rồi nói với anh ấy? Ở trong này nói thì con ra thể thống gì? Về, về thôi. Trần Thiên Hòa nói xong xa sầm mặt mày lại, vội vàng đứng dậy, đi mà như đang chạy vậy. Cái đầu ngu ngốc này, Trần Thiên Hòa thiếu chút nữa là chửi ra miệng. Không thể tưởng tượng được thiếu chút nữa thì anh ta đã lật tẩy bí mật lớn như vậy. Đồng chí lão Trần giờ vô cùng hối hận mang ngọn lửa này đốt chính mình. Nếu cấp trên điều tra thì nhất định sẽ điều tra mình đầu tiên. Ha ha, chủ nhiệm Quý Phát, anh nói với các đồng chí phòng khác, chiều tôi qua gặp mặt mọi người. Các đồng chí, chiều gặp lại nha. Diệp lão còn đưa tay vỗ nhẹ bả vai Quý Phát, cười hai tiếng ha ha rồi đi mất. Ngu xuẩn, đồng chí Yến Xuân Lai thiếu chút nữa thì đập vỡ chén trà cầm trong tay. Kỳ thật Quý Phát bình thường không phải là chưa từng trải nhiều, chẳng qua hôm nay thật xui xẻo gặp phải Lang Phá Thiên. Lang Phá Thiên người này có thể anh không hiểu được, người này rất cổ quái. Đối nhân xử thế quái gở, ở văn phòng trung ương, lão ngay một người bằng hữu cũng không có. Từ trước đến nay chỉ làm việc của mình, hơn nữa, lãnh đạo văn phòng trung ương mở cuộc họp anh ta chưa bao giờ đến. Song việc hôm nay thật kỳ lạ, người này sao có thể cùng phe với Diệp Phàm. Hai người họ nói chuyện có vẻ rất thân mật, lẽ nào trước kia từng quen biết nhau, chắc không phải thế. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm trở lại thủ đô làm việc, ở văn phòng trung ương Lang Phá Thiên không có bằng hữu, chứ đừng nói ở các địa phương. Trần Thiên Hòa có rất nhiều nghi hoặc không lý giải được. Một cục trưởng cục cảnh vệ thì như lên trời, chẳng qua chỉ là một vệ sĩ. Yến Xuân Lai tức không chịu được,
ông ta hừ một tiếng. Tuy nhiên, khi Lão Yến nói lời này thì có chút gì lo lắng. Bởi vì, ông ta căn bản là hiểu được sức ảnh hưởng của Cục trưởng Cục Cảnh vệ của Văn phòng Trung ương. Ai, người ta là siêu vệ sĩ. Không có cách nào sao? Chúng ta còn có thể làm thế nào với anh ấy? Cục Cảnh vệ bên ngoài Văn phòng Trung ương là do Phó chủ nhiệm thường trực Khâu Hoa quản lý. Nhưng trên thực tế, tôi hiểu rõ nhất, Lang Phá Thiên, chỉ có Cửu Thường mới có thể sai khiến được. Ngay đồng chí Điền Giang chủ nhiệm Văn phòng Trung ương tìm anh ta làm việc còn phải dùng giọng thương lượng. Tuy nói anh ta chỉ là một vệ sĩ, thế nhưng những người vậy tuyệt đối không thể thiếu. Ở bên cạnh lãnh đạo rất lâu rồi, lãnh đạo chắc cũng sẽ nể mặt anh ta một chút phải không? Người như thế chúng ta không nên trêu đùa. Trần Thiên Hòa cũng là bất đắc dĩ phải nói. Thôi vậy, Lang Phá Thiên chúng ta không có cách nào làm khó dễ anh ta. Thế nhưng có cơ hội cũng phải cho anh ta một trận. Tôi và anh không có năng lực đánh anh ta, nếu anh trai tôi cảnh cáo anh ta đôi câu không phải là ổn rồi sao? Yên Xuân Lai lấy lại bình tĩnh liếc nhìn Trần Thiên Hòa một cái, nói. Việc của Tam Nông Giang Đô anh phải răn dò Vu Quý Phát phải đổ cái mớ rối rắm này lên đầu Diệp Phàm. Nhất định phải khiến được Diệp Phàm đích thân đi xử lý. Cứ như vậy chúng ta có trò để diễn rồi. Bố trí việc này cho tốt, chiều có kịch hay để xem rồi. Trần Thiên Hòa cười đắc ý. Nghe nói tiểu tử kia đánh người của ban tổ chức Trung ương, gan cũng không nhỏ đâu. Lúc này, những nếp nhăn trên khuôn mặt Yên Xuân Lai giãn ra, cười nói. Đúng vậy. Cùng tay sai đắc lực của Thứ trưởng Thái chống đỡ được một hồi. Thế nhưng sau đó Ninh Chí Hoa đột nhiên xuất hiện giải quyết ổn thỏa. Trần Thiên Hòa nói. Cũng không phải Ninh Chí Hòa nói vài câu đã khiến Lão Thái hạ hỏa, thế nhưng qua ngôn từ của Lão thể hiện sự khuất phục. Nhưng tôi quá hiểu tính tình của tên tiểu tử kia, tuyệt sẽ không để yên đâu. Lúc này, tên tiểu tử kia nhất định ở chỗ từ Lão thêm mắm thêm muối rồi. Trên khóe miệng Yên Xuân Lai thản nhiên nở một nụ cười. Từ Lão, anh nói từ chỗ anh ta có thể tạo ra chút chuyên. Trần Thiên Hòa hơi sửng sốt lập tức nở một nụ cười. Người tuy rằng già rồi nhưng biết tận dụng người mới là kỳ tài. Người già đều là vật báu, là của cải quý giá của quốc gia chúng ta phải để ông ta phát huy nhiệt lượng thừa mới đúng. Đồng chí Yến Xuân Lai không ngờ giọng lại dẻo đến vậy, đùa khiến Bộ trưởng Trần cười ha ha. Đúng đúng đúng, phát huy nhiệt thừa, lượng nhiệt thừa này phát huy tốt. Buổi chiều, Diệp Phàm đến văn phòng đốc tra đúng giờ. Phòng đốc tra cũng là một phòng rất lớn, bao gồm văn phòng, phòng nhân sự, phòng tổng hợp, phòng điều tra nghiên cứu, phòng đốc tra 1, đốc tra 2, 3, đến đốc tra 4. Diệp Phàm tìm hiểu sơ qua, số nhân viên lên tới hàng trăm. Mà đối tượng đốc tra của 8 phòng này lần lượt là Hoa Đông, Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc và khu vực Hong Kong, Macau. Đương nhiên phía sau của Hong Kong, Macau, Đài Loan chỉ là ý tương trưng lớn hơn thực tế. Hong Kong và Macau đều là đặc khu hành chính, đâu có thể do văn phòng trung ương đi xuống đốc tra. Đương nhiên có vài việc đặc biệt, đôi bên vẫn có thể thương lượng giải quyết. Mà mấy phó chủ nhiệm của phòng đốc tra phân công quản lý mấy phòng này. Về chủ nhiệm phòng bát đại không nhất định là người cấp cục, cũng có đồng chí cấp giám đốc sở. Chính là một vài nhưng chuyên viên đốc tra đều có cấp giám đốc sở. Chủ nhiệm văn phòng thuộc phòng đốc tra tên Phong Nhất Tú, nữ. Khoảng 30 tuổi, cắt tóc ngắn, khuôn mặt tròn tròn hình quả táo, điểm một lớp phấn mỏng. Người phụ nữ này nhan sắc thuộc bậc trung, tuy nhiên, ngực du xuống đổ sộ, hơn nữa trông có vẻ là người chăm chỉ. Diệp Phàm mới đến cửa cầu thang toàn nhà phòng đốc tra của mình, Phong Nhất Tú đã sớm đứng ở lối đi nhỏ của hành lang. Vừa thấy Diệp Phàm đến, cô mỉm cười, hơi hơi cung kính hạ hạ mình. Bởi vì mặc áo khoác, cho nên, không nhìn thấy bộ ngực mời gọi, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng. Chào chủ nhiệm Diệp. Giọng của Phong Nhất Tú khá dễ nghe. Nghe nói Phong Nhất Tú xuất thân ở Tô Châu, cũng mang theo giọng điệu của người đẹp Tô Châu. Xin chào. Diệp Phàm khách khí nói. Dĩ nhiên biết cô chính là Phong Nhất Tú, vì Diệp Lão Đại đã điều tra qua tư liệu của phòng đốc tra. Buổi sáng nhận được thông báo của phó nhiệm Vu, cho nên tất cả thành viên của phòng đốc tra đều đến đông đủ, gồm cả chủ nhiệm của các phòng cấp cao. Phong Nhất Tú cười nói người phụ nữ này ngay cả cười cũng dịu dàng. Cười không lộ răng, mà trên mặt nở một nụ cười nhợt nhạt. Diệp Lão Đại âm thầm nói, sao nụ cười như lại có thể giữ được lâu vậy,
khẳng định là ở nhà luyện tập rồi. Bọn họ giờ ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Chương 2008, ra tay trước một bước. Tất cả đều ở phòng họp chờ, chủ nhiệm Diệp tới văn phòng trước hay là đến chỗ nào? Phong Nhất Tú xin chỉ thị nói. Tới văn phòng trước đi. Diệp Phàm nói. Phong Nhất Tú nghiêng mình ở phía trước dẫn đường, không lâu đã tới văn phòng rồi. Chủ nhiệm Diệp, lúc nãy tôi đã hỏi bên ban thư ký về thư ký của anh, họ nói sắp Tết rồi, tạm thời chưa thu xếp được. Cho nên, trong khoảng thời gian này tất cả công việc đều do tôi kiêm nhiệm. Nhất Tú có chỗ nào không phải xin chủ nhiệm Diệp chỉ dạy luôn, Nhất Tú sẽ sửa đổi. Đương nhiên khi chủ nhiệm Diệp đã có ứng cử viên vừa ý thì sẽ lập tức đề xuất. Tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ổn thỏa. Phong Nhất Tú khiêm tốn, cung kính nói. Ha ha, chủ nhiệm Phong, cô khiêm tốn quá. Diệp Phàm cười một tiếng. Không phải khiêm tốn, đây là phong cách nên có ở một chủ nhiệm chánh văn phòng như tôi. Khuôn mặt Phong Nhất Tú lộ ra sự tự tin. Sau khi bước vào phòng làm việc nhận thấy phòng làm việc không thua kém gì phòng làm việc của quản lý ở dưới thành phố loại 1, 2. Gian ngoài còn có một phòng khách nhỏ, bên cạnh là phòng thư ký nhỏ mà bên trong mới là văn phòng chính. Trước kia bên cạnh văn phòng của vị lãnh đạo nào đó còn có một phòng nghỉ tạm thời. Tác dụng của phòng nghỉ này rất lớn. Đối với các vị lãnh đạo đam mê nữ sắc mà nói, phòng nghỉ ngơi tạm thời này cũng có thể biến thành phòng thư ký hoặc là nơi vui vẻ. Còn văn phòng trung ương bên này còn nghiêm chỉnh hơn nhiều, không có cái thiết lập này. Dù sao thì ở dưới tầm mắt của đảng và trung ương ngay, làm cái gì thì cũng hợp chuẩn mực. Vượt qua chuẩn mực ấy sẽ trở thành câu chuyện bàn tán cho thế hệ sau. Phong Nhất Tú trưng cầu ý kiến trước của Diệp Phàm, sau đó nhanh nhẹn đi pha cho Diệp Phàm một tách trà. Ngồi đi chủ nhiệm Nhất Tú, chúng ta nói chuyện. Diệp Phàm ra hiệu Phong Nhất Tú ngồi đối diện với ghế anh ta ngồi. Phong Nhất Tú cẩn thận ngồi xuống. Buổi sáng sau khi văn phòng trung ương mở cuộc họp, lúc ấy đồng chí VU Quý Phát cầm một tập tài liệu đi vào hình như là vấn đề về phương đê hiện tam nông của địa phương nào đó ở tỉnh Giang Tô, nói là cấp trên thúc giục, yêu cầu phòng điều tra lập tức điều người xuống, trước cuối năm phải giải quyết xong vấn đề này, cô biết chưa? Diệp Phàm nói. Hành động khác thường hồi sáng của VU Quý Phát gợi cho Diệp Phàm phải cảnh giác. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đợi khi các thành viên bộ máy mở họp VU Quý Phát nhất định sẽ làm khó. Cho nên, Diệp Lão im lặng trước đến cuối cùng mới nói. Cái này cũng đã tham khảo ý kiến của chánh văn phòng Phong Nhất Tú này rồi. Phong Nhất Tú không thể không nghe thấy tin đồn hồi sáng được. Nếu cô giả ngô không nói thì người phụ nữ này không thể dùng được. Chủ nhiệm, đây là tài liệu liên quan về vấn đề tam nông của tỉnh Giang Tô, mời ngài xem. Không ngờ Phong Nhất Tú lại hiểu chuyện đến vậy, chỉ vào tập tài liệu trên bàn nói. Thì ra người ta đã sớm chuẩn bị tốt để trên bàn rồi. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên sau đó bèn dùng ánh mắt quan sát người phụ nữ này, nếu không phải vô cùng lợi hại thì là thực sự muốn làm việc cho mình. Không kịp rồi, cô nói luôn cho tôi biết đi. Diệp Phàm không hề động tới túi tài liệu, trực tiếp hỏi. Đương nhiên cũng là để thử thách bản lĩnh của Phong Nhất Tú. Việc này xảy ra ở khu Vân Long huyện Thuận Thiên tỉnh Giang Đô, tháng 3 năm kia, đồng chí Trương Hướng Đông ủy viên Quốc hội kiêm trợ lý mang theo vài người thuộc dự án. Bọn họ quay xoay quanh vấn đề, tam nông, sản xuất lương thực an toàn, nông dân vào nghề tình huống, tiến hành điều tra và nghiên cứu tình hình cải tạo nhà tranh vách đất, nhà dạng lều. Ở nông thôn, kết quả cũng quyết định cải cách một số hạng mục, nâng cao đời sống của người dân huyện. Thiên Thuận, lúc đó đã phê duyệt dự án cải tạo khu các hộ gia đình sông Bằng Lều. Phê chuẩn cho hạng mục này tổng số vốn đầu tư cần đến hơn 20 triệu nhân dân tệ. Khoản tiền này ủy viên Trương điều từ nội các chính phủ hai phần ra, tỉnh Giang Tô bỏ ra hai phần, khu vực Vân Phong bỏ ra hai phần, huyện Thiên Phong bỏ ra 4 phần vốn để xây dựng công trình cộng đồng. Khoản tiền của nội các chính phủ chuyển đến rất nhanh, nửa tháng sau đã đến tới tỉnh rồi, nghe nói ở tỉnh đã rút hết khoản tiền đó. Thế nhưng huyện Thuận Thiên là một trong những huyện nghèo cấp quốc gia, ngay lập tức phải bỏ ra 80 triệu nhân dân tệ quả là làm khó cho họ. Dĩ nhiên, khi đó đồng chí xuống điều tra nghiên cứu đã suy xét kỹ lưỡng điểm này. Cho nên đặt ra kế hoạch 2 năm phát triển cho huyện Thuận Thiên. Chỉ có điều cho đến hiện tại dự án vẫn còn ngổn ngang, chưa có một công trình nào làm xong. Nghe nói lãnh đạo huyện Thuận Thiên đã giết mấy người rồi, để bịt miệng, không để lan truyền tới cấp trên.
Vì thế, vẫn sẽ còn mấy người nữa phải chết. Việc này đã bị làm ầm ĩ lên rồi. Cuối cùng đã có người vạch trần chuyện này ra, khiến cấp trên phải chú ý. Phong Nhất Tú nói. Cấp trên là ai chỉ thị xuống? Diệp Phàm nói. Nghe nói là ủy viên Trương, hơn nữa ủy viên Trương còn rất tức giận. Phong Nhất Tú nói. Cũng khó trách, việc này là do ông ta đầu têu. Công trình Lạc Tử khởi công cũng gần 2 năm rưỡi rồi, đương nhiên phải nóng ruột rồi. Tuy nhiên việc này giờ mới được vạch trần ra. Sao phòng điều tra đến cuối năm rồi mà vẫn chưa phái người đi điều tra? Diệp Phàm nói. Việc này 3 tháng trước đã chuyển xuống cho phòng đốc tra rồi, chủ nhiệm hồi đầu là Lý Thanh Đồng cũng đã đi rồi, tạm thời thiếu đi một chủ nhiệm, công tác của phòng điều tra tự nhiên bị giảm sút. Tin là bây giờ chủ nhiệm Diệp tới rồi, mọi người đã có thể an tâm rồi, tình hình hiện tại có thể cải thiện rồi. Phong Nhất Tú nhân cơ hội nịnh bợ đồng chí Tiểu Diệp. Lý Thanh điều đi rồi có thể đồng chí Quý Phát sẽ tạm thời điều hành công việc của phòng đốc tra, đã 3 tháng trôi qua, sao cứ kéo dài tới tận bây giờ, còn làm cho ủy viên Trương nổi giận. Diệp Phàm cố ý nói, vấn đề này sắp trở thành vấn đề trọng tâm rồi. 2. Vấn đề này có rất nhiều nguyên nhân. Thực ra những chuyện bất thường như vậy ở văn phòng đốc tra này vô cùng nhiều. Chỉ có điều chuyện lớn hay chuyện nhỏ, quan trọng là phải xử lý trước khi cấp trên hỏi tới. Những chuyện nhẹ hơn thì tạm thời kéo dài. Đừng thấy phòng chúng ta có mấy chục người, tuy nhiên, thường phải tản đi cả nước, một tỉnh không thể phân được quá 2 người xuống. Hơn nữa, có những việc giải quyết rất khó, tổ đốc tra đi xuống điều tra cũng phải mất mấy tháng. Cho nên trong một sự việc mỗi người sẽ giải quyết phần công việc đã được giao. Hơn nữa, phòng đốc tra chúng ta chỉ điều tra cơ cấu. Trên điều lệ quy định có thể giải quyết sự việc. Thật sự mà nói, việc nhỏ chúng ta có thể tự mình giải quyết, đại sự toàn bộ được đăng lên báo để xem chỉ thị của lãnh đạo. Phong Nhất Tú chẳng giấu giếm nói ra tình hình thực tế. Việc này không đúng, việc ủy viên Trương giao phó lẽ nào là chuyện nhỏ sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Phong Nhất Tú, cảm thấy ở đây nhất định có ngụ ý gì không dám nói. Đương nhiên là đại sự, chỉ có điều việc này rất khó giải quyết. Phòng vốn có điều một tổ xuống. Sau này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì không thể giải quyết được. Việc này sao lại lan truyền xuống dưới? Cứ kéo dài đến trước mấy hôm bị ủy viên Trương phát hiện ra cho nên mới hạ lệnh. Nói là cuối năm trước không xử lý tốt chuyện này, ủy viên Trương đem văn phòng trung ương đệ trình hỏi trách phòng đốc tra. Gạch chéo ngược. Phong Nhất Tú nói. Khiển trách phòng đốc tra, còn mấy ngày nữa, chuyện lớn như vậy không thể giải quyết trong 1-2 câu được, vạch trần toàn bộ là điều không thể. Việc này, liên lụy từ trung ương, cho tới huyện Phong Thuận, trung gian còn có thành phố cấp 3, đâu có dễ dàng xử lý như vậy. Trương ủy viên chỉ thị như vậy, để tạo áp lực cho phòng chúng ta. Diệp Phàm trong lòng hơi hơi trầm xuống, quả muốn chửi mẹ nó. Không thể tưởng được mới đến văn phòng trung ương này chưa ngồi ấm chỗ, không ngờ gặp phải việc như thế này. Đến lúc đó xử lý không tốt, Trương Hướng Đông hỏi trách nhiệm, lúc ấy không phải lấy gậy đánh chính mình sao. Mà buổi sáng Trần Thiên Hòa cùng Vu Quý Phát xướng cái đó ra, giờ trong lòng Diệp Phàm đã rõ. Bọn họ sẽ chờ mình dính vào chuyện này. Đến lúc đó ủy viên Trương trách tội chắc hẳn người của Yến Hệ cũng làm ầm lên. Khi đó, bản thân anh không hề xử lý được, bên ba vợ cũng chẳng thể nhúng tay. Vì vậy, chuyện này thành vô phương cứu chữa. Yến Xuân Lai thủ đoạn nham hiểm thật. 9 giờ Diệp Phàm ở cùng chủ nhiệm Phong Nhất Tú vững bước vào phòng họp. Tiếng ồn ào vốn có trong phòng họp lập tức liền mất đi thay vào đó là sự im lặng. Mọi người hoan nghênh chủ nhiệm Diệp. Phong Nhất Tú vỗ tay cổ vũ đầu tiên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Diệp Phàm sau khi nhiệt tình bắt tay các đồng chí mới ngồi vào ngai vàng của mình. Liếc một vòng xem xét, phát hiện giữa phòng là một bàn họp chính thống hình elip. Quanh bàn có 9 đồng chí. 9 đồng chí này thành viên nòng cốt của văn phòng đốc tra. Nói trắng ra là đảng ủy nòng cốt của phòng đốc tra. Họ chia ra là 1. Chủ nhiệm phòng đốc tra Diệp Phàm. 2. Phó chủ nhiệm thường trực Vu Quý Phát. 3. Đảng ủy kiểm tra kỷ luật bí thư Ngô Sương Lâm. 4. Phó chủ nhiệm Triệu Ngọc. 5. Phó chủ nhiệm Trần Tiền. 6. Phó chủ nhiệm Đới Thăng Cường. 7. Một chỗ trưởng phòng Lâm Bố Hùng. 8. Chuyên viên đốc tra cấp giám đốc sở, phụ trách phòng điều tra nghiên cứu Cổ Bân. 9. Chuyên viên điều tra cấp giám đốc sở, phụ trách phòng tổng hợp Tôn Vân Anh.
ngoài 9 đồng chí ra hai bên còn có mười mấy đồng chí nữa, gồm trưởng phòng đốc tra Hạ Bát Đại với chủ nhiệm các phòng ban khác. Trong căn phòng này, chim sẻ tuy nhỏ nhưng đều đầy đủ ngũ tạng. Tuy nói còn không đến 100 người, nhưng ở đây đều là những quan lớn cấp bậc dọa người. Toàn bộ có 7-8 vị cấp giám đốc sở, còn có 7-8 cán bộ cấp phó giám đốc sở. Còn lại đều cấp trưởng ban, phó trưởng ban chắc hẳn số nhân viên chiếm rất ít, không đến một nửa, đây là một phòng nhiều tướng ít binh. Kể ra cũng bình thường, vì, những cán bộ cấp giám đốc sở của Ủy ban Trung ương Quốc gia hay tránh văn phòng, những tên không biết nghe lời đều bị nhốt vào đây, như phòng đốc tra những chuyên viên điều tra cấp giám đốc sở không ít, những lão này, tuổi đã 50 rồi, không có hy vọng được đề bạt gì nữa. Bị điều đến nơi đây đương nhiên cũng rất tức, thâm niên lâu năm, động một tí là đối chọi với anh, bọn họ không sợ, anh có thể làm gì bọn họ. Cho nên, chức chủ nhiệm này cũng không dễ làm. Hôm nay vốn chỉ đơn giản muốn gặp mặt mọi người, thế nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện, cho nên việc đầu tiên là gặp mặt mọi người coi như xong, chúng ta vào việc thứ hai cũng chính là vấn đề Tam Nông của tỉnh Giang Tô. Diệp Phàm nói, ra hiệu tránh văn phòng Phong Nhất Tú tự mình phân biệt giới thiệu toàn bộ bộ máy lãnh đạo văn phòng đốc tra. Diệp Phàm vừa nói xong, lão già Vu Quý Phát có ra vẻ hơi ngạc nhiên bởi lão cho rằng hôm nay Diệp Phàm chỉ họp mặt làm quen, không ngờ còn giải quyết cả việc khác nữa. Chương 2009, trong lòng sợ hãi. Mấy ngày nữa là Tết rồi, ai còn muốn mấy ngày lễ Tết mà còn chọc vào những chuyện phiền phức. Những chủ nhiệm bình thường nhậm chức, chắc chắn sẽ để chuyện này sang năm sau xử lý, không thể ngờ Diệp Phàm lại đề xuất trước. Bốn đồng chí Vu Quý Phát nghĩ hàng trăm cách để đề xuất việc này, nhưng giờ thì chẳng cần nữa rồi. Giống như một nắm đấm vào không khí, không có chút sức nào. Vu Quý Phát không khỏi buồn bực, nếu việc càng khó xử lý, đến lúc làm xong càng thể hiện bản lĩnh của mình. Trong cuộc họp tối cũng sẽ có cơ hội để thể hiện với Thứ trưởng Trần Thiên Hòa. Sau khi giới thiệu đơn giản, Diệp Phàm liếc mắt nhìn Vu Quý Phát, nói. Chủ nhiệm Vu, sáng nay anh lòng như lửa đốt cầm tài liệu Tam Nông tỉnh Giang Đô xông vào phòng họp trung ương. Vậy giờ, anh báo cáo tình hình cụ thể với mọi người đi. Chú ý, Diệp Phàm dùng từ xông vào. Vu Quý Phát nghe xong, suýt chút nữa là chửi mẹ nó. Nghĩ đến những nhục nhã buổi sáng, lão này không khỏi chép miệng. Tuy nhiên, lão già này cũng rất biết cách che giấu, không bị Diệp Phàm kích động. Vẻ mặt lo lắng liếc mắt nhìn mọi người, nói. Đúng vậy, việc này quá gấp gáp. Sáng nay vừa mới nhận được chỉ thị do thư lý của Ủy viên Trương Hướng Đông đem tới, Ủy viên Trương dùng những lời lẽ vô cùng nghiêm khắc. Nghiêm lệnh phòng đốc tra văn phòng trung ương chúng ta phải giải quyết việc trước Tết. Chỉ còn lại có 6 ngày, làm sao mà giải quyết xong được. Trưởng phòng phòng đốc tra ba đồng chí Đỗ Trường Đức vẻ mặt xanh lè, thằng nhãi này hơi sốt ruột. Vì, tỉnh Giang Đô thuộc khối Hoa Trung của nước Cộng Hòa. Theo quy định phân chia nghiệp vụ rõ ràng của phòng đốc tra, khối Hoa Trung xảy ra chuyện gì đều sẽ do phòng đốc tra ba xử lý. Đương nhiên, nếu gặp phải việc lớn thì phòng đốc tra sẽ phái một phó chủ nhiệm nắm giữ ấn soái cùng đi. Rất hiếm khi chủ nhiệm đích thân đi xuống điều tra. Sao chứ, dù không thể thì cũng phải có thể. Ủy viên Trương đưa chỉ thị rõ ràng, ai không làm thì đừng làm, ai không xử lý nổi thì cứ đứng sang một bên. Hơn nữa, không xử lý được việc này, Ủy viên Trương đệ trình lên lãnh đạo Trung ương để thảo luận, khiển trách người phụ trách chủ yếu của phòng đốc tra. Vu Quý Phát lạnh lùng hừ nói, vừa nói ra những lời này, mọi người không khỏi mờ mịt liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Vì, người phụ trách chủ yếu của phòng đốc tra không phải đồng chí Diệp Phàm thì còn ai vào đây nữa? Vu Quý Phát đã chỉ ra rõ rồi mà. Chủ nhiệm Diệp, phòng ba chúng tôi có không quá 6 đồng chí. Hai người bị bệnh hiện đang nằm viện, còn một người lo về quê chịu tang người thân. Tính cả tôi nữa cả phòng chỉ còn lại 3 người, mà chúng tôi ai cũng đang có việc phải xử lý, hai người kia đi xuống dưới rồi, hôm qua đã báo cáo với tôi là cuối năm mới có thể trở về. Trên thực tế, phòng ba này chỉ còn lại có một mình tôi. Nếu phải đi điều tra xử lý chuyện này, cũng phải sắp xếp một phó chủ nhiệm của phòng đốc tra nắm giữ ấn soái mới được. Nếu Ủy viên Trương coi trọng chuyện này như thế, rồi lại thúc giục gắt gao, chúng ta chắc chắn phải làm rồi. Cho nên, phòng chúng tôi càng phải coi trọng thêm chút nữa mới được. Đỗ Trường Đức liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, ám chỉ gì đó. Càng phải coi trọng, muốn coi trọng thế nào? Chủ nhiệm Đỗ, anh nói rõ ràng một chút,
Đến thời khắc mấu chốt rồi mà còn giả bộ ngớ ngẩn, tôi cần anh nói rõ chuyện này. Chẳng hạn, cần điều người từ phòng ban nào sang, bằng không, đến lúc không hoàn thành nhiệm vụ, ủy viên Trương trách tội, anh làm thế nào để đối phó? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, dĩ nhiên là đang ép người này. Tôi cảm thấy chủ nhiệm Vu rất có năng lực xử lý những việc lớn. Việc này không có chủ nhiệm Vu nắm giữ ấn soái là không được. Đỗ Trường Đức ra vẻ đang giúp Vu Quý Phát, kỳ thực là báo mối thù lúc nãy. Vừa rồi Vu Quý Phát lôi từ ủy viên Trương đến Đỗ Trường Đức ra, hiện tại Đỗ Trường Đức tung ra một sợi dây, mục tiêu là Vu Quý Phát, đương nhiên là muốn trói Vu Quý Phát lên một thuyền với mình. Đến lúc đó không hoàn thành được nhiệm vụ, cũng kéo được một cái đệm lưng. Bởi vì Đỗ Trường Đức là chủ nhiệm phòng 3 cấp phó giám đốc sở, bản thân cũng có chút bối cảnh nho nhỏ. Ắt hẳn, gã với Vu Quý Phát còn có chút khúc mắc nhỏ. Trước nay không hề qua lại, hơn nữa do bản thân y cũng có chút bối cảnh nên cũng chẳng sợ gì Vu Quý Phát. Không thể nào. Vu Quý Phát như giẫm phải đuôi mèo, suýt chút nữa là nhảy dựng lên ghế. Chủ nhiệm Vu, anh là phó chủ nhiệm thường trực, phân lượng nặng hơn thì xuống dưới xử lý việc cũng nhanh hơn một chút. Theo lý mà nói thì anh phụ trách công tác cụ thể của toàn bộ phòng đốc tra. Nếu ủy viên Trương thúc giục gấp gáp như thế, anh ra tay có gì mà không được. Đỗ Trường Đức cắn chặt lấy Vu Quý Phát. Nếu anh đã biết tôi phụ trách công tác toàn diện, thì anh nên hiểu cuối năm, tôi có bao nhiêu việc phải làm chứ. Phòng đốc tra chúng ta có nhiều phòng ban nhỏ như vậy, đảm nhiệm trọng trách đốc tra trên cả nước, cuối năm không tổng kết, không báo cáo lên lãnh đạo sao. Cuối năm không sắp xếp kế hoạch cho năm sau à? Chẳng lẽ những việc này anh bảo tôi bảo chủ nhiệm Diệp vừa đến phải làm sao? Đừng có nói lung tung. Thực sự không được, tôi thấy, cứ để chủ nhiệm Diệp lựa chọn một đồng chí phó chủ nhiệm có năng lực nào đó nắm ấn soái, nhanh chóng xử lý sự việc, hát vang khải hoàn ca trở về, vậy không phải càng huy hoàng sao? Phòng đốc tra chúng ta cuối năm mà còn đánh được một trận vẻ vang. Vu Quý Phát vội đem củ khoai nóng bỏng tay ném về phía Diệp Phàm. Tuy nhiên, Vu Quý Phát nói như thế, cũng là đem trách nhiệm đổ lên đầu một phó chủ nhiệm khác. Quả khiến cho nhiều người tức giận. Lúc này, một lão tóc bạc trắng, cũng chính là đồng chí phó chủ nhiệm Trần Tiền không kìm nổi, nói. Chủ nhiệm Vu, anh là phó chủ nhiệm thường trực phụ trách toàn bộ công việc cụ thể, được các đồng chí trong phòng đốc tra chúng ta thừa nhận là có năng lực. Anh không ra tay thì ai ra tay? Hơn nữa, chủ nhiệm Đỗ người ta tôn sùng anh, tin tưởng dưới sự chỉ huy của anh có thể giải quyết viên mãn vấn đề tam nông trước cuối năm. Toàn thể các đồng chí lúc đó sẽ hoan nghênh anh trở về, mọi người nói có đúng không? Đúng vậy, không giao cho chủ nhiệm Vu còn giao cho ai nữa? Lúc này phó chủ nhiệm Đới Thắng Cường cũng nói. Không lâu sau, mấy phó chủ nhiệm khác cũng tiếp lời. Dù là chủ nhiệm Diệp đang có mặt, nhưng ai nấy vẫn khen ngợi Vu Quý Phát. Người này thì nói ngày đó y làm được chuyện lớn này, người kia lại nói lúc kia y xử lý tốt đẹp chuyện kia. Cái này, nếu là đang lúc khen thưởng mà người ta có thể giúp Vu Quý Phát được như vậy, e là lão này đã mừng đến phát điên rồi. Đang tiếc giúp vào lúc này là đang đẩy y vào chỗ khó. Chuyện tỉnh Giang Đô, Vu Quý Phát sẽ không lên con thuyền này. Vì, đây là con thuyền đi âm phủ, là con đường mai táng mũ quan của cán bộ. Lúc này... Đồng chí Vu Quý Phát có lẽ đang âm thầm kêu khổ. Không ngờ vắt óc đẩy Diệp Phàm vào chỗ chết, cuối cùng lại thành ra đem đá tự đập chân mình. Tôi thấy quả là chủ nhiệm Vu phụ trách công tác toàn diện, phòng đốc tra cũng đã vào cuối năm rồi, có nhiều việc lắm, anh ấy không thể rời đi được. Chỉ bằng rút hai đồng chí phụ trách giữ ấn soái, tả hữu phối hợp, rồi điều thêm vài đồng chí khác cùng đi Giang Đô, nhanh chóng giải quyết sự việc. Lúc này, bí thư kiểm tra kỷ luật Ngô Sương Lâm nói. Tỏ rõ ý giúp đỡ Vu Quý Phát. Chắc hẳn hai người này có mối quan hệ tốt, Diệp Phàm trong lòng thầm nói. Không, không, không. Lúc này, phó chủ nhiệm Triệu Ngọc nói liên tục ba chữ không, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Cho dù ba trưởng phòng chúng tôi có đi cùng, thì năng lực cũng chẳng bằng chủ nhiệm Vu. Vấn đề năng lực không phải 1 cộng 1 bằng 2. Chẳng hạn, vận động viên chạy 100 mét rất nhanh. Nhưng có đem ba người chạy đường ngắn cộng lại thì cũng đâu thể nào chạy nhanh bằng anh ta. Lúc này, các vị phó chủ nhiệm lại triển khai đợt công kích thứ hai. Vu Quý Phát suýt nữa là cãi đến đỏ mặt. Nhìn đỏ như lửa ấy. Tiếng bật lửa trong veo vang lên, mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy chủ nhiệm Diệp đang châm lửa.
Trong nháy mắt, phòng họp im lặng. Mọi người hiểu, đây là khúc dạo đầu khi lãnh đạo muốn nói chuyện, nếu ngay chút quy củ đó mà cũng không hiểu, thì còn có thể ngồi được ở đây không, tuyệt đối là không rồi. Cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì, tuy nói có một số chuyện bộ máy lãnh đạo chúng ta cần thảo luận dân chủ, nhưng cũng không thể cãi ầm lên như cái chợ được. Nếu để người ngoài biết được sẽ chê cười phòng đốc tra chúng ta. Thủ trưởng Diệp Phàm giáo huấn, sau đó, khuôn mặt ngưng trọng, nghiêm túc liếc mắt nhìn mọi người, nói. Nếu như nhiều đồng chí trong bộ máy lãnh đạo chúng ta đều khen ngợi đồng chí Vu Quý Phát có năng lực, là một đồng chí tốt. Việc này, tôi thấy cứ lập một tổ nhỏ đi điều tra xử lý vấn đề tam nông của tỉnh Giang Nam. Chức tổ trưởng vốn phải để đồng chí Vu Quý Phát đảm nhiệm. Tuy nhiên, cuối năm rồi, cứ để tôi đích thân dẫn đội đi. Diệp Phàm vừa mới nói đến đây, Vu Quý Phát bèn thở nhẹ. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại nói tiếp. Tổ phó sẽ do đồng chí Vu Quý Phát đảm nhiệm, bên dưới cũng phải điều vài đồng chí có năng lực cùng đi. Chẳng hạn, sẽ nảy sinh vài vấn đề liên quan đến tam nông, tôi thấy, tổ điều tra của chúng ta không thể nào thiếu được đồng chí bí thư kỷ luật Ngô Sương Lâm. Còn cả phó chủ nhiệm Triệu Ngọc nữa, vì phòng 3 không còn ai, nên rút người từ phòng 2 qua. Trưởng phòng Đỗ của phòng 3 cũng phối hợp làm việc với phòng 2. Diệp Phàm thái độ đáng tin quyết định việc này. Vu Quý Phát trong lòng cả kinh, muốn phản bác, nhưng Diệp Phàm người ta tự làm tổ trưởng rồi, còn gì để nói nữa chứ. Tuy nhiên, Vu Quý Phát tuyệt đối không muốn chôn mình vào chuyện này. Lập tức nói, chủ nhiệm Diệp, lãnh đạo chủ chốt đi hết rồi, vậy công tác hàng ngày tính sao? Đã gần Tết rồi, trong phòng biết bao nhiêu là việc. Đến lúc đó nếu vị lãnh đạo nào ở Trung ương truyền đạt chỉ thị gì đó cho chúng ta, sẽ khó mà tìm được người. Tôi thấy, việc này nếu đã có chủ nhiệm Diệp đảm nhiệm, vậy còn cần tôi xuống làm gì, quá lãng phí đúng không nào? Tôi tin với năng lực của chủ nhiệm Diệp chắc chắn sẽ giải quyết sớm việc này. Còn mấy chuyện vặt vãnh trong phòng cứ giao lại cho tôi sẽ ở lại thay chủ nhiệm Diệp xử lý. Ồ, anh gánh vác giúp tôi, vậy không phải tôi tự nhiên thất nghiệp à? Diệp Phàm đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vu Quý Phát. Không, 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 tôi không có ý đó. Vu Quý Phát bị nhìn chằm chằm đến mức mếu máo, vội vàng giải thích. Chương 2010, tổ điều tra trực tiếp bức tỉnh Giang Đô. Không có ý này, vậy có ý gì? Diệp Phàm không chịu bỏ qua, tiếp tục áp bức. Ý tôi là tôi sẽ ở lại phòng hỗ trợ chủ nhiệm Diệp làm tốt các công tác trước Tết. Đây cũng là việc một phó chủ nhiệm thường trực như tôi nên làm. Đồng chí Vu Quý Phát tìm đại một lý do. Chủ nhiệm Diệp đã xuống dưới chỉ huy rồi, nên chủ nhiệm Vu có lòng muốn hỗ trợ, vậy thì xuống dưới hỗ trợ đi. Còn ở phòng, tôi tin là chủ nhiệm Diệp có thể chỉ huy từ xa, thành viên phụ trách các phòng ban của chúng ta rất đoàn kết, hẳn là có thể hoàn thành được các nhiệm vụ của năm nay. Lúc này chủ nhiệm Trần Tiền lại quăng cho Vu Quý Phát một quả pháo. Năng lực hiệp trợ của chủ nhiệm Vu cao đến thế, nếu không có sự hiệp trợ của anh ấy tôi e là khó giải quyết được hết mọi chuyện ở Giang Đô. Có anh ấy ở cạnh tôi cũng có thể thả lỏng được một chút. Việc này, cứ quyết định vậy đi. Tuy nhiên, chuyện này có liên quan đến hạng mục xóa đói giảm nghèo của quốc gia. Cho nên, chúng ta cũng sẽ nhờ bên đó điều động vài đồng chí cùng chúng ta xuống dưới. Việc này sẽ do chủ nhiệm Phong lập tức thực hiện, phải nắm chắc thời gian. Tôi thấy chúng ta nên xuất phát ngay tối nay. Còn chuyện chọn người của phòng đốc tra chúng ta, đồng chí Vu Quý Phát chịu hoàn toàn trách nhiệm. Các đồng chí sắp Tết rồi, nhiệm vụ nặng nề, chúng ta không thể phụ lòng hy vọng lãnh đạo. Phòng đốc tra phải làm gì, phải vì dân phục vụ. Hy vọng lúc nào các vị cũng đặt phục vụ nhân dân lên hàng đầu, và thể hiện rõ tinh thần ấy qua hành động. Diệp Phàm nói xong, tuyên bố tan họp rồi bỏ đi. Tuy nhiên, hắn cũng lập tức xin phép Thứ trưởng Khâu Hoa. Vì, ngày mai Diệp Phàm không thể nào đến văn phòng Chủ tịch Đường báo cáo được. Bên Ủy ban Kế hoạch và Phát triển cũng phải tới một Thứ trưởng tên Trung Dũng, còn bên Xóa đói giảm nghèo cũng phái đồng chí Thứ trưởng Tài chính Thôi Hồng Yến. Bọn họ dẫn theo hai đồng chí đi hiệp trợ điều tra. 5 giờ tối, tổ điều tra tập trung đầy đủ đi Giang Đô. 8 giờ, Diệp Phàm làm tổ trưởng. Đội gồm có 15 người lên máy bay bay thẳng đến thành phố Giang Nguyên tỉnh Giang Đô. Người ngựa chưa đến, tin đã đi trước. Một số đồng chí ở tỉnh Giang Đô đã ngửi được mùi vị gì đó, đám Diệp Phàm vừa xuống máy bay.
Phó Chủ tịch tỉnh Giang Đô Giang Thiệu Đông, Phó Bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy Ngô Tài Tín đã mang người đến sân bay đón tiếp đoàn người Diệp Phàm. Vì đã là 11 giờ đêm, Giang Thiệu Đông đề nghị đoàn người của văn phòng trung ương nghỉ lại tại nhà khách tỉnh ủy. Tuy nhiên, Diệp Phàm không đồng ý, đổi chỗ khác, ở lại khách sạn Giang Nguyên. Mọi người sắp xếp xong, tắm rửa một lát thì Giang Thiệu Đông và Ngô Tài Tín đến, nhiệt tình mời đoàn người Diệp Phàm đi ăn khuya. Ăn khuya cũng được, nhưng, đơn giản một chút, rượu thì xin miễn cho. Vì ngày mai còn phải làm việc sớm, nếu miệng toàn mùi rượu, sẽ khiến cho dân chúng mắng các đồng chí phòng đốc tra chúng tôi là phường giá áo túi cơm. Diệp Phàm cười ha hả nói. Kết quả, vẫn không thoát khỏi sự nhiệt tình của Giang Thiệu Đông, mỗi đồng chí vẫn phải uống hai ly rượu vang. Bọn họ xuống làm gì vậy, không phải lọt thông tin gì chứ? Bí thư tỉnh ủy Giang Đô đồng chí Cát Lâm An ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phó Chủ tịch tỉnh Giang Thiệu Đông hỏi. Bí thư Cát Lâm An có chút bất an. Một số người của phòng đốc tra văn phòng trung ương đã đến Giang Đô, ngay cả chủ nhiệm phòng đốc tra mới nhậm chức Diệp Phàm cũng đích thân mặc áo giáp xuất trận. Hơn nữa, vài ngày nữa là Tết, chứng tỏ, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nếu điều tra được gì đó, chắc chắn là chuyện kinh thiên. Phòng đốc tra văn phòng trung ương xuất động là chuyện lớn, dù mình có chuyện gì hay không, chỉ cần ở Giang Đô có chuyện, bản thân gã là người đứng đầu chắc chắn cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn nữa, sẽ còn dính thêm một lớp bụi trên con đường chính trị. Bọn họ kín miệng lắm, chẳng lọt tin tức gì cả. Tôi cũng có nói bóng nói gió, vốn muốn để họ uống say xem thử họ có tiết lộ gì không, nào ngờ chỉ phí công. Mỗi người bọn họ chỉ uống hai ly rượu vang nhỏ, hai ly rượu vang thì sao đủ để làm họ say. Trừ phi mỗi người uống hai chai thì còn được. Vẻ mặt Giang Thiệu Đông hiện tia sầu lo, vì không biết đang có việc gì nên càng lo lắng. Nếu biết được chuyện gì, xem mình có bị dính vào không, thì sẽ không cần lo lắng gì cả. Nếu có dính đến mình, đương nhiên sợ hãi, nhưng thà sợ hãi vì hiểu rõ còn hơn lo lắng vì mơ hồ. Cho nên, không biết còn khó chịu hơn biết nhiều. Đây là một loại thử thách tâm lý. Hơn nữa, trong thể chế, có mấy cán bộ dám nói cả đời mình chẳng làm chuyện dám nào. Khi chưa hiểu rõ, anh sẽ nghĩ người ta xuống là để điều tra chuyện của mình. Tỉnh Giang Đô, đêm nay sẽ có nhiều đồng chí khó ngủ đây. Kín miệng, không phải họ có đến mười mấy người à? Sao lại không lọt chút tin tức nào chứ? Chuyện lần này kỳ lạ quá, họ đến quá nhanh. Nghe nói sáng qua chủ nhiệm Diệp mới đến văn phòng, sao tối đã tới rồi chứ? Chứng tỏ việc này hắn không thể không đến, hơn nữa, việc này còn liên quan đến cái mũ trên đầu hắn. Vì cái mũ, bản thân phải suốt đêm chạy đến đây. Anh lập tức thông báo toàn tỉnh, yêu cầu họ làm việc chăm chỉ. Làm tốt cả công tác vệ sinh, nói kỹ một chút, yêu cầu nhân vật số một từng thành phố phải làm tốt chức trách. Địa phương nào có vấn đề, Cát Lâm An tôi sẽ lấy mũ người đo. Phiền phức, sắp Tết rồi, còn ép Cát Lâm An tôi phải nói những câu độc địa. Chuyện gì vậy chứ, đang yên đang lành lại có một đám ôn thần chạy tới. Cát Lâm An buồn bực hút thuốc. Trên bàn toàn là những điếu thuốc đặc cung mới chỉ hút được một chút. Hút lãng phí đến độ đồng chí Giang Thiệu Đông ngồi bên phải đau lòng và không ngừng than tiếc. Vì, hai tháng dù y cũng được chia một cây đặc cung. Nhưng căn bản là không đủ cho mình hút, không thể ngờ loại thuốc đặc cung này vào tay Cát Lâm An lạ giống như gói thất thất lang 5 đồng một gói. Lần này họ bí mật như vậy, chắc chắn có liên quan đến lợi ích cá nhân. Hơn nữa, cũng liên quan đến chủ nhiệm Diệp này. Nói đến đây Giang Thiệu Đông nhìn bí thư Cát Lâm An. Nói, chỉ cần tạo mối quan hệ thân thiết với Diệp Phàm, chuyện này sẽ dễ biết thôi. Tuy nhiên, người này tôi không thể nhìn thấu được, đừng thấy hắn trẻ, thực ra hắn cư xử rất lão luyện. Tôi kính rượu hắn lúc thì nói dạ dày không tốt, lúc thì nói đau đầu chóng mặt. Rồi sau đó bật cười ha hả nói cả người đầy bệnh tật. Như vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà ép rượu được nữa. Giang Thiệu Đông nói, láo, nghe nói thằng nhóc này chưa đến 30, tuổi trẻ mạnh khỏe, bệnh tật gì chứ? Trẻ tuổi mà mồm miệng đã thế, chả trách có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương. Người này, còn kiêm cả chức phó chánh văn phòng chủ tịch đường. Anh nhất định phải chiêu đãi hắn thật tốt, từ tối nay, ngày nào anh cũng phải đi theo hắn. Giám sát chặt một chút, hắn cần gì anh thỏa mãn ngay. Tôi không tin ngày mai hắn vẫn không để lộ chút gì.
mấy ngày nữa là Tết rồi. Chẳng lẽ định ở lại Giang Đô chúng ta cả đời? Còn nữa, Chủ tịch tỉnh Tề có về không? Cát Lâm An nói, vẻ mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Ngày mai mới về, chuyện này, đúng là, gặp chuyện thế này mà ông ấy vẫn còn ở Bắc Kinh, hơn nữa, đang ở Bắc Kinh, mà một chuyện lớn như vậy cũng chẳng nghe được tin tức. Khi tôi báo cáo chuyện này với ông ta ông A vẫn còn chưa biết. Giang Thiệu Đông có chút oán giận hừ nói. Anh không hiểu, ông ta đang ở Bắc Kinh chạy cho em trai. Chắc hẳn, mấy ngày nữa lại tiếp tục đi bái sơn đấy. Cát Lâm An liếc mắt nhìn Giang Thiệu Đông, nói. Em trai ông ta không phải ở tỉnh Nam Phúc sao? Giang Thiệu Đông vẻ mặt kinh ngạc, liếc mắt nhìn Cát Lâm An, hỏi. Đúng vậy, đồng chí Yến Xuân Lai được phái đến Bộ Giáo dục. Dĩ nhiên, em trai ông ta nhắm vào chiếc ghế này ngay. Còn bản thân ông ta không có không gian để bay lên nữa. Đã lớn tuổi rồi, chắc hẳn là chuẩn bị về hưu rồi. Cho nên, Tề gia đem toàn bộ kỳ vọng đặt lên Tề Chấn Đào. Lần này, chắc chắn tốn nhiều sức lực. Nghe nói, Phượng Hệ cũng xuất toàn bộ sức lực, mối quan hệ nào có thể lôi kéo được đều lôi kéo hết. Cát Lâm An nói. Tuy nhiên, tin là sáng mai ông ta về ngay tôi. Việc này quá lớn, ông ta còn có thể ở lại Bắc Kinh. Xem như ông ta có bản lĩnh. Giang Thiệu Đông hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Cát Lâm An, hỏi. Tề Chấn Đào có hy vọng được điều chỉnh không? Khó. Cát Lâm An chỉ nói một chữ. Khó, cả nước có được bao nhiêu chủ tịch tỉnh, chỉ có vài ngón tay. Nhưng cả nước có biết bao nhiêu đồng chí đủ tư cách làm chủ tịch tỉnh, là vô số bàn tay. Cái này, còn khó hơn cả thi đại học, chẳng hạn như tôi đây. Muốn vào hội nghị thường vụ đã khó chứ đừng nói gì đến vị trí chủ tịch tỉnh. Giang Thiệu Đông cố ý thở dài nói. Đừng nóng vội lão Giang, sẽ có cơ hội. Sang năm, chắc hẳn tỉnh chúng ta sẽ có vị trí trống. Đến lúc đó, anh yên tâm, vào thường vụ, sẽ có khả năng. Cát Lâm An thân thiết vỗ vai Giang Thiệu Đông, cổ vũ thân tín của mình. Cảm ơn bí thư Cát, tôi đã sắp xếp người theo dõi khách sạn Nguyên Khang 24/24 rồi. Để theo dõi họ, tôi đã mượn tinh anh của sở tỉnh đấy. Ha ha, bọn họ đều là những cao thủ theo dõi. Hơn nữa, mấy người phòng đốc cha này có gì mà ghê gớm. Xuống dưới uống vài ly rượu là mồm năm miệng 10 ngay. Nếu nói về khoản điều tra, bọn họ chả là gì cả. Giang Thiệu Đông nói. Không thể sơ suất, những người này, dù sao cũng đã có mấy chục năm trong ngành điều tra rồi đấy. Lần này xuống đây đều là những tinh anh của phòng đốc tra văn phòng trung ương. Cái tên Diệp Phàm có lẽ anh chưa biết, tôi đã hỏi thăm qua rồi. Người này từng phá vụ án lớn ở Ngư Đồng, tỉnh Việt Đông. Đã từng được Thủ tướng tiền nhiệm khen ngợi. Năm đó, trước khi vụ án được giải quyết, nhóm tinh anh của Bộ Công an xuống mà cũng chẳng điều tra được gì. Diệp Phàm là một quan văn trẻ tuổi, kiêm nhiệm bí thư đảng ủy công an thành phố Ngư Đồng, bị áp lực phá án đè nặng. Anh nói thử xem, anh so người anh mượn từ giám đốc sở ngư với tinh anh của Bộ Công an xem, ai lợi hại hơn. Cát Lâm An vẻ mặt nghiêm túc phê bình Giang Thiệu Đông. Xem ra, chúng ta gặp đối thủ nặng cân rồi đây. Giang Thiệu Đông mặt cứng đờ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong lòng lập tức lo lắng. Đúng vậy, các đồng chí công an sở tỉnh Giang Đô làm sao so được với các tinh anh của Bộ Công an chứ? Chương 2011 làm xấu mặt anh em Tề gia. Cũng chẳng có gì, chúng ta chỉ muốn nghe ngóng rõ ràng xem họ muốn làm gì. Nếu chuyện họ điều tra thực sự có lợi cho dân, chúng ta còn chủ động xuất kích, hiệp trợ bọn họ điều tra. Anh nói với chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy Ngô Tài Tín toàn lực hiệp trợ lãnh đạo từ văn phòng trung ương xuống điều tra nghiên cứu. Để họ có thể thuận lợi điều tra. Cát Lâm An nói. Tuy nhiên, Giang Thiệu Đông hiểu, cái này, bí thư Cát chỉ nói miệng mà thôi. Nếu anh tin là thực, vậy chi bằng anh đi đập đầu vào tường hay đi nhảy lầu đi. Những chuyện đẩy mình vào đường chết như vậy, có lãnh đạo nào thực sự chịu đi điều tra? Chắc hẳn lúc này đám Ngô Tài Tín cũng đang báo cáo lên Bắc Kinh. Căn bản là không cần chúng ta nói, Chủ tịch tỉnh Tề có thể không nhìn chằm chằm vào các đồng chí phòng đốc tra sao? Nếu thực sự tra ra gì đó, chắc hẳn, cũng dính dáng đến ông ta. Chủ tịch tỉnh làm việc cụ thể. Còn bí thư như anh chỉ huy về mặt ý thức tinh thần, sắp xếp nhân sự thôi, sắp xếp nhân sự nếu có xảy ra chuyện gì lớn, đơn giản chỉ tham ô một chút. Nếu thực sự muốn điều tra những chuyện này, cần gì phải điều động đến phòng đốc tra văn phòng trung ương.
phân lượng của họ quá nhẹ, chỉ cần xuất động Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Giang Thiệu Đông vỗ mông ngựa. Ha ha, nói hay lắm, đồng chí Tiểu Giang, tôi thấy càng ngày anh càng biết nói chuyện rồi đây. Có đi đào tạo chuyên sâu không đấy? Cát Lâm an tâm tình tốt lên không ít. Đâu có, đâu có. Trước mặt bí thư Cát sao dám dùng tài ăn nói được. Vậy khác nào múa rìu qua mắt thợ chứ? Chẳng phải bí thư Cát từng đạt giải thưởng lớn dành cho người viết tin xuất sắc sao? Giang Thiệu Đông khiêm tốn nhưng không quên nịnh bợ. Kỳ thực, Cát Lâm An đúng là đã từng đạt giải thưởng này. Chỉ có điều, tất cả tài liệu đều do thư lý viết. Mà cái gọi là giải thưởng lớn đó chẳng qua chỉ là một hoạt động nghiệp dư của đài truyền hình Giang Nam mà thôi. Huống hồ, tài liệu của Cát Lâm An chỉ đạt giải ưu tú. Thời đại này, cái giải ưu tú kỳ thực chính là giải an ủi mà thôi. Ai cũng có phần ấy mà. Chỉ cần đồng chí tham gia, cấp trên sau khi bình chọn giải nhất, giải nhì, giải ba, toàn bộ những người còn lại đều đoạt giải ưu tú. Bằng không, anh không cho người ta giải ưu tú, lần sau anh tổ chức hoạt động, ai mà thèm tham gia. Cát Lâm An vừa nghe, quả nhiên vui vẻ, cười ha hả, còn thân thiết vỗ vỗ vai Giang Thiệu Đông. Đồng chí Tiểu Giang đương nhiên trong lòng cũng sảng khoái. Con người mà, ai chả thích nịnh bợ, vì, nghe nịnh bợ có mất mát gì đâu. Tuy nhiên, việc này, có chút dò dỉ gì không? Tề Phóng Hùng nhíu mày, trong điện thoại là Ngô Tài Tín gọi đến. Họ kín miệng lắm, ngay cả ngày mai đi đâu họ cũng chẳng để lộ một chút tin tức. Tuy nhiên, họ xuống chắc chắn có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Cái này đối với tỉnh chúng ta mà nói, hoàn toàn bất lợi đó chủ tịch tỉnh Tề. Ngô Tài Tín trong lời nói tràn đầy lo lắng. Việc này cũng khó trách Ngô Tài Tín, Diệp Phàm khi họp đã ra lệnh. Lần này 15 tổ viên sẽ cột chung lại với nhau. Nếu chuyện này không xử lý được, mọi người đều chờ mà bị khiển trách. Lãnh đạo trách tội Diệp Phàm trách tội phó chủ nhiệm thường trực Vu Quý Phát. Vu Quý Phát trách tội tổ viên, cứ như thế trách xuống. Ngay cả Trung Dũng và Thôi Hồng Yến của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Văn phòng Xóa đói giảm nghèo cũng không được buông tha. Đều buộc chung lại hết, vì liên quan đến lợi ích cá nhân, cho nên, lần này các tổ viên hành động vô cùng thống nhất, bảo vệ bí mật công tác cứ như Cục Bảo mật Quốc gia ấy. Bên Văn phòng Trung ương không để lọt tin tức là do Diệp Phàm hành động quá nhanh, chiều họp tối đã xuống dưới ngay rồi. Cho nên, mặc dù là một người có năng lực lớn như đồng chí bí thư tỉnh ủy Giang Đô Cát Lâm An cũng không kịp thám thính hướng điều tra của tổ. Anh tiếp tục theo dõi chặt chẽ, chắc hẳn ngày mai sẽ biết được hướng đi của họ. Tề Phóng Hùng gác máy, đi qua đi lại trong phòng. Ước chừng nửa giờ sau, Tề Phóng Hùng lại cầm lấy điện thoại, gọi cho em trai mình, chính là phó bí thư tỉnh ủy Nam Phúc Tề Trấn Đào. Tề Phóng Hùng kể lại chuyện này. Anh, nếu Diệp Phàm bí mật như vậy. Vậy thì chuyện lần này, em cũng không tiện hỏi đến. Nó là tổ trưởng, đâu thể làm trái với kỷ luật đúng không nào? Tề Trấn Đào nói, vào thời điểm mấu chốt này, Tề Trấn Đào đương nhiên không muốn anh mình xảy ra chuyện gì. Chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đề bạt của mình. Trấn Đào, cậu đừng có nhân từ quá. Cái gì nên hỏi thì hỏi, ít ra, hỏi rõ xong tôi cũng biết đường mà chuẩn bị. Cái này, quyền chủ động nằm trong tay người khác. Tôi tương đối bất lợi. Giờ cũng đang là thời điểm mấu chốt của cậu. Bản thân tôi thì không sao, nhưng, tôi lo là chuyện của người khác lại dính đến tôi. Dù sao, tôi cũng là chủ tịch tỉnh. Nếu như bên dưới có xảy ra chuyện lớn gì, chủ tịch tỉnh như tôi không thể tránh khỏi liên đới. Đến lúc đó, bản thân tôi ngã cũng không sao, chẳng qua chỉ là sớm hơn một chút. Toàn bộ hy vọng của Tề gia sớm đã đặt hết lên cậu rồi. Nếu vì việc này mà dính đến cậu thì phiền phức, tôi ngã, cậu tuyệt đối không được ngã. Tề Phóng Hùng bi thương nói. Anh không làm gì thì cần gì phải sợ. Tề gia chúng ta đâu có thiếu tiền. Tề Thiên theo Diệp Phàm buôn bán cũng kiếm được khoản tiền lớn. Hơn nữa, tất cả đều có chứng minh của nhà nước là thu nhập hợp pháp. Nhà ta cũng nộp thuế đúng thời hạn. Em tin chắc anh không ngã vào con đường kinh tế. Tề Trấn Đào nói. Cái đó không cần cậu nói. Mỗi năm Tề Thiên giúp đỡ tôi 200-300 ngàn cũng đủ tôi tiêu rồi. Có phải cậu nghĩ anh cậu có vấn đề về tác phong sống không? Yên tâm, anh tuyệt đối không sa ngã vào chuyện đó. Chỉ có điều, tôi đã nói với cậu rồi. Có một số việc, là việc lớn xảy ra ở bên dưới. Khi bị trách tội, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tôi.
cậu đang trong thời kỳ mấu chốt, có người đem chuyện này công kích, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cậu. Thời điểm mấu chốt này, không thể qua loa được, thường chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu vạn kiếp bất phục đấy. Chính trị đầy hào quang, nhưng chính trị cũng nghiêm khắc và tàn khốc. Thậm chí, nó còn tàn khốc hơn cả chiến trường đao máu thực sự. Một chuyện nhỏ cũng có thể tiêu diệt cậu, một câu nói cũng có thể tước đi mũ quan của cậu. Tề Phóng Hùng nói, vậy cũng được, em sẽ hỏi, không chừng sẽ có kết quả gì đó. Tuy nói chủ nhiệm Diệp với Tề Thiên nhà chúng ta là anh em tốt, nhưng về vấn đề nguyên tắc thì thằng nhóc này thối hơn bất kỳ ai. Anh không tiếp xúc nhiều với nó, không hiểu được cái tính thối của nó. Tính của nó còn ngang hơn cả hòn đá trong hầm cầu. Lãnh đạo những nơi nó từng làm chắc đều có cảm giác như vậy. Kỳ thực nó là một con ngựa khó khống chế. Nếu dùng được thì sẽ là một tài năng, còn không dùng được thì anh sẽ khổ với nó đó. Tuy nhiên, nói thực, nó không phải là đứa làm hỏng việc, trên cơ bản nó luôn đứng trên lợi ích của nhân dân. Nó không thiếu tiền, tuổi trẻ, có năng lực, chắc hẳn cũng chẳng thiếu đàn bà. Hơn nữa, về mặt quốc thuật cũng là cao thủ. Anh xem, nếu đổi lại chúng ta mà có tính tình như nó thì chắc gì đã làm được một chủ tịch huyện chứ. Anh nhìn nó đi, giờ nó đã là chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương, phó chánh văn phòng chủ tịch đường. Cái này phải dùng từ thiên tài để hình dung về nó. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ tính tình nó không tốt, nhưng vì nó đứng trên lập trường vì nhân dân phục vụ. Cho nên, vẫn được lãnh đạo trọng dụng. Quan trọng hơn là nó có năng lực, dù lãnh đạo ghét nó, nhưng cũng không bỏ nó được. Tề Chấn Đào nói, toàn là nửa khen nửa chê Diệp Phàm. Dù sao cũng phải thử xem, tuy nói cấp bậc của nó không cao hơn chúng ta, nhưng chuyện này thật sự là chúng ta đang nằm trong tay nó. Tề Phóng Hùng thở dài. Nửa tiếng sau, Tề Chấn Đào mới đủ dũng khí gọi điện thoại cho Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, có một vấn đề không biết có thể hỏi cậu không? Được, chú Tề. Diệp Phàm giật mình, cũng đoán được đại khái. Không thể ngờ Tề Chấn Đào lại nghiêm túc như vậy, trước đây đều gọi thằng nhóc này, thằng nhóc nọ, giờ đã sửa thành chủ nhiệm Diệp, cách xưng hô thay đổi quá lớn. Thôi, tôi cũng chẳng giấu gì nữa. Các cậu đến tỉnh Giang Đô làm gì? Đương nhiên, chỉ cần nói một chút là được rồi. Chỗ nào không tiện nói không cần nói. Nếu ngay cả nhắc đến cũng không được, vậy thì thôi, không cần nói đâu. Tổ chức có kỷ luật mà. Tề Chấn Đào xấu hổ nói. Chú Tề, lần này cháu là người phụ trách công tác, không riêng gì các đồng chí trong phòng, mà còn có đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển cùng với bên xóa đói giảm nghèo xuống. Cho nên, cháu không thể nói được. Nhưng, chú Tề cứ yên tâm, cháu biết bác của Tề Thiên là chủ tịch tỉnh ở đó. Trước kia cháu ở huyện Ma Xuyên thư ký của bác ấy cũng có chiếu cố cháu. Có một số việc, có thể chiếu cố cháu sẽ làm thỏa đáng. Còn đề cập đến chuyện này, không được đâu ạ. Vì cháu ra lệnh phải kín miệng, cháu không thể là người làm trái được. Đây là gốc rễ của niềm tin mà. Diệp Phàm trực tiếp nói. Vậy à, tốt, tôi không hỏi nữa. Tề Chấn Đào cũng hiểu, kỳ thực, ông cũng đã nghiền ngẫm được một số việc từ câu nói của Diệp Phàm. Cái này, đương nhiên cũng là do Diệp Phàm cố ý để lộ. Chẳng hạn như Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Xóa đói giảm nghèo. Anh, lần này ngoài các tổ viên phòng đốc tra còn có các đồng chí Ủy ban Kế hoạch và Phát triển cùng với Ủy ban Xóa đói giảm nghèo. Tề Chấn Đào vội gọi điện. Vậy họ xuống chắc là có liên quan đến giúp đỡ người nghèo rồi. Tề Phóng Hùng nói, trong đầu đang vắt óc suy nghĩ. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ xem, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển của các anh có làm gì không? Hơn nữa, chuyện này chắc chắn rất lớn. Bằng không sẽ không lên đến Trung ương như vậy. Tề Chấn Đào nói. Chương 2012, tối nay có nhiều người mất ngủ. Tôi biết rồi. Tề Phóng Hùng nói xong định cúp máy, nhưng, Tề Chấn Đào gọi lại, nói. Anh, chuyện này tốt nhất anh hỏi khéo một chút, đừng làm mạnh quá. Bằng không, người của phòng đốc tra không phải ngu ngốc, chắc chắn biết việc này đã bị lộ. Đến lúc đó, Diệp Phàm cũng không tiện giải thích. Tôi biết rồi, sẽ không để liên lụy đến nó đâu. Tề Phóng Hùng gác máy, lập tức bảo thư ký đi thăm dò. Đã điều tra rồi. Chắc là chuyện của huyện Thiên Thuận địa khu Vân Phong. Vì, tuy nói bên văn phòng xóa đói giảm nghèo chính phủ có giúp nhiều địa phương khác của tỉnh ta,
nhưng nếu có cả ủy ban kế hoạch và phát triển cùng xuống thì có lẽ lần này. Tề Phóng Hùng kể lại sự việc. Việc đó, có phải rất phiền phức không? Tề Chấn Đào hỏi, có chút lo lắng. Chắc chắn là phiền phức, tuy nói tôi không dính vào. Nhưng, là chủ tịch tỉnh Giang Đô, trách nhiệm lãnh đạo, trách nhiệm giám sát là không tránh khỏi. Nếu điều tra việc này, chắc hẳn bên dưới sẽ có vài cán bộ phải ngã ngựa. Hơn nữa, còn có cả một số cán bộ địa khu và ở tỉnh nữa. Tề Phóng Hùng thở dài chua xót. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Tề Chấn Đào hỏi. Hai, việc này, nghe nói liên quan đến một số đồng chí tỉnh ủy. Cho nên, lúc trước tôi cũng mắt nhắm mắt mở. Huống chi, lúc trước ủy viên Trương Hướng Đông xuống muốn giúp người nghèo khai thác, phát triển, giải quyết vấn đề Tam Nông. Khoản tiền hơn 200 triệu, Ủy ban Kế hoạch và Phát triển cùng với Văn phòng Xóa đói giảm nghèo chính phủ bỏ ra một phần, tỉnh Giang Đô bỏ ra hai phần. Địa khu Vân Phong bỏ ra 2 phần, còn huyện Thiên Thuận bỏ ra 4 phần. 4 phần này cũng gần 100 triệu. Hơn nữa quy định, trong 2 năm nhất định phải phát triển được dự án. Trong 2 năm phải phát triển, mà thời gian xây dựng đã chiếm 1 năm. Vậy chẳng phải trong vòng 1 năm huyện Thiên Thuận phải kiếm được 100 triệu sao? Tình trạng kinh tế Giang Đô so với tỉnh Nam Phúc các cậu kém xa, nằm ngoài top 20 cả nước. Huyện nghèo của tỉnh Giang Đô quả thực rất nghèo. Tổng thu nhập của huyện Thiên Thuận trong 2 năm được khoảng 30 triệu. Một huyện lớn 7, 800 ngàn dân, với chút tiền ấy mỗi năm tỉnh còn phải bù vào một khoản lớn. Huyện Thiên Thuận căn bản là gánh nặng của Giang Đô chúng tôi. Với tình trạng như vậy, theo lý mà nói, ủy viên Trương Hướng Đông muốn huyện Thiên Thuận bỏ ra 4 phần phải đổi thành 1 phần, 2 năm 20 triệu thì còn được. Chứ gần cả 100 triệu người ta kiếm đâu ra. Lúc nghiên cứu vấn đề này, lãnh đạo huyện Thiên Thuận giận lắm mà đâu dám nói gì, đành phải khiếu nại lên tỉnh. Lúc đó chúng tôi cũng nói với lãnh đạo về việc này. Nhưng vì khi ấy Trương Hướng Đông đang cao hứng, thái độ vô cùng cứng rắn, hơn nữa thời gian quá gấp gáp. Căn bản ông ấy chỉ muốn xuống đây để tạo thanh thế thôi, nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề Tam Nông thì ông ta quá nóng vội, không giúp được gì cho dân mà ngược lại còn đặt lên lưng huyện Thiên Thuận một gánh nặng lớn. Sau khi khiếu nại không có kết quả, đồng chí Trương Hướng Đông đã quyết định chuyện này. Đương nhiên, chắc là chuyện khiếu nại cũng chưa đến được tai ủy viên Trương. Hẳn là các đồng chí đi cùng không dám đưa ý kiến này với ông ta. Cậu nghĩ xem, các lãnh đạo dưới huyện sao dám chống lại ủy viên Trương. Cho nên, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ có điều, chắc hẳn chuyện này quá khó. Huyện Thiên Thuận không thể nào chuẩn bị được số tiền lớn như vậy. Các công trình hạng mục khai thác làm chẳng đâu vào đâu. Cái này, càng gấp càng loạn, cuối cùng, thành một công trình bệ rạc. Hơn nữa, vì lúc đó Ủy ban Kế hoạch và Phát triển cùng Văn phòng Xóa đói giảm nghèo chính phủ cấp xuống hơn 50 triệu, tỉnh suy xét đến tình hình thực tế của huyện Thiên Thuận, vốn chỉ có 50 triệu, sau đó tôi bỏ ra thêm 10 triệu nữa, là cấp xuống 60 triệu. Khoản tiền này vừa đến địa khu Vân Phong là đã loạn rồi. Địa khu Vân Phong là một địa khu nghèo nên vừa thấy khoản tiền đã đỏ mắt. Vài cán bộ không hiểu việc này, dĩ nhiên, cũng theo quy cũ rút bớt một phần. Vốn tài chính đã không đủ, lại bị rút đi một phần, nên càng như trứng chọi đá. Làm các đồng chí bên dưới càng oán thán. Càng oán càng loạn cuối cùng thành một cục diện bùi nhùi. Tề Phóng Hùng thở dài. Không phải địa khu Vân Phong cũng phải bỏ ra 50 triệu sao? Chẳng lẽ địa khu không có tiền? Tề Chấn Đào có chút kinh ngạc hỏi. Đương nhiên bỏ. Bỏ trước 10 triệu, còn lại 40 triệu cứ kéo dài mãi. Kéo dài 2 năm rồi, đến giờ chắc vẫn chưa cấp xuống đâu. Vì, có vì đồng chí ở địa khu cứ đỏ mắt nhìn chằm chằm vào khoản tiền của huyện Thiên Thuận. Cho rằng, khoản tiền kia là đủ rồi, dù sao cũng chỉ cần có khai thác, có phát triển là được rồi. Vài cán bộ trong thể chế chúng ta, chẳng có bản lĩnh rắm gì, tuy nhiên, lại học được cái trò lừa trên dối dưới. Bọn họ cho rằng hạng mục này chỉ là chút da lông đối với Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Văn phòng Xóa đói giảm nghèo chính phủ, cho nên, chỉ cần giả vờ giả vịt là được. Lòng tham đã trở thành chất kích thích trong suy nghĩ rồi, thế nên gan cũng lớn hơn, xuống tay cũng độc ác hơn. Kết quả, trên làm dưới làm theo. Vài cán bộ có liên quan đến hạng mục của huyện Thiên Thuận cũng bỏ chút tiền vào túi riêng. Cứ thế, anh giơ tay hắn giơ tay, kết quả, khoản tiền thực tế. Tôi đoán chẳng còn lại được một nửa. Chỉ có 3-40 triệu sao có thể xây dựng như kiểu 200 triệu được.
Tự nhiên, họ sẽ làm giả, bên dưới sẽ tự thay đổi phương án, làm vớ va vớ vẩn lấy lệ. Tôi nghĩ, chuyện này có người đã báo lên Trung ương, người này chắc chắn hiểu, không thể nào lấy giấy gói lửa được. Chắc hẳn, Diệp Phàm dẫn người đến địa khu Vân Phong, hẳn là có người âm thầm báo. Tề Phóng Hùng nói đến đây tạm dừng một chút, lại nói tiếp. Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Bình thường thôi, sạp không đỡ được, đành phải để nó mục luôn. Có lẽ, không phải cấp dưới của anh không hiểu được sự nghiêm trọng trong chuyện này. Mấu chốt là ở yếu tố tâm lý. Họ cho rằng cấp trên sẽ không chú ý đến chút chuyện nhỏ, kết quả đã đưa tay ra thì không thu lại được nữa. Đây chính là lý luận của kẻ trộm. Nếu anh đã bước vào con đường trộm cắp, muốn bước ra khó lắm. Đã nếm được vị ngọt rồi thì chẳng đồng chí nào muốn rời đi cả. Cái này, cũng có một số đồng chí bị dụ dỗ hoặc ép phải dính bùn. Tề Chấn Đào nói. Chấn Đào, tôi nói kỳ lạ không phải là ở điểm này. Tề Phóng Hùng nói. Vậy thì cái gì, chẳng lẽ còn có chuyện kỳ lạ khác? Tề Chấn Đào hỏi. Vừa nãy khi cậu nói với tôi về Ủy ban Kế hoạch và Phát triển với Văn phòng Xóa đói giảm nghèo chính phủ tôi cho người đi điều tra thì nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ. Người trong điện thoại không nói rõ là ai. Giọng hơi khàn, chắc là cố ý đổi giọng. Tuy nhiên, gã nói gã là thành viên trong tổ của Diệp Phàm, và nói cụ thể họ xuống để làm gì. Cái này, chắc chắn là người bên trong biết được tin tức cố ý để lộ cho tôi. Chấn Đào, cậu nghĩ xem. Người này cho tôi biết tin tức quan trọng như vậy là để làm gì? Tề Phóng Hùng nói. Chúng ta suy luận một chút, người này đem tin tức quan trọng như vậy nói với anh. Chắc chắn là muốn anh trước biết được tình hình cụ thể, sau là sắp xếp cán bộ bên dưới nhanh chóng chủ đít. Cái này, vô hình chung là gia tăng khó khăn cho đoàn người của Diệp Phàm khi xuống xử lý. Cuối năm rồi, Diệp Phàm vừa nhậm chức đã chạy đi xử lý việc này. Xem ra, do cấp trên thúc giục. Em nghĩ, có phải có người đã báo lên chỗ Trương Hướng Đông? Trương Hướng Đông người phía dưới chưa làm tốt việc hắn giao, làm mất mặt hắn, cho nên, tức giận, buộc phòng đốc tra phải cho người xử lý trước cuối năm. Chắc hẳn còn muốn trách phạt các đồng chí, Diệp Phàm không còn cách nào khác, đành xuống. Nó hiểu quan hệ của anh với em mà vẫn xuống, chứng tỏ nó bất đắc dĩ. Nếu không xuống, chắc hẳn, cái mũ trên đầu sẽ có vấn đề. Có thể tạo áp lực lớn cho nó như vậy, chắc chắn chỉ có Trương Hướng Đông. Còn người báo việc này, chắc chắn hy vọng Diệp Phàm xuống chỉ là công dã trạng. Không thể điều tra được, đến kỳ hạn Trương Hướng Đông đưa ra, Diệp Phàm sẽ phiền phức. Tề Chấn Đào phân tích nói. Người này chắc hẳn đối đầu với Diệp Phàm, không riêng gì tôi có người báo tin, tôi đoán, bên Bí Thư Cát, thậm chí là địa khu Vân Phong, lãnh đạo liên quan của huyện Thiên Thuận cũng có người báo tin rồi. Tin tôi lập tức tìm hiểu động thái của họ một chút là biết ngay. Tề Phóng Hùng nói, lập tức sắp xếp thư ký riêng nghe ngóng. Chỉ lát sau, đã gọi lại, nói. Phía dưới quả nhiên đã có động tác, nghe nói các đồng chí huyện Thiên Thuận và địa khu Vân Phong có liên quan đang loạn cả lên. Suốt đêm triệu tập người có liên quan đến họp, chắc chắn là đang bàn bạc cách chùi đít đây. Vậy là Diệp Phàm sẽ điều tra khó khăn hơn nhiều, chuyện này phiền phức thật. Dựa vào quan hệ của Diệp Phàm với nhà chúng ta, em phải nhắc nhở nó một chút. Nhưng, nếu nhìn từ góc độ của anh, chuyện này càng kéo dài càng tốt. Tốt nhất là không giải quyết được gì hết. Chỉ có điều, như vậy thì Diệp Phàm ắt sẽ thành công dã tràng. Tề Chấn Đào bị vây trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tuyệt đối không thể nhắc nhở. Tề Phóng Hùng vội vàng nói, giọng nghiêm túc, tạm dừng một chút mới nói. Chấn Đào, chắc cậu hiểu rõ lợi hại trong này. Chuyện này kéo dài càng lâu, đối với tôi và cậu đều là chuyện tốt. Đặc biệt là với cậu, dù sao tôi cũng chỉ còn 2 năm nữa, chuyện này có điều tra ra thật, nhiều nhất tôi cũng chỉ bị xử phạt, lui về tuyến 2 trước. Còn đối với cậu thì khác, cậu đang trong thời kỳ quan trọng, nếu tôi có chuyện gì, chuyện của cậu, chắc chắn thất bại. Cho nên, dù không phải vì cậu, cũng phải vì Tề gia, cậu không được ngã cùng tôi. Hai, thế này. Tề Chấn Đào chua xót thở dài, nhất thời ngồi yên trên ghế, không buồn đứng dậy. Lúc này, Bí thư Tỉnh ủy Giang Đô Cát Lâm An cũng mất ngủ, đang cùng bốn đồng chí nói chuyện. Chương 2013, lý luận heo mẹ trèo cây. Đó là bốn đồng chí thân tín phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Đô Lý Nhất Nhiên, trưởng ban tổ chức cán bộ Lan Ni Muội, phó chủ tịch tỉnh Giang Thiệu Đông,
Giám đốc Sở Công an Ngư Đông. Đại binh đến rồi, Bí thư Cát. Lý Nhất Nhiên sò cái đầu hói, nhíu mày nói. Chuyện này, chỉ có thể bình tĩnh quan sát, dù sao cũng không kịp nữa rồi, tuy nhiên, cú điện thoại thần bí kia đến quá kịp thời, thậm chí, đã cho chúng ta giành được thế chủ động. Lan Ni muội nói, lần này không quá dính líu đến chúng ta, tin là Tề Phóng Hùng đủ đau đầu đây, đây là chuyện bên chính phủ, xây dựng lớn như vậy, phiền phức rồi. Lý Nhất Nhiên thản nhiên cười nói, chưa chắc, lúc này, Cát Lâm An lắc đầu. Chẳng lẽ, có người trong số chúng ta dính đến chuyện này? Giám đốc Sở Công an Ngư Đông kinh ngạc. Có dính hay không, tạm thời tôi không rõ. Chuyện này, mức ảnh hưởng lớn như vậy, chắc chắn có nhiều đồng chí phải ngã ngựa. Còn có ảnh hưởng đến người của ta hay không, cái đó không rõ. Không điều tra thì sao rõ được, có nhiều người, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ có điều, trong chuyện này, có chút mánh lới. Cát Lâm An nói. Mánh lới. Giang Thiệu Đông lặp lại, tất cả đều nhìn Cát Lâm An. Có lẽ mọi người không rõ, chuyện này là do Ủy viên Quốc hội Trương Hướng Đông đề ra. Hơn nữa, siết rất chặt. Trước cuối năm phải giải quyết, Trương Hướng Đông theo dõi giang đô chúng ta, tôi là lãnh đạo tỉnh, muốn đứng một bên cũng không được. Đương nhiên, Tề Phóng Hùng chịu trách nhiệm chính, nhưng tôi là lãnh đạo đảng ủy cũng khó tránh liên can. Quả là trả ra thể thống gì? Ủy viên Trương muốn xây dựng dự án như thế nào mà lại thành thế này? Các đồng chí bên dưới quá đáng rồi. Làm việc sao chẳng có đầu óc gì cả, chẳng có chút nghiêm túc sao? Lần này phải nghiêm khắc xử lý các đồng chí đó. Dự án của nhà nước mà làm ăn sằng bậy như vậy thì còn đặt lãnh đạo tỉnh như chúng ta vào mắt nữa không? Tỉnh Giang Đô này, có đồng chí nào nghe lời Cát Lâm An này nữa không? Cát Lâm An giọng điệu nghiêm khắc, thái độ rất nghiêm túc. Kỳ thực, những người ngồi đây đều hiểu, đồng chí Cát Lâm An dùng chuyện này để đánh đối thủ. Có những khi, muốn đối đầu cũng chẳng tìm được lý do. Chuyện lần này nếu có liên quan đến đối thủ, thì đây là cơ hội tốt để Cát Lâm An xuống tay. Cho nên, có chuyện chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chuyện xấu nhưng giỏi ứng biến thì cũng có thể thành chuyện tốt. Thế giới cái gì cũng tương đối mà. Bí thư Cát, tốt nhất là phải co giãn một chút. Chỉ sợ địa khu Vân Phong dính líu nhiều lắm, e là đến nửa huyện Thiên Thuận là có liên quan rồi. Nếu làm lớn đến tỉnh, chẳng hẳn cũng phải có vài đồng chí ngã ngựa. Lúc đó, điều chỉnh lớn quá, đối với tỉnh ủy cũng không phải tốt. Nếu có thể thu hẹp được thì nên thu hẹp một chút, trong một phạm vi nhất định nào đó là được rồi. Lý Nhất Nhiên nói, thu hẹp, căn bản không cần chúng ta nói, chắc hẳn, các đồng chí bên dưới đã hỗn loạn cả rồi. Các anh không cần phải thu hẹp đâu, bản thân họ đã thu hẹp đầu tiên rồi, tiêu hủy chứng cứ, đổ trách nhiệm lên đầu các tiểu tốt đang thương, gây khó khăn cho tổ điều tra. Dù sao, thời đại bát tiên quá hải cũng tới rồi. Giám đốc Sở Ngư Đông nói. Ha ha, trước khi chết ai mà không dãy dụa, chuyện bình thường ấy mà. Ai lại đi ngồi chờ chết chứ? Vì sao có lý thuyết heo mẹ leo cây chứ? Điều này chứng tỏ, lúc cấp bách, đến heo cũng biết treo cây mà. Anh nghĩ xem, một con heo trèo cây, cần có bao nhiêu dũng khí? Huống chi các đồng chí địa khu Vân Phong và huyện Thiên Thuận họ còn ôm tâm lý may mắn, đều là dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lan Ni muội thở dài. Cái gì, địa khu Vân Phong và huyện Thiên Thuận đều loạn lên. Diệp Phàm nhận được điện thoại của Phạm Cương. Kỳ thực, sáng nay sau khi phát hiện Vu Quý Phát và Trần Thiên Hòa liên kết chơi mình, Diệp Phàm đã hành động nhanh chóng. Đã phái đồng chí Phạm Cương công tác ở Cục An ninh Quốc gia, đồng chí Vương Triều Cục Công an thành phố Đông Cống, cùng với Lý Cường và Trần Quân công tác ở báo săn bí mật đến địa khu Vân Phong tỉnh Giang Đô kết hợp lập tổ điều tra. Bên này, gọi điện cho Trương Hùng công tác ở Bộ An ninh Quốc gia dặn dò, cho nên, Cục An ninh Quốc gia địa khu Vân Phong lập tức bí mật phối hợp với đồng chí Phạm Cương hành động. Còn Vương Triều là người từ Bộ Công an xuống điều tra, cầm giấy chứng nhận đến Cục Công an địa khu Vân Phong tiến hành điều tra bí mật. Trần Quân đến từ báo săn, đương nhiên là mượn lính của quân khu địa khu Vân Phong. Đồng chí Lý Cường là thành viên cơ động, chỗ nào cần thì anh ta ra tay, chẳng hạn như trộm văn kiện hay bắt người, anh ta sẽ âm thầm ra tay hết. Chắc hẳn là có người để lộ bí mật, các thành viên lãnh đạo địa khu Vân Phong họp suốt đêm. Còn huyện Thiên Thuận cũng chẳng khác gì mấy, toàn bộ máy họp cả đêm. Nói về khoản tiền 200 triệu tam nông.
Em nghĩ, dù sao họ cũng đông, người nhiều. Có nhiều cái chúng ta chưa kịp điều tra chính xác chỉ sợ bị họ hủy mất chứng cứ. Còn nữa, có một người chắc là nhận được lệnh dán chặt miệng. Họ, điều động cả đám côn đồ, áp chế bắt dân chúng phải im miệng. Em mới đi ngang qua một túp lều đã thấy có người đang uy hiếp người dân sống ở đó ngày mai không được phép nói gì. Cho nên, đợi chiều mai các anh xuống đến nơi, chắc trà cũng đã lạnh rồi. Phạm Cương nói. Cho nên, em nghĩ anh nên đi trong đêm, 8 giờ sáng mai triệu tập các lãnh đạo địa khu Vân Phong và huyện Thiên Thuận, áp chế trước chuyện này. Sau đó lập tức cho phòng ban có liên quan tiến hành kiểm toán. Để họ có muốn làm chứng cứ giải cũng khó lòng trở tay kịp. Các đồng chí phòng đốc tra đều là cao thủ trong chuyện nào, thật giả rất dễ phân biệt. Ha ha, Phạm Cương, các cậu cứ tăng cường điều tra. Chúng tôi à, không vội. Ngày mai, tôi còn muốn ở lại tỉnh thành nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi cái đã. Diệp Phạm cười quỷ dị, nói. Còn nghỉ ngơi, em nói cho anh biết, đến lúc đó không phải trà lạnh, mà là hoa cũng nát luôn rồi đấy. Chuyện này thực sự là gấp lắm rồi. Phạm Cương suýt chút nữa là hét lên. Cậu đúng là đầu heo mà, ở Cục An ninh Quốc gia lâu như vậy, đã là cục phó mà chả tiến bộ gì cả. Chúng tôi mà càng thả lỏng, bên dưới người ta sẽ càng thả lỏng. Sẽ không siết chặt nữa, có lẽ còn nghĩ là chúng tôi giả bộ xuống điều tra vậy thôi. Bọn họ buông lỏng, không phải là cơ hội cho các cậu ra tay à. Hơn nữa, tôi đang mong họ càng loạn càng tốt, cứ loạn cho nước đục thì mới bắt được cá chứ. Hơn nữa, người của anh Thiết cũng sắp lên đường rồi, đến lúc đó sẽ tập trung cùng các cậu đấy. Diệp Phàm nói, người của Bộ Công an đến. Hay quá, chúng em quả là đang lấy trứng trọ đá. Cái này, người ít quá cũng khó chạy qua chạy lại. Phạm Cương mỉm cười. Ừ, chuyện lần này là do Trương Hướng Đông ép, tôi không thể nào chờ Trương Hướng Đông cắt cổ mình được đúng không nào. Lão già đó với tôi có chút hút mắc, chắc giờ cũng biết tôi chịu trách nhiệm mảng này. Hy vọng lão có thể quên tôi, cũng đã nhiều năm rồi mà. Nếu không thể quên, vậy lần này lão sẽ xuống tay với tôi, đây là cơ hội lớn nhất để trừng phạt tôi. Hơn nữa, bên phòng đốc tra cũng có người muốn phá tôi. Vấn đề tam nông của tỉnh Giang Đô này trên thực tế là do Yến Xuân Lai để lộ. Chắc hẳn lúc này các lãnh đạo chủ chốt của địa khu Vân Phong và huyện Thiên Thuận đều hành động rồi. Việc để lộ bí mật kia, 8 phần là do Yến Xuân Lai sai khiến. Lão già này, bản thân không có bản lĩnh nên bị biếm, thế mà lại tính nợ vào tôi. Lão muốn đẩy tôi vào chỗ chết, tôi phải phản kích lại đúng không? Chúng ta phải lật ngược thế cờ trước Tết. Để văn phòng trung ương, các đồng chí trong nội các chính phủ đều nhìn thấy, Diệp Phàm tôi không phải thằng yếu đuối, là kẻ thực sự có bản lĩnh. Điều tra án thôi mà, ai chẳng biết làm chứ? Diệp Phàm dáng vẻ ngang ngược. Ha ha, cứ vậy đi. Đây cũng là cơ hội để đại ca thể hiện uy quyền ở phòng đốc tra. Bằng không phòng đốc tra văn phòng trung ương toàn những kẻ lõi đời. Chả ai chịu coi anh là chủ nhiệm, phải tạo được uy tín nhất định của mình. Mà, em đoán anh cũng muốn dùng chuyện này để chỉnh đốn ai đó. Đại ca, em ủng hộ anh. Ai muốn chơi chúng ta thì chúng ta sẽ chơi lại hắn, mẹ nó, mấy anh em mình liên kết, sợ gì không thắng hắn. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau ăn Tết vui vẻ. Còn Yến Xuân Lai à, cho lão ăn Tết buồn chết luôn. Còn Trương Hướng Đông, lão già này mượn cơ hội báo thù mà thất bại, cũng sẽ lão buồn bực một chút. Phạm Cương cười nói. Đừng mừng vội, cậu nắm chặt một chút, còn có mấy ngày nữa, nếu lúc đó làm không xong thì họ mới là người cười, còn người buồn bực sẽ là chúng ta đấy. Diệp Phạm tức giận hừ nói. Yên tâm, em, Vương Triều, Lý Cường, Trần Quân, phối hợp. Muốn giở trò với chúng ta à, chúng ta sẽ đùa chết bọn chúng mới thôi. Anh không biết, Lý Cường này lợi hại lắm, mở két sắt nhà người ta mà cứ thoải mái như mở tủ tiền nhà mình ấy. Trần Quân cũng ở báo săn lâu rồi, bản lĩnh dám gì không tiến bộ, nhưng bản lĩnh kiểm toán lại tiến bộ không ít. Còn Vương Triều thì, tranh chua đanh đá, đánh người ép người, bắt cóc cái gì anh ta cũng là được cả. Phạm Cương có chút đắc chí. Chương 2014, bị Tào Tháo đuổi tập thể. Ha ha, chúng ta mà, đều là vì đất nước, vì nhân dân cả. Mặc dù có sử dụng một số thủ đoạn không theo quy tắc thông thường cho lắm, nhưng cũng đều có nguyên nhân, có đúng không? Chúng ta không làm chuyện gì xấu cả.
huống chi, những đối tượng mà chúng ta ra tay đều là kẻ xấu. Diệp Phàm cười to một tiếng nói, còn Phạm Cương thì cứ bấm bụng cười. Bụng nghĩ, nếu không phải vì cái mũ trên đầu mình thì anh đâu có ra sức như vậy chứ. Đương nhiên, mặt khác cũng là vì nhà nước. Đại ca, nếu sáng mai tổ giám sát muốn lên đường, thì anh cố giữ chân bọn họ. Cái này, phải tìm được một lý do hợp lý mới được. Nếu không, vô cớ xuất binh đến thì sẽ khó giải thích với cấp trên. Phạm Cương quan tâm nói. Cái này dễ dàng, sáng mai tôi bảo nhà bếp chuẩn bị bữa sáng là ít cháo, bánh mì và một quả trứng. Đây là bữa sáng theo kiểu của người phương Bắc, đến lúc đó rắc ít TH3 đấu tán vào, bảo đảm một giờ sau toàn bộ sẽ bị tiêu chảy. Đương nhiên là sẽ không đi được nữa. Diệp Phàm cười khan một tiếng, nói. Đại ca, anh thật là nham hiểm đấy. Phạm Cương thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Vì quốc gia, đôi khi không thể không nham hiểm được. Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cái này gọi là lấy độc trị độc. Diệp Phàm không thèm nghĩ đến liêm sỉ, thản nhiên hừ nói. Được lắm, đại ca. Phạm Cương nói xong liền cúp máy. Một buổi tối thấp thỏm cũng qua đi. Buổi sáng hôm sau. Sau khi ăn bữa sáng xong, Diệp Phàm lập tức hạ lệnh hướng thẳng địa khu Vân Phong mà đi. Tuy nhiên, xe đi được nửa đường thì xảy ra một số việc. Đầu tiên là tổ phó thường trực Phu Quý Phát vội vàng kêu dừng xe để đi giải quyết. Bởi vì trên đường không có nhà vệ sinh, cho nên đồng chí Phu Quý Phát đành phải tìm một bụi rậm nào đó để gửi tình yêu vào đất. Bởi vì người này buổi sáng ăn khá nhiều, cho nên bị Tào Tháo gọi tên trước. Tuy nhiên, Phu Quý Phát đi đến hơn 10 phút, không lâu sau Phó Vụ trưởng Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung Dũng cũng không chạy đến chỗ cách chỗ đồng chí Phu Quý Phát không xa để giải quyết. Cứ như vậy, dần dần mọi người đều phải xuống xe để đi vào bụi rậm. Mà trong tổ điều tra cũng có đồng chí nữ, cái này khỏi phải nói đã làm khổ các cô thế nào. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cũng đành phải xuống xe như các đồng nghiệp nam. Diệp Phàm cũng giả bộ đi theo để góp vui. Đương nhiên cũng là để tránh bị lộ, lúc sáng hắn cũng nhắm mắt nhắm mũi uống một bát cháo. Tuy nhiên, trước đó hắn đã uống mấy viên Thiết Lợi Đình. Hơn nữa, thể chất của Diệp Phàm cũng rất tốt, vận dụng nội tức chính xác, cho nên chút thuốc gây đi ngoài kia chẳng nhằm nhò gì đối với hắn cả. Chủ nhiệm Diệp, tôi nghĩ cứ như vậy sẽ không ổn đâu, hình như mọi người đã ăn phải thức ăn có vấn đề. Khách sạn Giang Nguyên này sao lại thế nhỉ? Sao lại có thể làm đồ ăn không sạch sẽ như vậy chứ? Chúng ta quay về cho họ một bài học mới được, thật chẳng ra sao cả. Phu Quý Phát xoa xoa bụng, sắc mặt tái nhợt mắng. Thật là lạ đó chủ nhiệm Diệp, anh nhìn xem, nếu như một hai người bị thì có thể còn nói là do nguyên nhân khác được. Còn cái này, hình như tất cả tổ điều tra chúng ta đều bị, chẳng phải là có vấn đề hay sao? Thức ăn nhất định có vấn đề. Phải gọi mấy đồng chí ở tỉnh Giang Đô điều tra kỹ khách sạn Giang Nguyên này mới được. Đồng chí Trung Dũng có vẻ rất phẫn nộ nói. Chủ nhiệm Diệp, trong này liệu có âm mưu gì không? Lúc này Phó Vụ trưởng Vụ xóa đói giảm nghèo chính phủ Thôi Hồng Yến có chút nghi ngờ nói. Âm mưu ư, tuyệt đối là có âm mưu rồi. Chủ nhiệm Diệp, anh xem, khách sạn Giang Nguyên là khách sạn rất có danh tiếng, tại sao sớm không xảy ra muộn không xảy ra mà lại bị đúng vào chúng ta? Tôi thấy, chắc chắn là cháo và bánh mì lúc sáng có vấn đề rồi. Lúc này, một đồng chí trẻ tuổi trong tổ điều tra cũng lên tiếng. Lão Phu, anh nghĩ sao? Diệp Phàm giả bộ suy nghĩ điều gì đó, sau đó cố ý nhìn đồng chí Vu Quý Phát một cái, hỏi. Việc này quá là trùng hợp, tất cả mọi người đều bị đi ngoài. Đồ ăn lúc sáng chắc chắn có vấn đề, hơn nữa tuyệt đối là có người làm chuyện này. Anh nghĩ mà xem chủ nhiệm Diệp. Vấn đề Tam Nông lần này chắc chắn là có vấn đề, có người không muốn chúng ta đi đến địa khu Vân Phong đây mà. Tôi thấy, chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ khách sạn Giang Nguyên, chỉ cần có thể điều tra ra ai làm thì sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này. Lần theo manh mối, không chừng lại có hiệu quả. Phu Quý Phát sắc mặt xanh như tàu lá chuối nói. Vụ trưởng Trung, còn anh thì sao? Diệp Phàm quay sang nhìn đồng chí Trung Dũng một cái, hỏi. Cái này lại không mất một con đường tắt, tôi nghĩ, mặc dù chúng ta trực tiếp đến địa khi Vân Phong, thì với trạng thái của chúng ta hiện nay chắc phải đi bệnh viện hết. Nếu không, người ta đem sổ sách đặt trước mặt, chúng ta chưa kịp lật trang nào thì đã phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh rồi, cái này, hiệu quả công tác thì đừng có nhắc đến nữa. Hơn nữa, chủ nhiệm Diệp,
thời gian này mọi người đều biết rõ trong lòng. Đừng nghĩ là tôi bàn lùi, mà nội trong mấy ngày không thể điều tra ra việc gì được. Cho nên, muốn điều tra ra chỉ có thể đi bằng con đường không bình thường mà thôi. Nếu như có thể điều tra ra chút manh mối, không chừng chúng ta còn có hy vọng, bằng không chỉ còn nước chết thôi. Trung Dũng nói. Đúng đúng, chỉ có thể, hồi mã thương, mà thôi, trực tiếp quay trở lại khách sạn Giang Nguyên, thông báo những người có liên quan dở Giang Đô đến hiện trường, chúng ta phải khiến cho hắn trở tay không kịp, tìm ra video từ camera thì sẽ rõ ngay thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cho một số đồng chí ở tỉnh Giang Đô biết thế nào là lễ độ. Hơn nữa, nếu chúng ta tìm ra được chứng cứ, thì tổ điều tra có thể đến bệnh viện điều trị, kéo dài thời gian điều tra cũng được. Cũng có cái mà giải thích với lãnh đạo. Bằng không, cho dù chúng ta lôi cái tình trạng này xuống, tuyệt đối sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Thôi Hồng Yến cũng có chút nóng nảy rồi. Như thế này đi, tất cả mọi người ở trên xe, biểu quyết dân chủ đi. Diệp Phàm đề nghị nói. Tôi đồng ý quay về. Trung Dũng là người giơ tay đầu tiên. Tôi đồng ý đến bệnh viện điều trị trước, bằng không với hiện trạng này thì không thể làm việc được. Sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe thì đâu làm việc được. Một thành viên lớn tuổi nói. Tôi đồng ý, nhất định phải điều tra. Phu Quý Phát vẻ mặt căm giận nói. Cuối cùng 15 đồng chí, cơ bản là đều đồng ý quay trở lại. Thực ra, đối với việc lần này xuống địa khu Vân Phong điều tra, trong lòng mọi người cũng biết rõ. Cách thời gian ăn Tết cũng 5, 6 ngày rồi. Cũng là thời gian này sau khi nghe thấy động tĩnh thì đã xóa dấu vết hết rồi. Đâu dại cứ ngồi không để đợi tổ điều tra xuống chứ. Thời gian mấy ngày chắc chắn không đủ để điều tra ra cái gì. Đến lúc đó, giải thích với cấp trên thế nào. Chỉ bằng mượn lý do này để nằm viện tập thể, cũng dễ giải thích với cấp trên. Trương Hướng Đông ông không thể ép mọi người cố sống cố chết đi làm việc chứ. Vậy thì quay lại, chúng ta đến khách sạn Giang Nguyên, sau đó thông báo cho những lãnh đạo có liên quan của tỉnh Giang Đô đến. Đợi nắm được chứng cứ rồi chúng ta sẽ đi đến bệnh viện điều trị. Đương nhiên, với những đồng chí không thể chịu nổi nữa thì có thể đến bệnh viện trước, nếu có thể chịu được thì ở lại cùng nhau kiểm chứng. Đúng thật chẳng ra làm sao cả, không ngờ dám ra tay cả với chúng ta, không phải là coi thường tổ điều tra chúng ta quá rồi sao? Hơn nữa, nếu hôm nay thay nếu rắc thuốc độc vào thì không phải chúng ta đều toi mạng rồi sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó, xe lại quay lại thành phố Giang Nguyên của tỉnh Giang Đô. Còn Phó Chủ tịch tỉnh Giang Thiệu Đông và chủ nhiệm phòng đốc cha Ngô Tài Tín ngồi ở xe khác thì cũng không biết vì sao lại quay lại. Đương nhiên, lúc thành viên tổ điều tra xuống đi vệ sinh thì cũng nhìn thấy rồi. Nhưng Diệp Phàm không nói rõ, chỉ nói phải về nghỉ ngơi một chút thôi. Tuy nhiên, Diệp Phàm tự tin bản thân mình tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết gì. Từng ở báo săn một thời gian. Những thủ đoạn nhỏ như vậy mà không biết mới là chuyện lạ. Quay trở lại khách sạn Giang Nguyên, Tổng Giám đốc Trần Y Minh thấy mọi người trong đoàn quay trở lại liền niềm nở ra nghênh đón. Lúc này, Diệp Phàm vẻ mặt Diệp Phàm đột nhiên nghiêm lại, nói với Phó Chủ tịch tỉnh Giang. Vừa nãy toàn thể đồng chí trong tổ điều tra đều bị đau bụng đi ngoài, các đồng chí ấy nghi ngờ trong thức ăn của bữa sáng nay có vấn đề. Vì vậy, mời khách sạn Giang Nguyên đem tất cả những video của buổi sáng nay lại đây. Chúng tôi muốn điều tra. Sao thế được, không thể nào. Tổng Giám đốc Trần sợ xanh mặt, nói. Tôi nói vì sao lại quay lại như thế. Vừa nãy các đồng chí trong tổ điều tra đều chạy hướng lên núi. Nếu đã xảy ra việc nghiêm trọng này, mọi người nên đi đến bệnh viện để điều trị trước đã. Còn về việc làm rõ mọi chuyện thì các đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi sẽ phối hợp với các vị điều tra tới cùng. Bất luận là có liên quan tới ai, cũng sẽ không nhân nhượng. Giang Thiệu Đông vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng tôi không đi, không tìm ra kẻ nào đứng đằng sau hạ thủ, chúng tôi cứ ở khách sạn này. Thật chẳng ra làm sao cả, tỉnh Giang Đô của các người muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ muốn diệt sạch tổ điều tra của chúng tôi hay sao? Lúc này, một thanh niên trong tổ điều tra tức giận nói. Nói chuyện kiểu gì vậy, lùi sang một bên đi. Diệp Phàm cố ý nghiêm mặt, để quạt cho anh chàng kia một trận. Đừng có nóng vội, chúng ta lập tức kiểm chứng. Giang Thiệu Đông nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nếu các đồng chí đều muốn kiểm chứng trước, chỉ bằng tôi thông báo cho bác sĩ của bệnh viện Giang Nguyên đến để chữa bệnh luôn. Sức khỏe là quan trọng, chúng ta vừa điều trị, vừa kiểm chứng vậy.
thế thì cứ làm như vậy đi. Diệp Phàm gật đầy, nhìn các đồng chí trong tổ điều tra một cái, nói. Mọi người uống thuốc đi, khỏe rồi chúng ta sẽ lên đường ngay, còn nhiệm vụ nặng nề phía trước, không thể kéo dài được nữa. Sau đó Giang Thiệu Đông đem chuyện này báo cáo lên tỉnh ủy. Bí thư tỉnh ủy Cát Lâm An vừa nghe thấy vậy, lập tức đến khách sạn Giang Nguyên để thăm hỏi. Các đồng chí chịu khổ rồi, đều là vì tỉnh Giang Đô chúng tôi tiếp đãi không chu toàn. Đồng chí Cát Lâm An sau khi bắt tay với từng người, vẻ mặt ăn năn nói. Lần này các đồng chí ở tổ điều tra xảy ra chuyện, nhất định phải điều tra đến cùng. Hơn nữa, mọi chi phí đều chỉ sẽ do tỉnh Giang Đô chịu hết.